Hi, xin chào tất cả các chị yêu của shop Nga BM. Các chị yêu ơi, tối nay thì đầu like cho em Nga xin nên đầu like cái mã váy này nha các chị nhá. Mẫu này thì em vừa về được đủ size MLXL, 2XL rồi. Đấy ạ, cho nên là chị yêu nào mà đang muốn kiếm tìm cho em Nga một cái mã váy siêu cấp rất là đẹp, cực kỳ sang xịn của dòng Vui này thì các chị lên cùng em nhá. Em này siêu xinh luôn các chị ơi. Đấy ạ, màu em về chưa được màu xanh các chị nhá, xinh quá. Chị nào đang kiếm tìm váy á thì các chị lên cùng em này. Để các chị có thể diện được luôn. Mặt rất là xinh. Form rất là đẹp nha các chị. Đấy ạ. Em đang mặc váy này là size M, phần tay của nó là phần tay lụa nha các chị nhá, tay tơ ấy. Xinh lắm, lụa tơ. Nhưng mà dòng cao cấp rất là thích. Đấy ạ. Mặc lên rất là thích luôn. Cái phần tay của nó có hai lớp, bên trong nó có một cái lớp con nhẹ bên trong nữa, rất là đẹp luôn. Và em đang mặc em này nó là size M các chị ạ. Em có ML, XL, 2XL các chị nhá. Chị nào đang nhìn thấy em cho em ra một nút tương tác, chia sẻ một đầu like dùm em nữa. Rất là xinh luôn. Em bỏ cái mẫu này ra ngoài. Em đi không bỏ mẫu. Nào đang nhìn thấy em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ đầu like giúp em. Quá là xinh luôn á. Chị nào mà đã nhận được váy này thì em Nga cho em Nga một nút tương tác, chia sẻ ủng hộ, feedback dùm em. Đầu like thì em có giới thiệu cho các chị yêu một cái mẫu váy rất là xinh như thế này. Đây là một trong những cái dòng váy cao cấp các chị nhá. Chị nào mà thích dòng váy cao cấp để diện rất là xinh thì các chị lên cho em cái váy này. Váy này thì em vừa về được đủ size đấy ạ. Nếu mà những chị nào mà thích những cái dòng này thì các chị đừng bỏ qua. Bởi vì đôi khi ví dụ như hiện tại em đang đủ size cho các chị yêu thì các chị yêu có thể là dễ lựa chọn hơn. Còn nếu mà khi mà các chị sau ấy, nhiều khi nó bị hết hàng đấy các chị ạ. Đấy thì các chị lại phải chờ đợi nó khá là lâu. Váy này thì em có size ML, XL, 2XL sẵn. Còn nếu mà size 3XL, 4XL và 5XL thì các chị yêu order dùm em nhé. Và order chuyển khoản thì em mới đặt hàng cho các chị. Đấy ạ, size M là size em đang mặc. Chị nào khoảng tầm 55 cân đổ về mặc M này. Chị nào từ 55 cân đến dưới 60 cân mặc L dùm em nha. Chị nào từ 60 đến 65 cân đổ về mặc cho em cái này size XL. Và chị nào dưới 70 cân mặc váy này cho em size 2XL nhé. Rất là đẹp luôn, vai bồng. Đấy ạ, ba cái bông hoa xanh này. Ở đây nó có đính đá này. Đá cườm của nó cũng là đá xanh luôn các chị nhá, rất là xinh. Cái em này, váy này của nó này, các chị nhìn cho em Nga, nó rất là eo luôn. Hôm nay chị nhận bộ đùi đẹp lắm, em ơi, em cảm ơn chị Hoàng Thoan đấy ạ. Cảm ơn feedback cực kỳ tuyệt vời của chị yêu. Đây, các chị ngắm dùm em Nga, mặc lên nó rất là gọn. Và em váy này thì chị nào cao cũng mặc được và chị nào thấp cũng mặc được cho em Nga. Không cần phải nghĩ đến là có cần phải cắt gấu hay không. Rất là xinh luôn. Hàng này của em Nga thì nó là hàng VIP luôn các chị nhá. Cái váy này của em Nga thì nó là hàng VIP. Đã, cho nên nó rất là đẹp và cực kỳ sang. Chị nào mà đang muốn kiếm tìm cho em Nga một cái mã váy hàng VIP, hàng phiên bản xịn sò để các chị có thể diện này đi mặc cho em Nga đi làm, đúng không ạ, đi công tác đấy ạ, đi gặp đối tác đi du lịch, nói chung là nó quá đẳng cấp luôn rồi. Cái váy này thì em nghĩ là nó quá đẳng cấp luôn rồi, nói chung là nó là đẳng cấp thời thượng luôn nhá. Nên chị nào mà đang kiếm tìm cho em cái váy này thì các chị nhanh tay comment hộ em đúng cú pháp là M1 nhá, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn. Mà cái váy này nên thì ạ, nó rất là giấu dáng luôn, tại vì toàn bộ cái phần thân lườn eo này nó là màu đen và cái chất liệu vải của nó ấy, nó có hơi giãn nhẹ thôi các chị ạ, nó có hơi giãn nhẹ thôi các chị nhá, hơi giãn nhẹ. Tay của nó vai bồng rất là xinh, các chị nhìn em mặc lên nó rất là hách eo luôn, hách eo hách dáng và cảm giác người nó rất là gọn ấy ạ. Mà đặc biệt những chị nào mà người đậm khi các chị mặc váy này lên thì gọn tuyệt vời luôn, không có một điểm gì để chê cho em Nga. Nên chị nào mà đang muốn kiếm tìm cho em váy M1 có mức giá là 1.520.000 thì comment hộ em đúng cú pháp là M1, kèm theo size, kèm theo số điện thoại hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại em chốt đơn nhá. Váy này có giá là 1.520.000, hàng của hãng Queen nha các chị. Em đang mặc váy này là size M. Thân của nó là thân vải ạ, vải nó hơi có giãn nhẹ một chút xíu, dễ mặc. Tay của nó là tay tơ bồng, có theo có những cái đính ghi hoa. Hoa này là bộ nó là thủ công, đính đá cường, rất là xinh luôn. Đặc biệt em này,
có chút xíu đá cườm như này, rất là đẹp. Nói chung là em này em gọi là xuất sắc đỉnh luôn, với cái tông màu xanh như thế này. Đấy ạ, chị nào mà yêu thích cái váy em đang mặc mã M1 thì nên đơn cho em nha, với mức giá là 1.520.000. Hiện tại em về sẵn đủ size rồi. Nhưng cái dòng này nó là dòng cao cấp, dòng VIP đỉnh, cho nên đương nhiên số lượng nó không có nhiều đâu. Nên là chị nào mà thích các chị đừng bỏ qua, bởi vì nhiều khi đấy ạ, có những chị yêu cứ bảo em là lên những cái váy như thế này, nhưng đôi khi có những cái mà em về đấy ạ, size số nó không có nhiều. Đấy, hôm nay thì em lên đầu like cho các chị yêu đấy, để báo cho các chị yêu là biết là cái mẫu này em đang có đủ size, bởi vì có những cái mã em up. À, váy này có phải chiều chị chốt không em? Đúng ạ, đúng ạ, các bạn đang bảo đúng chị Đỗ Lan nhé, đúng váy này của chị đấy. Đấy, váy này em vừa về đủ size nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp là MLXL2XL. Đấy ạ, tại vì có những cái mẫu váy em về nhưng mà ví dụ em up cho các chị yêu đôi khi nó đang còn khuyết size, còn phải đang chờ về á, thì cái váy này xuất sắc. Em phải nói là váy này chị nào cao mặc được, chị nào thấp cũng mặc được, mặc lên rất là gọn dáng và cực kỳ xinh. Lên chị nào thích thì comment hộ em nha, đẹp xuất sắc luôn rồi. 1.520.000 em chốt đơn nha các chị. Các chị ngắm kỹ hộ em một lần nữa, vì những cái dòng này của em Nga nó không có nhiều ạ. Vì những cái dòng này nó là dòng VIP ạ. Đấy, cho nên chị nào mà muốn sở hữu em này thì comment hộ em đúng cú pháp là M1. Ok chị Đô Lan ạ, M1 kèm theo size, kèm theo số điện thoại, hoặc kèm theo chiều cao cân nặng, kèm theo số điện thoại. Em có cái vai bồng màu xanh rất là xinh như này, màu tím thì nó đang khuyết size cho nên em không lên, em chỉ lên màu xanh thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment của em đúng cú pháp là M1. Chị nào nhìn thấy đấy hoặc xem lại like, các chị có thể đặt hàng, tại vì số lượng nó không nhiều nên em chỉ like để lên đầu like cho các chị yêu. Đấy, các chị nào muốn ngắm những cái váy gọi là váy này này, tại vì váy này em chưa quay được video, thật sự là thật ra là nhiều khi nó không có hàng, không dám quay các chị ạ. Đấy, hôm nay nó vừa về thì gọi là like luôn đầu like luôn, like luôn đầu like luôn cho các chị nào. Ví dụ như các chị nào mà em chưa kịp quay thì các chị up. Ui, hình như cái mạng này nó có vấn đề. Hôm nay em chết ở mạng lại có vấn đề rồi em ạ. Máy này của chị này lại bị lúc thì 4 mấy, lúc thì 3 giờ mấy rồi. Đó, đây này, đây này, chỗ này nó lại còn 46 này. Đấy, chết rồi, mạng này lại trục trặc rồi. Rồi ạ. À. Ok các chị yêu, chắc hôm nay mạng của em nó lại hơi trục trặc tí rồi, nhưng mà thôi em cứ cố lên các chị nhá, cuối tuần nên em cứ lên. Các chị ưng, các chị yêu nào mà xem được, các chị yêu có thể comment. Chị nào mà xem sau đấy ạ, thì các chị có thể inbox đặt hàng trong inbox cũng được giúp em. Đấy ạ, còn nếu mà tí nữa có thời gian thì em cũng như em nói đấy, cuối tuần thì em còn khoảng, chắc là còn khoảng tầm ít thôi, phao em còn rất là ít. Đấy ạ, là cái nó có một cái mã mà nói chung là em ôm nốt thôi, nên là em lên nốt cho các chị yêu. Chị nào ưng các chị chốt đơn. Còn bây giờ em xin phép được qua mã tiếp theo luôn. Váy em đang mặc sẽ là mã M1. Mẫu này em vừa về đủ size luôn. Chị nào mà hôm trước ví dụ như mấy chị mà đặt hàng mà đấy ạ, em chưa có hàng hoặc là chưa về đủ size thì hôm nay các chị có thể comment lại hoặc đặt hàng lại dùng các em nhé. Đấy ạ, size em đủ size là MLXL, 2XL sẵn ạ. Còn chị nào đặt 3XL, 4XL thì order dùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp theo cho các chị yêu một mã tiếp theo. Lên tiếp một mã váy nữa đi. Đấy ạ, đang trong mã váy thì em liên tiếp một mã váy các chị nhá. Đây ạ, một mã váy siêu cấp tiếp theo, rất là xinh luôn. Đây, đây là mã vã váy mới hàng hè các chị nhá. Đây, cái này này, các chị nhìn giùm em, cái này là mã váy mới nhá, hàng mùa hè, rất là xinh. Mùa đông thì các chị sẽ thấy là nó đầm hơn, còn cái hàng hè thì các chị sẽ thấy nó nhẹ tay hơn một chút xíu á, nhưng nó rất là xinh. Em sẽ lên luôn cho các chị yêu mã váy này. Em này thì em có size SML 3 size các chị nhá, comment hộ em, à lên hộ em là mã M2 dùm em ạ. Mã váy em đang mặc tiếp theo sẽ là M2 ạ. Rồi em lên M2 luôn đây. M1 có đủ size nên tiếp theo là M2.
lên M2. M2 của chị em Nga sẽ là một em váy siêu cấp, em mix với một cái chiếc áo phông. Áo phông này thì siêu hot hit nhà em Nga. Tuy nhiên áo phông này thì bây giờ em cũng không còn nhiều đâu. Áo này thật sự là về bao nhiêu cũng không đủ các chị ạ. Áo này nhà em Nga thì về bao nhiêu cũng chả, bởi vì thật ra em đã mix khá là nhiều luôn rồi. Đấy ạ, nhưng mà thực sự là cái váy á, cái áo này mix cái gì cũng đẹp các chị ạ. Mix với quần short, mix quần jean, mix quần âu, đúng không ạ? Mix cái gì cũng đẹp cho em Nga. Cái áo này của em Nga thì nó là hàng một size thôi, nó là hàng của Mây Mây các chị nhá, rất là đẹp luôn. Em đang mặc cái chân váy tiếp theo, nó là chân váy ren này, hàng siêu cấp của em Nga. Cặp đằng sau của nó là cặp chun siêu xinh như thế này. Size của nó sẽ là SML. Áo em đang mặc thì nó là hàng của Mây Mây. Đấy ạ, một size. Đấy ạ, còn cái dòng mà hàng tay lỡ ấy thì hiện tại em cũng đang các chị chờ bù hộ em. Tay lỡ thì em tạm thời em cũng đã các chị phải chờ bù rồi. Còn bây giờ hiện tại cái hàng tay này của em Nga này thì em cũng không còn nhiều đâu. Em còn ở đây cái màu kẻ em đang mặc nhá. Rồi ạ, để em giới thiệu luôn, tại vì là cái dòng này giờ em đang rất là cháy hàng luôn. Đây ạ. Cái màu kẻ này của em Nga em còn khoảng tầm về đến đâu hết đến đấy các chị ạ. Không biết bao nhiêu là đủ luôn. À, chắc chỗ này chắc không được đến chục cái nữa rồi. 2, 4, 5, 6, 7. Cả cái em mặc có 8 cái thôi. Màu kẻ có 8 cái. Màu đen ở đây chắc cũng được khoảng tầm 5, 6 cái thôi. Áo này em có trắng, đen và kẻ. Nói chung hôm trước thì em về được khá nhiều, nhưng bây giờ nó cũng hết rồi này. Đây, kẻ em còn bằng này. Đen em còn khoảng tầm 5, 6 cái. Và màu trắng em còn mấy cái. Đấy nha các chị nhá. Chị nào mà muốn sở hữu chiếc áo em đang mặc sẽ là M2 thì nên đơn dùm em. Còn chị nào muốn sở hữu cái chân váy siêu cấp này, đấy, dòng mẫu mới nhất của năm 2023, đây là chân váy ren mùa hè nhá. Chân váy này các chị mặc gì cho em cũng đẹp. Nhiều chị yêu sẽ rất là thích cái chân váy này. Chân váy này của nó là chữ của nó là Prada này. Cặp của nó đằng sau nó là cặp chun nha các chị nhá. Cặp sau của nó là cặp chun. Đấy ạ. Và size váy của nó sẽ là SML. Size S dành cho chị nào khoảng tầm 53 dưới 54 cân đổ về mặc S ạ. Chị nào khoảng tầm từ 54 cân cho đến 58 cân, 58 dưới 59 cân bằng M. Chị nào từ 59 đến 63, 64 cân đổ về mặc L, vì cặp của nó là cặp chun. Nhưng mà cái cặp của nó khá là chắc nhá. Cảm giác khi chị em mặc lên ấy, nó như cái ghen ấy, rất là sướng luôn. Váy này của em Nga có mức giá là 730.000, hàng siêu cấp với chị nhá. Và em đang mặc nó là hàng siêu cấp, mức giá là 730, mã sẽ là M2 đi ạ. Áo em đang mặc sẽ là mã M3 các chị nhá. Đây thì em bao vừa hết cho các chị yêu, từ 43 cân cho đến 63 cân đều mặc xinh. Và em có 3 phiên bản màu cho áo. Số lượng hiện tại em không còn nhiều, hiện tại em mix luôn cho các chị yêu thôi. Nếu như chị nào mà chưa xinh cái áo này thì các chị có thể đặt hàng ngay vào luôn. Đấy ạ, số lượng áo màu kẻ này thì em còn khoảng tầm, đấy ạ, tổng khoảng tầm hiện tại sẵn nhá các chị ơi, em còn khoảng 7-8 cái thôi. Đấy ạ, màu đen thì em còn 5-6 cái, chị nào lấy thì chốt đơn. Màu trắng còn mấy cái nữa. Áo này em có 3 màu. Em đang mặc áo này, nó là áo của chính hãng của Mây Mây. Cái phần thiết kế cổ của nó rất là xinh, đấy ạ. Họa tiết logo ở đây nó là nổi nhá. Và cái phần kẻ này thì các chị mặc nó rất là dễ mặc, không lỗi mốt. Và khi chị em mình mặc lên mix đồ nó rất là trẻ. Các chị mix quần short cũng được, quần jean cũng được, quần nâu cũng được. Đây là chân váy, mặc lên cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ dễ luôn. Váy này của em Nga thì nó là dòng siêu cấp, và bên trong nó sẽ có một cái lớp lụa này, lụa cao cấp, và bên ngoài nó là lớp von. Nhưng cái này chất của nó rất là mềm nhá. Nó mềm và nó nhẹ hơn mùa đông. Hàng đông các chị mua cái váy này các chị biết rồi. Còn đây của em Nga nó là về dòng hè nên nó rất là xinh luôn. Mặc lên nó rất là nhẹ và cảm giác nó rất là bay váy luôn. Áo này là một size chị Tú Trương ạ. Cái dòng mà có size thì hiện tại đang chờ bù rồi. Hôm trước em lên về cái dòng mà có size hàng 380 thì hiện tại em đang hết kẻ rồi ạ, đang phải chờ bù ạ. Đấy ạ. À, còn cái dòng mà free size này thì hôm trước em về sau cái dòng kẻ ạ. Và hiện tại bây giờ em cũng còn mấy chiếc nữa thôi. Chị nào khoảng tầm từ 43 cân cho đến 63 cân mặc váy áo này cho em Nga, giá của nó là 279.000. Còn chân váy em đang mặc là M2 có mức giá là 730.000 ạ. Áo em đang mặc là chất cốt tông chị Phạm Xuyên nhá. Áo em đang mặc là chất cốt tông rất là xinh, form dáng đẹp, kiểu dáng xinh, dễ mặc. Nói chung một cái mã áo hàng Mây Mây giá mềm 279.000, vừa đẹp vừa sang, dễ mặc. Các chị mix quần short cũng được, quần jean cũng được, quần âu cũng được, chân váy cũng được. Mix cái áo này với chân váy jean cũng rất là xinh luôn. Đấy ạ, còn chân váy em đang mặc thì nó là hàng siêu cấp ạ. SML 3 size 730.000 cho em Nga, chân váy là M2, còn áo em đang mặc là 279.000. Em có màu em đang mặc là màu kẻ này thì rất là hot luôn. Màu đen thì nó lại rất là giấu giá. Nói chung là cả hai bản màu kẻ và đen thì em đều, có nghĩa là cái mẫu này kẻ và đen, cả hàng loại đắt lẫn loại rẻ nhà em đều bán được cực kỳ nhiều. Đấy ạ, số lượng nói chung là cứ về đến đâu là gần như hết đến đấy. Chị nào mà đang chưa sở hữu nhá thì các
chị có thể nhanh tay đặt hàng dùm em nha. Ô cái mẫu này này, nó còn lẫn cả mẫu, cái màu đen nó còn lẫn này, lẫn mẫu mới này, màu đen này. Màu đen còn lẫn mẫu nữa các chị ạ. Trời ơi, từ từ đã, thế thì không chắc là nó màu đen còn đủ. Các chị chờ em chút xíu nhé, màu đen của em còn đang lẫn mẫu nữa này. Đó, chị nào lấy thì chốt đơn. Áo của em Nga đang mặc sẽ là M3, còn chân váy em mặc sẽ là M2 ạ. Chờ em chút xíu để em nhìn nhảy mã đã. Nó đang bị lẫn mã. Chờ em chút xíu em để em nóc màu đen ra đã các chị nhá. Rồi. Ok. Em bị lẫn một cái đấy vào. Rồi. Đây ạ, màu đen thì em còn bằng này và màu kẻ em còn bằng được. Bằng lấy cái á, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nhá. Mức giá chỉ có giá là 279.000 áo ạ. Đây. Em có lên áo len không? Có chị nhá, có tí nữa chờ em chút xíu em nên sẽ lên áo len cho các chị. Đây là em có màu đen và màu kẻ. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp là M3. Áo này các chị có thể buông cho em này. Có giãn đàn hồi chất siêu sướng luôn. 279.000 áo này cho em nha. Đây ạ. Các chị nhìn dùm em nhé, co giãn cực kỳ tốt. Áo này thì một size, hàng này của em tay của nó là tay đến đây, tay đến đây, hàng của nó một size, nhưng cái phần cổ của nó rất là xinh. Nói chung áo này em nói thật sự, chị nào mặc lên cho em cũng trẻ, mặc trẻ và sang, dễ mặc, dễ phối đồ. Và mặc lên các chị, ví dụ như các chị mix cho em đồ, các chị đi tiệc được, đi cưới được, đi nói chung là cái váy, cái áo này này nó rất là rẻ, nhưng mà các chị có thể phối với mọi thứ để lên chân kính, các chị đi đâu cũng rất là đẹp, tự tin đi đi làm này, đi công tác này, đi gặp đối tác, đi đi tiệc đấy ạ. Các chị cứ mix đồ lên cho em với những cái dòng các chị đi đâu thôi thì cái áo này nó đều rất là xinh đấy ạ. Nên chị nào lấy áo thì ghi hộ em là M3, chị nào lấy váy thì ghi hộ em là M2 nhá. Đấy ạ, mức giá chỉ có giá là 279.000 cho áo em đang mặc thôi. Buông cũng xinh mà không cần sơ vin cũng rất là xinh đấy ạ. Các chị ngắm giùm em. Áo sẽ là mã M3, chân váy sẽ là mã M2 ạ. Chân váy là 730.000 nhá, hàng siêu cấp em mới về luôn. Đấy ạ, em đang mặc chân váy này size S nhưng mà eo của em to nên em mặc cảm giác nó hơi ôm một tí xíu. Đấy ạ, nên em mặc chân váy này size M sẽ ok hơn. Chị nào cứ khoảng tầm 53 cân mặc cho em chân váy này size S ok, 58 cân mặc M, tầm 63 cân mặc L dùm em chân váy nhá. 730.000. Áo em có hai tông màu. Bây giờ em sẽ mặc sang tông màu đen luôn. Em đang mặc tông này nó là tông tông kẻ nhá các chị. Đấy ạ, em mặc tông đen luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em là M3. Áo là M3, chân váy là M2 ạ. Đây ạ, chờ tí xíu nha. Chị nào lấy cứ comment hộ em. Đó, áo này chị nào mà còn chưa dinh thì các chị dinh nốt đi ạ. Tại vì nó rất là đẹp. Và em còn khoảng tầm bằng đấy cái nữa. Đấy. Này em sợ hết hàng và lại đợi. Đợi thì nó không biết là nó được có nhanh không thôi. Đây màu đen đây ạ. Xinh lắm luôn các chị nhá. Áo đây đang mặc màu này, màu đen đây ạ. Chị nào lấy áo này thì chốt đơn dùm em nha. 43 đến 63 cân đổ với em chốt đơn. Tự co giãn đàn hồi vào cơ thể các chị nhá. Siêu xinh luôn ạ. Chị nào lấy áo ghi hộ em là M3, chị nào lấy chân váy ghi hộ em là M2 em chốt đơn. Đẹp, sang, xịn và cực kỳ chất các chị nhá. Đấy, chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp là M2 hoặc M3. Chị nào mà chưa dinh các chị có thể chốt đơn, hoặc chị nào xem lại like, các chị nhìn thấy các chị có thể comment hộ em. Còn bây giờ sang M4 luôn. Đấy, những cái dòng gì mà em đã lên khá nhiều, em quay video và em bắt nhiều rồi thì em cũng sẽ lên rất là nhanh cho các chị yêu. Còn bây giờ xin phép lên cho các chị yêu một mã tiếp theo. Đấy, M5 M5 các chị nha. Rồi. Dùm em này. Chị nào ưng mẫu gì các chị cứ comment nhá. Em lên mẫu mới nhá cho các chị ngắm. Còn chị nào ưng mẫu gì thì các chị comment chân váy nhá.
mã này lên cho các chị yêu một mã tiếp theo. Một em áo crop top cực xinh nha các chị, dòng cao cấp. Hàng xuất hàng siêu xinh luôn, giá siêu yêu. Chị nào thích áo không xuất hàng các chị zin cho em cái mã này. Siêu đẹp luôn. Em đang mix với một quần suông đi. Đấy ạ. Lên dáng nhá. Em tranh thủ em lên nên các chị cứ lên cùng em, xinh quá. Đấy ạ. Em lên cho các chị yêu thêm một cái mã quần suông này. Quần suông này thì em có màu kem, màu đen và màu màu gì nhỉ? Nó gọi là cái màu hồng ấy, hồng hồng đậm đấy các chị ạ. Đây. Các chị nhá, chờ tí xíu đây ạ. Cái màu này này. Hồng này em về SM thôi ạ. Đen thì em có đủ size SML. Xinh lắm luôn. Đây. Cái màu này là màu mới này các chị này. Màu này là màu mới nhá, rất là xinh. Màu này em nói thật sự luôn. Chị nào mà đang kiếm tiền cho em một cái quần suông ấy, suông cái chất của nó sướng lắm luôn. Chất này không nhăn nhở. Nó kiểu không phải là kiểu cốt tông tăm đâu các chị ạ. Cái chất nó rất là lạ luôn. Chất nó rất là đẹp. Nó không phải là kiểu chất tăm thường đâu các chị nhá. Đấy ạ. Và nó rất là xinh như thế này. Và các chị có thể mix cùng với lại cái chiếc áo crop top em đang mặc như thế này. Áo này em có đủ size ML. Em đang mặc áo này là size S các chị nhá. ML 3 size dành cho các chị yêu khoảng tầm 63. Tầm 63 cân đổ về các chị mặc áo này cho em nha. Em đang mặc size S áo này. Size S áo này dành cho các chị yêu khoảng tầm 53 cân đổ về mặc S, 58 cân bằng M, 63 cân đổ về bằng L cho em nha. Áo em đang mặc nhá. Áo này của nhà em nha, nó là dòng áo phông, rất là xinh và giá lên cho các chị yêu là 380.000 áo em đang mặc á. Áo em đang mặc có giá là 380 nha các chị. Còn chân còn quần em đang mặc sẽ là mã M. Quần suông xinh quá. Quần suông xinh quá. Đây ạ, chờ em chút xíu này. Mẫu này xinh ạ. Đây để em đứng mic cho các chị yêu vì mẫu này em chưa mic lên cho bao giờ. Áo này cũng chưa mic lên luôn. Đây ạ. Chị nào mà không dinh thì nó lúc hết là rất là tiếc luôn. Đây ạ. Quần suông này thì em có size màu đen, em có đủ size SML. Size S dành cho các chị yêu khoảng tầm 55 cân đổ về, dưới 54, 55 cân đổ về mặc S. Chị nào 59 cân đổ về mặc M và chị nào 64 dưới 65 cân đổ về mặc L cho em quần suông này nhá. Mức giá quần suông này cho em Nga là 460.000. Đấy ạ, 460.000. Còn áo của em Nga có giá là 380.000. Các chị có thể mix cả cây như em Nga đang mặc, cũng rất là xinh. Áo này chất phông, hàng cao cấp nha. Nó có điểm nhấn ở đây này. Đấy ạ. Khi các chị mặc vào nó rất là gọn dáng luôn. Mặc lên nó hách dáng, gọn dáng và siêu xinh. Áo này hoàn toàn nó là một cái chiếc áo phông có điểm nhấn. Và cảm giác các chị mặc lên nó rất là gọn eo. Các chị có thể mix với chân váy, mix cho em với quần jean, mix cho em với quần short hoặc mix cho em với những cái quần dáng suông như thế này. Đấy ạ, mặc lên nó rất là sang. Trời ơi, nói thật sự năm nay quần dáng suông các chị mặc lên cho em mà người thấp cũng thành ra người cao, chân hách dáng vô cùng. Đấy ạ, những chị nào mà bình thường người chị em mình thấp đúng không ạ? Bình thường cảm giác khi mà mặc quần ấy, mình cứ cảm giác nghĩ là chị em mình thấp nhưng khi mặc quần suông lên thì chân các chị dài miên man luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Quần của em Nga đang mặc có mức giá là 460.000 và em có 3 phiên bản màu như sau. Màu em đang cầm tay này, nó là màu này em gọi nó là màu hồng đi. Em cứ gọi nó là tông hồng các chị nhá. Và quần em đang mặc em có này, tông hồng này, tông này tông đen và tông kem. Đấy ạ, và chất liệu các chị nhìn gần chất liệu dùm em. Đây ạ, hàng cao cấp, tag mark của sản phẩm đây. Quần 460.000 dùm em Nga. Đấy ạ, nó là cái chất tăm tăm như này. Chất sướng lắm các chị ạ, nhìn kỹ chất này. Nhìn kỹ chất dùm em nha nhá, chất siêu đẹp. Size S dành cho chị nào dưới 54 dưới 55 cân đổ về mặc S. Chị nào từ tầm 50 trên 55 cân cho đến 59 dưới 60 cân mặc M. Chị nào khoảng tầm 65 cân đổ về mặc L dùm em Nga nhá. Số lượng quần này thì hiện tại em cũng không còn không về được nhiều đâu ạ. Những cái dòng quần này nó không có không về được nhiều nên chị nào lấy thì phải nhanh tay nhá. Comment của em đúng cú pháp, em có 3 tông M. Rất là đẹp, cực kỳ sang luôn rồi. Đấy, và em đang mặc quần này bên này mặc size S hay size M. À, em đang mặc size M các chị ạ. Em đang mặc quần này size M đấy. Em mặc giữa size, em mặc S cũng được, em mặc M cũng được. Em đang mặc quần này là size M nhá. Chị nào lấy quần thì lên đơn hộ em là quần. Mức giá là 460 thôi ạ. Áo là 380.000. SML 2 size. Đấy ạ, các chị ngắm dùm em đây. Các chị ngắm dùm em cả cây này đi ạ. Đấy ạ, các chị ngắm cả cây trước nhá các chị. Đã, mai các chị có thể mix phối màu dùm em. Siêu xinh luôn, trời ơi, đẹp hết ngây. Cái áo nó quá xinh luôn ý ạ. Mà áo giá cực kỳ mềm. Đây các chị ngắm dùm em. Áo này em có thêm phiên bản màu trắng nữa các chị nhá. Em có cả màu trắng nữa đấy ạ. Em có cả màu trắng nữa các chị nhá. Đây, áo đây, các chị nhìn dùm em. Áo rất là xinh luôn. Màu em đang mặc là đen, SML 3 size 63 cân đổ về em chốt đơn. Còn em đang áo này là size S ạ.
áo len đang mặc là size S các chị nhá, gọn cực kỳ luôn, mặc lên các chị phối đồ cho em cái áo này nó rất là khỏe, trẻ và cực kỳ sang. Đấy, chất liệu là cotton cao cấp, mát mềm, logo ở đây các chị nhìn cho em nghe nhá, ở đây nó có thêm một cái tang cài logo. Đấy, rất là xinh như thế này. Nên chị nào lấy áo em đang cầm tay ở đây, các chị có thể phối cái quần này với tông màu em áo màu trắng cũng rất là xinh. Đấy, rất là xinh luôn. Quần màu đen thì các chị có thể phối tông áo trắng hoặc phối tông áo màu đen, đều rất là đẹp. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp lên đơn, siêu xinh luôn. Bây giờ em sẽ mặc sang cái màu màu hồng hồng mới mới kia nhá. Đấy, chị nào lấy đen thì có thể là các chị nào thích, các chị đấy, các chị nào mà thích màu đen đấy, dễ mặc thì các chị chốt đơn cho em nha. Còn bây giờ sẽ lên mix bốn màu mới này. Đã, mặc cái màu mới này nha các chị, siêu xinh luôn, xuất sắc luôn nhá, siêu siêu đẹp. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp là quần sẽ là M mấy nhỉ? Quần M5 áo, quần M5 áo M4 nhá. Quần M5 áo M4 ạ. Quần tăm tăm này thì các chị không phải là lượt gì luôn, quay máy giật thoải mái, chị nào thích thì cứ chốt liền nhá. Ôi dồi ôi, cái màu hồng này chị nào lấy thì nhanh tay này, nó phải gọi là đẹp xuất sắc. Đây em mặc size S đây này, em mặc size S nó chuẩn size luôn, xinh quá. Quần này chị nào mà không lấy thì đúng là hết hàng, quần này mà chị nào mà không lấy thì đúng là tiếc ngẩn ngơ luôn, đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn đó chị ạ. Trời ơi, em nói thật sự luôn, rồi cái màu của nó là em đứng gần cái tông màu hồng nha các chị nhá. Em gọi nó là hồng cho dễ gọi bởi vì nó có 3 tông màu thôi, màu kem, màu đen và cái màu này nó gọi là cái màu em gọi nó là màu hồng. Mẫu này em có áp ảnh lên rồi, các chị nhìn chất liệu cho em này. Chất nó rất là sướng luôn. Quần mặc lên nó rất là xinh. À, Nga ơi, muốn lấy quần em đang mặc nhưng chị muốn gì ạ? Chiều mai có nhận được luôn không nhỉ? Chắc không được đâu chị Nguyễn Hiên ạ. Khả năng không được đâu chị Nguyễn Hiên ạ. Đấy ạ. Tại vì nhà em Nga là các bạn ấy ship ở nên em cũng không dám chắc đảm bảo được ấy. Đấy ạ. Tại vì là ở xa các bạn ấy không vẫn không ship được mà em vẫn phải lấy qua kia. Xinh quá các chị ơi. Đấy ạ, 460.000 ạ. Ok chị Hoàng Hà, màu hồng xinh xuất sắc luôn. Các chị phối đồ cho em Nga nhá. Màu hồng này các chị có thể phối áo em đang mặc là màu đen hoặc các chị phối màu trắng. Tí em mặc phối màu trắng cho các chị. Siêu xinh luôn. Đấy, các chị nhìn kỹ cái màu tâm nhá. Chị nào mà ví dụ như có màu đen rồi, các chị có thể thích mà hoặc màu kem rồi, các chị thì có thể lấy sang cho em màu hồng. Đấy, còn chị nào mà có các cái màu rồi mà các chị ví dụ như là thích mặc kiểu gọi là truyền thống, các chị lấy màu đen, siêu đẹp luôn. Quần đấy là hay mỏng. Chị ơi, quần mùa hè mà chị Vũ Nhàn. Tất cả quần bây giờ em về nó là mùa hè nhá chị yêu nhá. Quần xô này nó là mùa hè nhưng mà em không biết là cái chất của nó là chất tâm này. Toàn bộ các chị có thấy không ạ? Cái quần này, các chị nhìn nó, quần nó rất là chảy nhá. Em có màu đen, màu kem đấy ạ. Các chị nhìn giùm em này, này. Cái quần mùa đông ấy ạ, thì làm sao mà nó chảy được như thế này ạ, đúng không ạ? Đấy ạ, đây nó là màu hè. Có màu kem chị Trần Huyền nhá, em có màu kem này, màu em đang mặc và màu đen. Em có 3 màu ạ. Quần em có 3 màu nhá. Chị Hoàng Hà mới 5 màu hồng ạ. Ok ạ, chị Hoàng Hà xanh mờ này. Đấy. Ok chị Hoàng Hà, rất là xinh luôn. Đấy, chị nào lấy thì nhanh tay nhá, chốt đơn dùm em Nga, siêu đẹp luôn ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay, hàng đây của em đây ạ. Nó rất là đẹp luôn. Em có màu kem, màu đen và màu hồng. Chị nào lấy màu nào chốt đơn cho em màu đấy. Quần là quần hè các chị nhá, mặc lên nó rất là sướng và nó rất là sánh luôn. Đẹp, sang xịn, hàng cao cấp luôn cho em Nga. Nói chung chị nào mà đang kiếm tìm cho em một cái quần suông hàng cao cấp. Đấy ạ, hàng cao cấp, nói chung là cái dòng hàng 460.000 này là các chị mặc yên tâm luôn rồi, không phải nghĩ. Đấy ạ, thì các chị chốt đơn lên cho em Nga với mức giá là 460. Mã quần là em là M5 nhá, áo em đang mặc là M4. Áo này rất là xinh. Áo này thì em có màu trắng và màu đen. Các chị có thể mix đồ lên cho em Nga cùng với quần suông như thế này, cũng rất là xinh luôn ạ. Đấy, siêu đẹp, nhẹ nhàng, đơn giản, không cầu kỳ. Đấy ạ, không diêm dúa nhưng siêu xinh. Trời ơi, cái quần này quá xinh, chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Bây giờ em sẽ mặc mix áo màu trắng luôn. Áo em có 2 màu thôi ạ. Em xem lại váy M3 với váy M3. Váy M3 là cái gì nhá? Em vừa mặc. À, khổ em, tay em lên nhanh quá. Hôm nay lên nhanh bởi vì cố để nếu như có thời gian nữa em vừa lên được, em còn vừa lên được áo phao. Cho nên là những cái gì mà em đã like, cái gì mà em đã mặc mẫu, em quay video hóa cảnh rồi ấy, là em tua nhanh. Bởi vì số lượng em cũng chỉ còn có như vậy thôi.
tức là em về bù nhưng em có up ảnh rồi nên các chị chốt inbox khá là nhiều, mà em cũng chỉ còn có mỗi vài cái thôi nên là em mặc nó nhanh nên thành ra đấy chị hỏi em cái váy M3 còn chưa tua, còn chưa nhớ được cái váy M3 mà chị hỏi nó là cái váy nào đấy, còn phải định hình. Ồ thế đây, đây ạ, à, váy M3 đây các chị nhá. Mai em sẽ trả ảnh váy này thì em mới về này, mai em sẽ trả ảnh sàn cho các chị yêu, nó là hàng cao, hàng siêu cấp dùm em nhá. Cái váy này của em Nga nó là hàng siêu cấp ạ. Đấy, size của nó đánh là ML, ML các chị nhá. Size của nó đánh là ML. Đây, các chị nhìn cho em Nga. Và tang của nó là tang Prada. Cái dòng này thì nó là cái dòng mùa hè. Ngày mùa đông thì các chị mua cái dòng váy này là mùa đông rồi đúng không? Đấy, nhưng mà cái này của em Nga nó là mùa hè nhá. Và giá của nó siêu siêu thích luôn ạ. Có 730.000 thôi. Dòng hè xuất sắc luôn. Chất nó rất là mềm. Nói chung là mặc lên nó nhẹ nhàng và cực kỳ sướng. Đấy, chị nào mà thích cái hàng VIP, hàng siêu cấp thì các chị chốt cho em cái váy này. Đấy, comment hộ em đúng cú pháp váy là M3. Đấy, còn chị nào mà thích những cái dòng nó có những cái dòng ren, dòng vừa tiền. Đấy, nhà em Nga thì đa dạng. Các chị nào thích hàng đắt thì các chị có thể chọn. Còn các chị nào thích hàng vừa vừa thì các chị có thể báo nhá. Còn bây giờ em xin phép được mặc cái áo này màu trắng mix với tông hồng cho các chị yêu. Áo thì em có đủ size ML. Áo em đang mặc rất là xinh luôn, chỉ có giá là 380.000 thôi. Chị nào lấy thì nhanh tay. Áo của em Nga là phong xuất hàng đấy ạ. Chị Biển Tinh Thủy, một áo cộc tay màu đen cho em xin số điện thoại ạ. Áo của em là phong Hàn đấy các chị nhá. Áo này hàng phong Hàn cho nên là không phải lúc nào cũng có đâu. Riêng áo phông Hàn đây ạ. Trần Duyên M3 màu đen CS ạ. Áo của em Nga là phông Hàn nên lúc nào không phải lúc nào cũng có. Trần Duyên lấy M3 là cái gì đấy? M3 là áo hay cái mấy? M3 là chân váy, M3 là chân váy. M3 chân váy. Chị Trần Duyên là lấy chân váy đúng không? Chị Trần Duyên là lấy chân váy đúng không? Bởi vì em đang lên áo với lên quần. Chân váy là M2 còn một áo 279 là M3. À thế à? Vâng. Chị Trần Duyên ơi, quên mất thấy thì em chắc em đọc nhầm mã đấy. Có phải là chị lấy chân váy này đúng không? Chân váy này hóa ra mã của nhà em Nga là M2. Còn áo kẻ với màu đen với màu trắng của em Nga sẽ là mã M3 cơ. Chị lấy là chân váy đúng không? Nếu mà vậy chị lấy chân váy chị ghi hộ em lại là M2 730.000 giùm em với. Chị ghi hộ em là M2 730 hộ em với. Chân váy này chị nào cứ khoảng tầm 53 cân đổ về là mặc cho em size S, 58 cân mặc M, tầm 63 cân mặc L giùm em Nga. Chân váy đằng sau nó là chun. Vàng này của em Nga nó là hàng siêu cấp. Đó. Rất là đẹp, mai em trả ảnh sàn. Đấy, vì cái mẫu này của em ngang vừa về nên em mặc lên, em mắc lên các chị. Đấy, nên chị nào lấy nhá, chị Trần Duyên. Đây ạ, còn đây các chị có thể mix màu hồng với áo màu trắng này, xinh lắm luôn. À, chị Trần Duyên là lấy M5. M5 là cái gì? M5 là quần suông. M5 là quần suông à, chị Trần Duyên. Quần, đây ạ, áo em đang mặc là M4 nhá. Quần em đang mặc là M5, chị Trần Duyên là lấy quần đúng không? Lấy quần suông đen đúng không ạ? Chị Trần Duyên là lấy quần suông đúng không? Quần suông size S đúng không ạ? Chị Trần Duyên là lấy quần suông đúng không ạ? Chị Trần Duyên là lấy quần suông màu đen size S đúng không ạ? Quần em có tất cả là 3 gam màu. Màu kem, màu đen và màu em đang mặc nó là màu hồng. Màu nào cũng xinh. Nói chung chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn ạ. Đừng bỏ qua là hết nhá các chị nhá. Chất này không phải là lượt, không sợ nhăn, rất là xinh luôn. Chị 60 cân mặc được không em M4 và M5. 60 cân chị mặc đẹp luôn chị ơi. Chị 60 cân chị Biên Tinh Thủy ơi, 60 cân chị mặc cho em cái áo này là size L. Đấy á, chị mặc cho em áo size L và mặc quần cho em Nga. Nếu mà phần thân dưới chị đậm ấy, mà chị cao hay là chị thấp, cho em thêm chiều cao đi. Ví dụ như là chị thấp thì chị mặc cho em size L, còn nếu mà chị cao thì cho em phần thân dưới của chị khoảng tầm bao nhiêu. Đấy á, vòng eo thì em không lo, nhưng mà ví dụ như là mông của chị có khá là đậm không, nếu mà bình thường thì chị có thể mặc M được cho em Nga, còn nếu không chị có thể đẩy lên quần này mặc L. Đấy á, ví dụ như cao 1m60, cao một mét ví dụ như là 56 mà 60 cân chị có thể mặc quần này sẽ L giống em Nga. Đấy, nhưng người gọn thì có thể mặc M nhá, còn nếu không chị lấy L. Còn áo thì chị mặc size L giống em Nga. Đấy ạ, chị lấy thì chị báo em. Đấy, nếu cao 1m60 là 60 cân mà người chị gọn ấy, người chị khá là gọn ở phần dưới, tức là mông đùi chị mình cũng rất là gọn vì em đang mặc quần này có size S thôi, mà eo em là 75-76 nhá, vì thật ra cái cặp này là cặp chun cho nên là eo thì em không quan tâm. Đấy, nhưng mà ví dụ như mông em đã là mông em đây này, mông em là 90-95-96 rồi. Đấy, trong mà em đang mặc quần này là size S, em mặc S cũng được mà em mặc M cũng được, quần của nó suông rất là đẹp luôn. Đấy, chị Trần Duyên là lấy M5 quần này, em chốt quần nhá. Đấy, các chị có thể dinh cả cây này dùm em Nga. Đấy, rất là đẹp dùm em Nga. Áo thì cao 1m60-60 cân thì chị mặc chuẩn áo size L dùm em rồi, siêu đẹp, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp. Em có 3 màu đen, màu hồng và màu
kem cho em Nga chiếc quần này. Bây giờ em sẽ mặc màu kem cho các chị ngắm nhé. Quần siêu đẹp, chị nào lấy thì nhanh tay đừng bỏ qua, màu nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp. Màu hồng chốt với lại màu trắng này. Ủa cái áo này xinh vô cùng luôn. Áo này nó là áo phông nhá, phông Hàn. Đấy, mức giá siêu yêu luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Comment giùm em nha. Siêu siêu đẹp luôn, chất tâm này. Quá là đẹp luôn rồi. Bây giờ em sẽ mặc sang màu trắng ạ. Em mix màu trắng và em mix lại với áo màu đen cho các chị yêu nhá. Công màu kem, cứ quần màu kem thì nên mix với áo màu kem cho em, à màu đen cho em nha. Nó nên thành một tông rất là đẹp. Chị nào lấy mẫu gì thì cứ comment hộ em đúng cú pháp để em chốt đơn nhá. Quần là M5 và áo là M4 á. Đủ size nhá các chị. Đủ size đủ màu luôn ạ. Quần chất liệu tăng, chất siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay ạ. Đừng bỏ qua không lại hết các chị nhá. Đây. Quần rất đẹp luôn. Đây ạ, xinh quá. Các chị cứ phối như thế này cho em Nga. Mặc lên vừa trẻ trung, vừa đi chơi được, vừa đi làm được. Đấy ạ. Và mix lên rất là đẹp. Tại vì đợt này nó về rất là nhiều những cái dòng như thế này nên em tranh thủ em lên cho các chị yêu, chứ mấy nữa mà các chị hỏi em những cái dòng này là không có hàng đâu. Lúc đấy là em về những cái dòng mà gọi là form cho người, gọi là người đậm ấy. Lúc đấy là em sẽ không còn những cái dòng như thế này nữa đâu các chị nhá. Tại vì lúc đấy, tại vì hàng nó về theo đợt ấy. Thế thì ví dụ như mấy nữa này em bắt đầu em sẽ về sang những cái dòng, em sẽ tràn ra những cái dòng ví dụ như 65 cân, 70 cân, 75 cân. Thế cho những chị người đậm thì lúc đấy những cái dòng kiểu như này nó sẽ không còn nữa. Đấy, nên chị nào thích thì các chị nên nhanh tay chốt. Đấy, rất là đẹp. Đấy ạ. Không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn. Siêu siêu đẹp luôn. Em mix cả cây này đẹp quá. Rồi lúc nào mà quay video cả cây này nữa thì thôi chẳng có quần và áo mà bán. Đấy ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nha. Comment hộ em đúng cú pháp. Quần là M4, áo là M5, áo là M4, quần là M5 giùm em ạ. Áo có đủ size S, ML. Em đang mặc áo này size S thôi các chị nhá. Size S này thì người trên em nhỏ cho nên là các chị cứ chốt cho em khoảng tầm 53 cân đổ về mặc S, 58 cân bằng M, 63 cân bằng L giùm em nha. Chị nào cao gọn mới lấy là L nhá. Rất là đẹp và cực kỳ xanh luôn rồi, và cực kỳ xinh luôn. Đấy ạ. Màu đen và màu hồng size M cho chị Ngô Kim Duyên quần này, rất đẹp luôn ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đấy ạ, mức giá cho em Nga chỉ có giá là 460.000 cho quần. Còn áo có mức giá là 380.000 thôi. Áo quá đẹp luôn. Đấy ạ, nên chị nào lấy chốt đơn ạ. Đấy ạ, ok chị Viên Thủy M4 size L màu trắng em chốt đơn. Rồi ạ, đẹp sang xịn chất ngất luôn á. Chị nào lấy thì cứ comment hộ em. Đấy ạ, màu đen, màu trắng, màu nào cũng đẹp cho em Nga. Chị nào lấy màu nào chốt đơn cho em màu đấy. Siêu xinh, quá là đẹp luôn ạ. Chị nào lấy mã nào thì comment hộ em nhá. Màu trắng này, quần màu kem. Quần em đang mặc là màu kem, em chốt với áo màu đen. Ở đây nó có điểm nhấn này, xinh lắm luôn các chị ạ. Áo đây ạ, các chị nhìn giùm em, xinh, xuất sắc. Đấy ạ, mặc lên nó rất là gọn. Chị nào thích hàng cao cấp thì các chị cứ dinh như thế này cho em Nga. Quá đẹp, quá sang và quá xịn luôn rồi. Quần đó em không về XL à, không về XL chị Đỗ Lan ạ. Quần này chỉ có về được ML thôi. 65 cân đổ về là mặc vừa rồi. Nga mặc quần này chân dài miên man. Em cảm ơn chị Hoàng Hà, đúng là thực tế thế đó. Quần này em mặc thật ra là quần này nhá, những chị nào mà người thấp ấy em nghiệm rồi. Thật ra những chị em mình mà kiểu người thấp ấy là khi mà mặc cái quần suông này này thì đúng là kiểu có cái mic một tí dày này lên, nhưng mà kiểu cái quần suông khi mà mình mặc kiểu nó chùm như này, cảm giác cái chân nó kiểu mình ăn gian được chân ấy. Với thứ hai này, em mặc áo là áo kiểu dáng kiểu là cạp thì của nó là cạp cao, các chị thấy không ạ? Quần của nó là quần cạp cao, bao giờ quần của nó là cạp cao trên rốn, xong rồi chân mình ăn gian được ở phần trên, mình ăn gian được ở phần dưới, cho nên cái chân nó rất là dài. Đấy, cái chân nó rất là dài. Còn cái áo các chị nhìn cho em nha, áo đấy, áo kiểu dáng crop top nhưng nó không phải là quá ngắn như thế này, nên mặc lên nó lại càng hách eo. Thành ra là tự dưng người em nó tự dưng dài. Đấy ạ, không nghĩ em cao có 1m54 đâu ạ. Nên chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Đấy ạ, comment hộ em đúng cú pháp là em lên đơn. Rồi bây giờ em chuẩn bị qua mã luôn nha.
xinh xuất sắc. Quần đủ size SML đấy ạ. Áo thì em có size SML ạ. Quần chị nào lấy thì nhanh tay. Quần em không có nhiều nên chị nào lấy thì phải nhanh tay, không có hết hàng nhá. Đấy ạ. Quần thì em không có nhiều nên chị nào lấy ạ. Quần em mặc nó là chất tăm tăm, đúng rồi ạ. Đấy ạ. Quần em mặc nó là chất tăm tăm như thế này đây chị ơi. Quần đây ạ. Quần đây ạ. Quần của em Nga nó là chất tăm này. Em không hình dung nó là cái chất gì nhưng chất của nó rất là lạ. Nó không phải là cốt tông, nó cũng không phải. Nói chung là em cái chất này nó rất là thích luôn. M4 màu đen cho chị thêu lê lê size L đúng không? Ok chị thêu lê lê M4 size L áo á. Áo em đang mặc là M4 nhá. Chị thêu lê lê áo M4 size L chốt đơn này. Xuất sắc đỉnh luôn. 380.000 ạ. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment cho em cả đúng cú pháp em chốt đơn. Bây giờ xin phép được qua mã áo này. Xin cho các chị yêu tiếp theo. Đây ạ. Mã này chị nào lấy thì chốt đơn này. Comment của em này. Mã này chị nào lấy thì còn này. Em còn có mỗi mấy cái thôi. Mặc luôn. Đang tranh thủ mặc luôn. Mặc luôn thế nhá. Tính là em mặc cái áo. Cái áo này tôi lấy áo này hết rồi. Áo này em chỉ có mỗi size M thôi các chị ạ. Hết rồi. À em còn 1M 1L. Hết hàng. Đấy cả hàng luôn. Rồi em lên cái áo view này. Ok ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Lấy nộ em M6. Em qua mã áo M4 nhá. M4 em có màu trắng và màu đen. 380. Áo này màu đen em còn duy nhất 1M 1L. Hết hàng. Chị nào mà lấy thì nhanh tay này. Áo này xinh quá. Áo này rất là xinh. Thì em phổ cho các chị yêu một mẫu nữa. Xinh lắm. Áo này thì siêu đẹp luôn rồi. Áo này nhá các chị ơi đây. Chị nào mà thích phối áo crop top với lại quần suông mà các chị thích mặc kiểu như thế này. Đấy ạ. Và các chị muốn mặc kiểu không sơ vin thì các chị mix cho em như thế này. Quá đẹp luôn. Em mặc áo này là size M đấy các chị ạ. Nói chung áo này em có size M, size L. Nhưng mà em mặc áo này em mặc S cũng được, mặc M cũng được. Thật sự là sao nó dễ mặc vô cùng luôn các chị ơi. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Họa tiết ở đây nó toàn là bộ là đá. Đấy ạ, rất là đẹp. Áo này của em Nga có giá là M6 ạ, 550.000. Chị nào lấy thì nhanh tay này, hết hàng rồi ạ. Còn nếu mà không các chị phải đợi đấy. Đây. Em còn đúng một chiếc size M, một chiếc size M cho màu đen. Màu lâu thì còn một em. Đấy ạ. Em mix để cho các chị ngắm thôi. Đây. Vì nó hết hàng, màu lâu còn đúng duy nhất đấy. Chị nào lấy thì nhanh tay nhá, comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Comment hộ em mã áo này là M6. Cả cây như này mặc đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi gặp đối tác, đi ký hợp đồng, đi đâu cũng xinh. Em nói thật sự nó nhã nhặn, nó nền nã, nó xinh, nó đẹp. Nó đẹp kiểu vừa sang, vừa nhẹ nhàng, vừa xuất sắc luôn các chị ạ. Không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn. Đấy ạ. Cái áo này M6 em sợ, M6 mà size M em đang mặc em sợ chị Đỗ Lan mà không vừa đâu chị Đỗ Lan ạ. Áo này M6 em đang mặc M trừ khi chị mua cho ai thôi. Ngay quần này dài hơn quần chiều chị nhận 390, đẹp vừa ưng luôn. Thế á chị Hoàng Tỉnh. Thế á. Quần này quần 390 là cái quần gì nhỉ? 399. À 300 có một mã 399. Ta là cái mã đúng rồi, mã 399 là mã ngắn hơn, mã này dài hơn, đúng rồi chị Hoàng Tỉnh ạ. Mã này dài hơn một chút xíu, mã này là suông tăm, còn mã kia nó kiểu giống như là cốt tông lỉ một tí xíu, như là lỉ hè ấy các chị ạ. Đấy ạ, rất là đẹp luôn, chị mua cho con. Ok chị Đỗ Lan. Chị lấy màu gì ạ? Em có màu nâu và màu đen, màu nâu và màu đen đấy, chị lấy màu gì ạ? Ok chị Đỗ Lan, xinh lắm luôn. Đấy, em có màu nâu và màu đen, chị lấy màu gì? Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đen em có M và L. Ok em chốt cho chị Đỗ Lan một áo này, bây giờ mặc màu nâu luôn. Xinh xuất sắc luôn các chị ạ. Quần suông các chị không biết cái mic gì, các chị cứ mic nhẹ nhàng như này cho em Nga thôi, mic cực kỳ đơn giản. Đấy ạ, màu gì cũng đẹp, em mặc màu lâu luôn này. Đấy ạ, xinh xuất sắc luôn ạ. Nâu đây, xinh. Siêu xinh ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em đúng cú pháp. Ồ, đen này là đen ép. Mã túi M. Túi là túi M, đen là đen ép. Trời ơi. Thế thì check lại đôi cái này. Ok ạ, M6 size L cho chị Bon Bon. Ok ạ. Rồi ạ. Chị Đỗ Lan ơi, đen thì là hóa ra đen ép. Chị là Đỗ Lan ạ, túi là túi M. Nhưng mà bên trong mát là size S. Bảo sao em bảo chứ sao em mặc S với mặc M nó không chênh nhau.
hóa ra đúng là em mặc size yes. Đấy ạ. Thế nào? L đúng không? Thế thì L đúng chốt cho chị Bon Bon. Chị Đỗ Lan ơi, chị lấy sang lâu được không ạ? Lâu có M này. Lâu là M. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn giùm em Nga nhá. Xuất sắc luôn. Đấy ạ. Comment hộ em. Em đang mặc ở đây là màu nâu size M đây. Đấy, vừa xong em mặc đen hóa ra là đen S. Đấy, bên trong mát thì là S, còn bên ngoài túi là M. Thành ra là em tưởng nó là M, em bảo chứ sao S với M em mặc nó không chênh. Đấy, thực tế là có chênh nhá các chị, rất là đẹp luôn. Áo này siêu đẹp luôn. Nó đẹp bởi vì các chị biết không, cái áo này nó rất là đẹp. Chị lấy quần cho con chị màu đen, chị 40, con chị 47 cân ạ. Thôi thế thì mặc S thôi, 47 cân mặc S quá xinh rồi chị Đỗ Lan ơi. Chị đấy, chị mặc cho em, chị lấy cho em size S quá đẹp luôn. Thế thì em chốt chị size S thôi. Đấy ạ, chốt size S chị nhá. 47 cân mặc size S quá đẹp luôn rồi. May quá. Chị Duy Bảo lấy màu nâu ok ạ. Đấy ạ, rất xinh luôn. Ok ạ. Chị Lê Phượng màu nâu ở Dục Hồng nhá. Thực sự là cái áo này cực kỳ xinh, 550.000. Nhưng các chị thấy là cái áo dáng của em nó cực lớp tốt. Chất của nó này, nó là cái em này này, rất là xinh luôn. Và khi mà mặc cái này ấy, là các chị mặc đi chơi, đi làm, đi đối tác, đi đâu đấy cho em cũng rất là đẹp tuyệt vời. Chị nào lấy thì đấy ạ, chờ em nhá. Bây giờ em xin phép được qua một mã. Đây em sẽ lên cho các chị yêu một cái mã này. Các chị có thể thay thế cái áo em đang mặc cũng rất là xinh. Đấy ạ, dáng của nó cũng là crop top, rất là đẹp. Đấy ạ, mà nó nhẹ nhàng. Đây ạ, các chị có thể sang em này cho em nha. Đấy ạ, chị nào mà không dinh được cái mã M6 này có thể sang M7. M7 này em có hai tông màu. Size thì em về S và M nhá. Em có màu trắng và màu đen, chờ tí xíu đây. Cái này cũng xinh ạ. Cái này thì nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Quần suông này dễ mix đồ vô cùng. Đây ạ, các chị có thể mix sang như thế này cho em. Chất của nó là polo nhé. Nâu này, nâu cho chị Duy Bảo này. Chị con chị Đỗ Lan có 47 cân thì mặc size S chuẩn em ạ. Nên là chốt size S màu đen cho chị là vừa xinh luôn. Ok ok chị Đỗ Lan ạ. Rất là xinh luôn. Em lấy màu đen size S cho con gái chị rồi. Đây, còn chị nào mà thích cũng dáng áo em đang mặc crop top. Lấy thêm quần màu gì? Lấy chị quần cho con chị màu đen nữa. Quần cho con gái chị màu đen size S. Đấy ạ. Đây ạ. Đây các chị nhá, đây các chị ngắm giùm em này. Chị lấy quần à, lấy quần là chị lấy quần màu kem hay là màu đen ạ? Cho con gái chị là chị lấy quần màu đen hay màu kem ạ? Quần là chị lấy màu gì chị báo em nhá, hay là lấy màu hồng ạ? Đấy ạ, chị lấy màu gì chị báo em. Đấy ạ, còn đây các chị nhá, ngắm giùm em này. Chị Đỗ Lan lấy quần cho con gái chị lấy màu gì báo em nhá. Đây. Các chị ngắm giùm em nhá. Nếu mà chị nào mà thích kiểu gọi là nhẹ nhàng hơn, đấy ạ, cảm giác là mặc cái kiểu dáng crop top nhưng mà nó đơn giản đến nhẹ nhàng hơn, các chị có thể lấy sang mã này. Mã này của nhà em Nga cũng là có cổ nhá. Mã này của em Nga là M7, em có màu đen và màu trắng nhá các chị nhá. Em có màu đen và màu trắng. Đấy ạ, màu đen và màu trắng, và hiện tại em đang có size S và size M. Size S là áo em đang mặc này, size S cho chị nào khoảng tầm 54 cân đổ về mặc S, chị nào khoảng tầm từ 55 cân cho đến khoảng tầm 58 59 cân mặc M giùm em Nga. Đấy, 58, 59 cân đổi về mặc M. Em có trắng và đen. Đây nhìn quả này rất là xinh luôn. Em gọi nó như kiểu quả cherry các chị nhá. Xinh vô cùng, nhẹ nhàng. Chất cái này vẫn nó cũng là cái dòng chất mà em vừa lên mã M6 á. Đấy, tuy nhiên cái em này thì họa tiết nó đơn giản và mức giá của nó mềm hơn các chị nhá. Áo này có giá là 480.000 dùm em Nga thôi. Áo em mặc thì có giá là 480.000. Áo trước là 550.000, còn áo này là 480. Chị nào lấy mã này thì nên hộ em là M7. Nói chung M6, M7 đều rất là đẹp. Cái này thì các chị mặc đi chơi được, mặc đi làm được, đi gặp đối tác được, đi ký hợp đồng được. Quần của em Nga có giá là 460.000 ạ. Áo của em Nga có giá là 480 nhá chị. Áo em đang mặc là M7, quần em đang mặc là M5. Quần M5 này thì của em Nga em có màu đen, màu hồng. Màu đen này, màu hồng và màu kem như em đang mặc. Giá của nó là 480.000. Còn áo em đang mặc có hai màu trắng và đen thôi, nhìn rất là xinh luôn. Và giá của nó có giá là 480.000 ạ. Đấy ạ, 480 các chị nhá. Xinh vô cùng luôn.
chất của nó, chất quần thì siêu đẹp mà chất áo thì cũng cực kỳ mê. Các chị có thể mix cả cây này cho em Nga. Nói chung là cả cây như thế này các chị mặc cho em Nga đi làm, đi gặp đối tác, đi chơi nó rất là lềm nã, nó nhẹ nhàng. Nói chung là cái áo M6, M7 này em thấy nó đều xuất sắc đỉnh chị nào. Bởi vì là thứ nhất là nó có cổ, tức là cả hai mã áo này đều là dòng có cổ, nên khi mình mặc lên nó rất là lịch sự. Nó mặc lên nó rất là lịch sự. Và hai cách phối của nó, một cách phối thì nó có đính đá, nó có họa tiết một chút xíu, nhưng một cách phối thì nó nhẹ nhàng, nó đơn giản cho những chị nào mà cảm giác thích mình mặc kiểu vừa đẹp vừa sang. Nó gọi là mặc lên chỉ kiểu cảm giác nhìn thấy cái độ sang thôi. Thì các chị lấy cho em cái mẫu này, xinh vô cùng đấy ạ. Đấy ạ. Và các chị có thể mix cho em cái cây như này, xinh không ạ? Hoặc là mix quần đen nhá, hoặc là mix quần đen cho em Nga với cái áo crop top trắng này, xuất sắc luôn các chị ạ, không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn. Đấy ạ, các chị có thể mix màu hồng với áo trắng, hoặc mix cho em màu đen với áo trắng cho em Nga, thì nó siêu xinh cho em Nga. Áo của em Nga đang cầm nó là mã M7. Đấy ạ, không có một điểm gì để chê cho em Nga luôn rồi. Chị nào lấy quần hoặc lấy áo thì cứ nhanh tay chốt đơn nhá. Áo màu trắng thì thôi em xin phép không mặc, bởi vì em đang mặc quần màu trắng tự dưng mặc nên cái áo này nó phối, nó không hợp với nhau. Đây, các chị có thể nhìn như thế này dùm em, siêu xinh. Đấy, các chị có thể tự phối như thế này. Còn tí nữa nếu mà em lên một mẫu nào để em phối thì em có thể em phối đồ cho các chị. Đấy ạ. Còn bây giờ em xin phép được qua luôn mã nhá các chị nhá. Em qua mã áo này luôn. Chị nào mà dụ như dinh áo kia chưa được thì các chị có thể dinh sang áo này. Xuất sắc luôn rồi. Quá là đẹp luôn ạ. Đấy ạ. Còn bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu một mã kiểu nữa rất là xinh để mix cùng với cái quần này. Cái quần suông này các chị mix gì cho em cũng đẹp. Bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu một áo kiểu cực kỳ xinh. Em về chuyến áo này em phải về đến chuyến thứ 3, đến thứ 4 rồi. Mà em thật sự là chưa bao giờ em like. Đấy ạ, hôm nay xin phép được like nó để em tìm nó đã. Mà em cũng không biết là em nói thật sự em chỉ áp ảnh thôi. Ui giời ơi, em tưởng like nó được nhiều cơ. Trời ơi, sao chứ chị về nhiều thế mà sao bây giờ nó lại còn có thế này nữa. Nói thật sự luôn, cái áo mà em thật sự luôn ý. Đây, thôi rồi em cứ lên ạ. Một cái áo mà em phải về đến không biết mấy chuyến luôn rồi. Áo xuất hàng các chị nhá, tại vì giá của nó cũng rất là yêu luôn. Cực kỳ xinh. Không, cái mã ấy cơ. Đây chị nhìn nhầm mã này, chị đang bảo sao cái mã này nó ít thế. Chờ em đi xíu ạ. Chị nào lấy áo của em thì cứ chốt đơn nhá. Áo của em đang là M7. Áo em mặc là M7 ạ. Nó có một cái áo mà chị về đến 3-4 chuyến rồi ấy. Áo à, đây áo này. Nó có màu tông cao. Đây. Nó vừa mềm vừa đẹp vừa sang xinh, giá cực kỳ mềm, kiểu dáng cực kỳ xinh luôn các chị ạ. Đây, xuất sắc luôn ạ. Chính là mã áo này. Mã áo này em không biết là có chị nào mua nhà em áo này rồi, cho em feedback với. Tại vì em bán áo này cực kỳ nhiều rồi. Đẹp, xịt nhiều. Khách nhà em các chị còn lấy 2-3 màu. Có bao nhiêu màu lấy 2-3 màu. Đấy ạ, em số em về. Đấy ạ, em về size ML nhá. Cho các chị mình khoảng tầm 60 cân. Đây ạ, đẹp không các chị? Em nói là nó phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Em đang mặc áo này là size M. Từ từ em bỏ cái dây này ra một chút, em cho cái dây vào trong một chút xíu. Cái dây này các chị không thích các chị bỏ dây đi cũng được. Cái quần này các chị không thích các chị bỏ dây đi cũng được. Đẹp xuất sắc luôn. Áo này chưa like bao giờ, mới chỉ có up đúng không ạ? Chị nào mà mua áo này nhà em Nga rồi có like, có xem like ở đây không ạ? Cho em feedback đi ạ. Cái áo các chị nhá, cái phần cổ này các chị nhìn cho em Nga này, phần cổ của nó rất là xinh, kiểu dáng mặc lên thì rất là hách eo. Và cái màu em đang mặc nó là màu cam các chị nhá, màu rất là xinh luôn. Áo này em có màu đen này, màu xanh, màu cam, màu trắng nữa thì phải. Em có 4 màu đấy á. Size em về là ML, size em đang mặc áo này là size M. Size M cho chị nào khoảng tầm 54 cân đấy á, 54 cân đấy ạ. Mặc cho em size M, chị nào khoảng tầm từ 55 cân cho đến 58, 59 cân mặc L dùm em Nga nhá. Áo này có 360.000 thôi, nhưng nó đẹp, gọi là đẹp xuất sắc luôn. Nó có co giãn đàn hồi, chất nó cực kỳ nhẹ luôn. Nó là hàng áo phông xuất hàng các chị ạ. Nó là áo phông xuất hàng các chị nhá. Nó nhẹ tênh luôn, mà cái rút đeo, cái chít đeo của nó mặc lên rất là xinh. Các chị mặc với quần, tất cả kiểu quần cho em Nga, hoặc mix cho em với tất cả chân váy các kiểu cho em Nga, hoặc mix với quần short. Nói chung em này các chị mix với này, chân váy ngắn này, chân váy dài này, chân váy xòe này, hoặc là mix với quần jean này, quần jean ôm, quần jean baggy này, quần short.
Cái áo này mix cái gì cũng đẹp, sơ vin cũng đẹp, buông cho em cũng đẹp, chiều dài rất vừa phải luôn các chị ơi. Mà kiểu cổ của nó rất là sang các chị nhá. Đây, các chị ngắm kỹ cái áo dùm em Nga này. 360.000 cho em áo này. Chị nào lấy thì comment hộ em nhá. Em đang áo này là size M. Em có các màu như sau ạ. Bây giờ em dơ màu nhá. Đã comment hộ em có màu này. Màu xanh này, xanh xinh nhá các chị. Xanh này, màu cam này, màu xanh này. Em không hiểu sao bình thường ấy thì chị nào cũng chọn màu đen, nhưng mẫu áo này nhà em Nga màu cam và màu xanh này là hai màu mà em bán đắt hàng nhất luôn. Đã, màu đen là bán từ sau, còn màu trắng thì tùy các chị yêu thích thôi. Đấy ạ, buồn cười lắm luôn. Áo này thì em cứ bù hai cái màu này liên tục luôn. Đấy ạ, các chị nhìn cái màu cho em Nga nhé. Áo của em Nga nó là áo phông xuất hàng như thế này. Các chị nhìn rõ hàng này, nhìn rõ hàng và nhìn rõ chất cho em Nga. Giá 360.000 thôi. Những cái dòng này thì thực sự là chị nào mà nhiều bao nhiêu, 380, 360. 360. 360. 360. 360. Chị nào lấy thì chốt đơn dùm em Nga nhá. Đẹp, sang, xịn, rẻ ạ. Và chắc chuyến này em mà like nữa thì không biết là em còn có được bù, bởi vì thật ra những cái dòng này này không phải lúc nào cũng bù được. Vì bọn em là về những cái kiểu hàng đợt đầu ấy thì bọn em có thể dễ được bù được chuyến thứ hai, chuyến thứ ba. Nhưng mà sau đấy rồi em muốn bù nữa có khi cả tháng trời, tháng rưỡi, 2 tháng chưa chắc đã có để bù. Đấy, những cái dòng này nó là như vậy. Riêng của cái dòng mà nhà xuất hàng này là cực kỳ là như vậy. Nhiều khi có thể có, nhưng ví dụ như anh có thể lấy được luôn, nhưng nhiều khi không có là anh có muốn bù nữa cũng không có hàng. Nên chị nào lấy thì chốt đơn nhé, em có 4 màu. Em có đen này, có trắng, có xanh và có cam. Bây giờ em dơ 2 màu còn lại, chị nào lấy cứ chốt đơn nha. Áo là M8 ạ. Áo nó mặc là M8 nhá, 4 màu, màu nào cũng đẹp. Các chị cứ lấy em hai cái mà thay đổi. Đấy ạ. Đấy ạ, sau này các chị đừng bảo em là áo này chưa like bao giờ nhá. Đấy ạ, mà sao không thấy có hàng với hàng, nó quá đẹp luôn các chị ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn. Comment hộ em đúng cú pháp này. Xinh không các chị? Màu đen. Cái kiểu của nó khi chị em mình mặc lên nó rất là gọn eo. Gọn eo, hách eo và cực kỳ tuyệt vời. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn dùm em nha. Comment hộ em đúng cú pháp, nhìn hộ em ạ. Nhìn cái hàng xuất hàng này thì các chị yên tâm để mua rồi, không bao giờ sợ nó là bị hàng nhái hay hàng gì hết. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn. Comment hộ em áo này là M8 ạ. Chị lấy M7 trắng CS nhé. M7 là cái gì nhỉ? Ok ạ, M7 trắng CS. Tức là chị không lấy. Quần em đang mặc là 460.000 ạ. 460.000 ạ. Chị Đỗ Lan ơi, chị lấy M7 trắng CS. Còn lại là chị có lấy ấy không nhỉ? Chị có lấy mã màu đen cơ nãy không ạ? Tức là chị hả? Chị đổi đúng không? Tức là cái áo màu đen mã vừa xong 5 năm là chị chuyển sang lấy màu trắng đúng không ạ? Chị chuyển sang lấy màu trắng đúng không chị Đỗ Lan ơi? Chị Đỗ Lan là chuyển sang lấy trắng đúng không? Chị Đỗ Lan là lấy áo cơ nãy là M6 đúng không? Tức là chị không lấy M6 màu đen nữa mà chị lấy sang áo M7 màu trắng đúng không chị Đỗ Lan? Đấy ạ, áo của em Nga đấy các chị nhá, 490.000 hàng xịn chưa các chị? Nhìn cho em là cái áo xịn nó từ tang mát và từ túi luôn. Đấy, những cái dòng này thì em nói thật sự chị nào mà không mua mấy nữa không bao giờ có hàng. Những cái dòng này bọn em lấy á là nó về theo từng đợt. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn. Áo em đang mặc là màu cam, bây giờ sẽ mặc sang xanh. Chị nào lấy áo này thì chốt đơn. Đấy ạ, comment hộ em đúng cú pháp. Áo này là M8 ạ. M8 dùm em nha, siêu xinh luôn rồi. Đấy ạ, mặc lên cực kỳ gọn dáng và rất là eo, trẻ trung, xinh, dễ mặc, dễ phối ạ và cực kỳ trẻ ạ. À chị có lấy, chị lấy cả hai áo ạ. Ok chị. Rồi bây giờ em sẽ mặc màu xanh nhá, chị nào lấy thì chốt đơn. Màu cam này chị nào lấy áo em đang mặc nhá. Hiện tại em về em còn sẵn được đống màu cam có bằng này trước thôi. Chị nào không lấy nhanh tay là không có đâu. Không làm mai kia các chị lại bảo là Nga ơi sao đã hết rồi. Đây à, em nói thật sự em bù. Cam này còn đúng có bằng này chiếc này, 4 chiếc. Chị nào mà không lấy này, em đang mặc là size M. Em có M. Em còn đúng 2M và 2L cho áo này thôi. Áo này màu cam nhá, còn 2M, 2L. Chị nào 58, 59 cân đổ về em chốt đơn. Em đang mặc áo này là size M. Áo này siêu dễ mặc, chị nào khoảng 40 mấy cân cũng mặc được cho em áo này. Đã, riêng áo này các chị nào 4 mấy cân cũng mặc được cho em Nga. Cái cổ nó không bị trễ nhá, nó không bị hở nhá, nó không bị nộ nhá. Nó xiên vừa đủ đẹp, vừa đủ độ sang cho chị em mình. Mặc lên hách dáng gọn, cực kỳ xinh.
và chị nào cứ khoảng tầm 47 cân, 48 cân cho đến tầm 54, 53, 54 cân như em đang mặc là các chị mặc M. Chị nào từ 54 trên 54 đến 55 cân cho đến 58, 59 cân mặc L này cho em nha. Màu cam em còn đây 4 chiếc, 2M, 2L. Đấy, em báo luôn. Màu xanh, tại vì áo này em cứ về đến đâu nè, em áp ảnh là các chị, đây ạ, các chị đặt khá nhiều mà em chưa like bao giờ. Cái áo này nó lần có một lần em cũng đã quảng cáo là chưa like bao giờ mà lúc nào em về đấy cũng không có hàng. Đấy ạ, em chưa like bao giờ luôn. Chị nào lấy chút đơn nha. Mã áo là M8 ạ. M8 các chị nhá. Áo em mặc là M8. Màu xanh cổ vịt. Bảo sao mà không xinh, quá xinh luôn. Mà áo này em còn nhớ là còn chưa có mẫu cơ. Áo này còn chưa có mẫu ảnh cơ đúng không ạ? Toàn mới mẫu trải sàn thôi. Áo này mới chỉ bán ở mẫu trải sàn chứ còn chưa có mẫu ảnh cơ đúng không? Áo này còn chưa có mẫu ảnh. Thôi để em chụp ảnh em quay em up ảnh này lên bởi vì nó đẹp quá. Em thật sự là chưa có mẫu ảnh thôi, em tự chụp ảnh mẫu ảnh đi. Ôi xinh quá. Các chị ơi, ngắm giùm em nha. Người không đẹp đâu ạ, người em Nga không đẹp đâu. Nhưng em nói thật sự là mặc cái áo này nên đấy ạ. Nó rất là trẻ, cực kỳ xinh ạ. Cái kiểu cổ của nó lạ nha. Các chị mặc bao nhiêu lâu nữa các chị vẫn cứ thấy lạ, vẫn cứ thấy đẹp, vẫn cứ thấy sang cho em cái cổ này đấy ạ. Rất là xinh luôn, hàng xuất hàng đấy ạ. Hàng này thì nó là hàng kiểu cách các chị nhá. Mặc lên nó rất là xinh và cảm giác hách eo này đã vô cùng tuyệt vời. Chị nào lấy chốt đơn. Ôi xinh quá các chị ơi. Mức giá cho em Nga chỉ có giá là 360 thôi. Siêu đẹp luôn rồi. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp. Mã áo là M8 ạ. Em có màu cam, màu xanh, màu đen và màu trắng nhá. Bây giờ em sẽ mặc sang màu đen luôn. Xinh vô cùng. Đủ size ạ, ML. Đấy ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn. Bây giờ em sẽ mặc màu đen luôn. Màu đen. Chị Nông Cứu nữa M6 sang màu đen có sự số điện thoại. M6 á, size L màu đen làm gì còn hàng. Xe L cái này cho chị Duy bảo ra đây. À chôn chị Bon Bon à. Em lên áo phông dáng dài hơn crop top đi. Có chị Thu Hằng ơi, chờ em tí xíu ạ. Chờ em tí xíu chị nhá. Những cái dáng này không phải dáng crop top đâu chị. Dáng này nó là dáng bình thường đấy ạ. Dáng này là dáng bình thường, không phải dáng crop top đâu chị ạ. Dáng em đang mặc không phải dáng crop top đâu. Dáng bình thường đấy ạ. Phông em mặc nó là dáng bình thường đấy. Rồi em mặc màu đen đấy ạ. Em mặc màu đen đây. Em có 3 màu cho áo này. Màu em mặc màu đen và em có màu trắng nữa. Xanh, đen, trắng, cực kỳ xinh ạ. Thì đây, chờ em tí xíu em sẽ mặc cho các chị yêu một cái áo dáng dài, xinh vô cùng. Cái này nó không phải crop top đâu các chị ạ. Đấy, mặc lên nó trẻ, mình không cần sơ vin. Còn các chị sơ vin nó là bình thường đây ạ. Eo em tận đến đây cơ mà, cặp chun eo nó tận đến đây cơ mà. Đâu có phải dáng crop top, không phải dáng crop top đâu ạ. Nó dài nhá, nó có co giãn. Màu em đang mặc là màu đen đây. Chị nào lấy áo em đang mặc là M8 thì chốt đơn nhá. M8 mắc 360.000 thôi. Nó là phông xuất hàng. Đấy, chị nào thích mặc phông xuất hàng thì các chị cứ dinh em mã này. 3 màu, 4 màu đều đẹp. Nói chung áo này màu gì cũng xinh. Chị Quỳnh Nhiên M8 màu cam. Size gì em ơi? 57 cân. 57 cân size L, ok ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn. Chết rồi. Áo này em mặc em xong em chắc là em thích mất rồi. Em màu nào em cũng thích mất thôi. Chết rồi. Em khổ. Em cái gì mà em thích ý, tại vì những cái gì mà nó độc nó lạ, nhiều khách nhà em Nga cứ bảo là Nga ơi, tại sao mà Nga cứ hay có những cái đồ nó độc nó lạ đây ạ. Chính những cái lúc mà em mặc độc lạ như thế này các chị không dinh. Đến lúc mà về sau, lúc em mặc em đi đâu lấy, em mặc cái gì em lấy, các chị cứ hỏi em. Thì lúc đấy làm gì còn, làm gì còn ạ. Bởi vì nó là hàng của, ví dụ như có những cái mã em mặc từ mấy năm rồi đấy ạ. Nhưng mà nó làm gì còn, các chị nó rất là thích luôn. Ok ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Tại vì những cái thiết kế cổ nó bình thường thì nó lại có thể có nhiều. Nhưng mà cái kiểu thiết kế cổ như thế này này, chị em mình mặc lên nó rất là vừa trẻ, vừa đủ độ luôn. Nó không sexy quá này. Nó lệch các chị nhá, nhưng nó không lệch sexy. Ví dụ như nhiều khi cái này đúng không ạ, các chị ví dụ như là nhiều cái là nó lệch, nó cổ nó thả hẳn như thế này cơ. Thì nó còn có độ gọi là sexy đúng không, vì các chị chỉ đi chơi thôi. Nhưng cái áo này của em Nga nó đủ đến độ đây. Mặc hoàn toàn chị em mình mặc đi làm được.
đấy ạ, đi đi làm được, đi tiệc được, đi đâu đấy cũng được, đi uống nước được, đi cà phê, đi chơi, đi picnic đấy ạ, đi gặp đối tác, nói chung đi đâu cũng được cho em bé này, vì nó vừa đủ độ đấy ạ, đủ độ để cho chị em mình mặc luôn, tự tin, trẻ trung, năng động và cực kỳ xinh, duyên dáng, nhẹ nhàng, nữ tính. Trời ơi, chuẩn bị 8/3 các chị cứ diện miếng này cho em nha, trời ơi xinh xuất sắc luôn. Chốt đơn cho em Nga nha. Em có màu trắng nữa nhưng mà thôi em đang mặc quần màu trắng nên em không sẽ không mặc màu trắng. Lúc nào em sẽ mix em quay video hoặc em tách riêng màu trắng nếu có ạ. Rồi, bây giờ qua mã M8 luôn. Chị áo màu đen em đang mặc với quần màu đen em nhé. Ok chị Nguyễn Hiên. Ok chị Nguyễn Hiên. Chị lấy áo màu đen à? Sao chị không lấy luôn quần hồng này chị Nguyễn Hiên này? Xinh phốt, xinh này. Chị mặc lệch tông đi, chị mặc cả cây đen luôn à chị Nguyễn Hiên. Ok, chị mặc lệch tông đi chị Nguyễn Hiên, mặc lệch tông đi trông cho nó phong cách. Mặc lệch tông đi cho nó không cách. Ok chị Nguyễn Hiên. Quần em đang mặc là chị lấy quần màu đen. Quần em đang mặc đúng không? Thế tôi từ từ đã. Quần em đang mặc với quần size chị không? Tại vì quần em còn cái quần này màu đen em còn ít. Chờ em tí xíu nhá. Màu đen thì để quần màu đen thì để em chốt áo chị trước đã nhá. Áo màu đen cho chị Nguyễn Hiên là size M đúng không? Em chốt áo chị trước à, còn quần thì để tí nữa em check nhá. Tại vì size chị đó là size S, tại vì quần là màu đen là cái size S là size em là em khuyết nhiều. Cái quần ấy. Đây. Em chốt áo cho chị Nguyễn Hiên trước này. Tí quần nếu mà còn thì chốt cho chị M8 màu xanh cổ vịt cho chị Nguyễn Phương 53 cân size M này. 53 cân chị Nguyễn Phương cao bao nhiêu nhỉ? Size M cho chị Nguyễn Phương này. Xinh xuất sắc luôn ạ. À. Ok ạ. Chị nào lấy M8 cứ chốt đơn nhé. 53 cân thì mặc như em mặc là mặc 53 cân mà cao 1m60 mặc như em luôn. Chị Nguyễn Phương xinh lắm luôn ạ. À. Chị Vĩnh Hương 53 cân cao đi. Đấy ạ. Màu xanh của vịt chị nào lấy thì nhanh tay. Màu xanh của vịt. Màu xanh của vịt chị nào lấy thì nhanh tay này. Không nhanh là hết này. Em nói thật sự cái áo này siêu đẹp mà giá nó mềm các chị ạ. Tại vì chị nào mà mặc hay mặc đồ xuất hàng rồi các chị biết. Đấy ạ. Cao 1m53 là 53 cân. Ok chị Nguyễn Phương. Nếu mà cao 1m53 là 53 cân ấy, người chị kiểu gọn gọn, người như em thì thôi mặc mờ cho em thôi. Tại vì thật ra là người em Nga cũng là khá đậm ấy. Đây này, ví dụ như cái áo này nó là dáng áo eo cho nên là ví dụ như chị em mình mặc nó tự ôm vào cái vòng eo ấy. Đây này, tự vòng ôm vào cái vòng thân eo của chị em mình. Đấy các chị nhá. Cho nên là cái này này nó có độ co giãn đàn hồi cực kỳ nhiều. Đấy ạ. Kể cả các chị 53 54 cân vẫn mặc được cho em Nga nhưng mà em tư vấn là đây ạ, ví dụ như các chị mặc ví dụ như ôm thì mặc kiểu như em là đã vừa rồi. Đấy chị ví dụ chị 53 cân mà chị cao 1m53. Đấy ạ, người chị dáng dáng như em thì chị mặc bờ như này. Đấy ạ, cho nó vừa phải vừa xinh. Tức là ôm vừa mà vẫn thoải mái các chị nhá. Cái này nó không, cái chất của nó, cốt tông của nó thích lắm. Cốt tông của nó mềm mịn mát nhẹ. Nó không bị cảm giác khi chị em mình mặc ấy, nó cảm giác là ôm nhưng mà kiểu ôm như kiểu không mặc ấy, ôm nhưng mà như kiểu mình không mặc ấy. Tại vì nó không bị kiểu ôm khự, ôm bí, ôm chặt. Đấy, cái chất của nó rất là thích luôn. Đó, chị nào lấy thì chốt đơn nhá, comment hộ em. Đấy, mặc quần màu đen với áo phông trắng đó đi em. Ok chị Tuyết Nguyễn, em mặc màu đen nhá. Rồi, em mặc màu đen này. Rồi ạ. Màu đen đây, em đang mặc size M thì em nghĩ là không biết size S em cũng còn không. Đây này, mặc màu trắng luôn này. Rồi ạ, em mặc lót màu trắng với cái quần này à, với áo này nhá. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn, đừng bỏ qua, áo này siêu xinh luôn rồi. Đây, để em mặc với tông trắng luôn. Quá là xinh áo này. Đây ạ. Chị nào lấy chốt đơn nha, rồi em qua cả cây này. Chị Hiền 18 màu xanh và màu đen. Cái màu gì em? Chị Hiền lấy màu đen, lấy màu xanh xanh L. Xanh M à? Xanh L. Ok ạ. Đẹp lắm các chị nhá. Đây. Ví dụ như em đang mặc trắng này, em mặc L đây này. Em mặc trắng L là hơi thoải mái ở phía trên em một chút xíu. Đấy. Tại vì trắng ở đây em đang nhìn trắng em chỉ còn L thôi. Tại vì trắng hiện tại ở đây em đang còn nhìn thấy em chỉ còn L thôi. Cho nên em phải mặc trắng L. Xanh L màu đen đúng không? Áo này quá xinh luôn, size L màu đen và màu gì nhỉ? Xanh. D
đen xanh L. Đây rồi, may quá, đen xanh L. Xanh xanh L, ok. Đen L, xanh L, các chị Hiền. Vậy là hết xanh L luôn. Áo này đẹp lắm các chị ạ. Để em xem nào. Đen may quá, còn một cái L này. Chị nào lấy thì nhanh tay nhá, comment hộ em. Xinh xuất sắc luôn. Không có một điểm gì để chê cho em Nga rồi. Đây. Em mặc màu trắng đây các chị ạ. Áo cái chất phông của nó cực kỳ mát, mùa hè mát vô cùng luôn. Em mặc màu trắng size L đây ạ. Xinh cực kỳ ạ. Nó tự ôm vào cơ thể đấy các chị nhá. Đấy, nó tự ôm vào cơ thể đấy. Ví dụ như em mặc size L, em thấy là hơi rộng một tí xíu. Tức là tại vì cái chất liệu của nó, các chị nhìn em vẫn là cảm giác mặc ôm đúng không? Nhưng mà chỉ bản thân em đang mặc này em biết là nó hơi thoải mái một tí xíu thôi. Bởi vì chất của nó cực kỳ thích luôn. Đấy, chất nó mát, mặc nó tự đàn hồi. Trắng thì hiện tại em còn L thôi. Hết mất M rồi các chị ạ. Quần em đang mặc là có giá 460. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment hộ em đúng cú pháp em lên đơn. Siêu đẹp rồi. Áo có 360 thôi ạ. Áo siêu xinh. Con gái chị cao 1m50 nặng 48kg thì mặc cho em cao 1m50 nặng 48 thì mặc cho em áo size S là ok rồi chị ạ. Áo mặc S và quần cho em cũng mặc S thôi ạ. Em chốt quần cho chị chưa? Em chốt rồi chị Đỗ Lan nhá. Quần em chốt rồi ạ. Đấy ạ. Quần chốt rồi. Chị nào lấy thì chốt đơn ạ, comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn ạ. Đây. Đấy ạ. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn nhá. Nên dùm em mã áo này là M8, em qua mua M8 các chị nhá. Bây giờ em xin phép được lên mã tiếp theo này. Đấy ạ. Chị nào thích cái kiểu như này của em Nga chốt đơn. Trời nó nhẹ nhàng duyên dáng, rất là yêu, cực kỳ xinh. Đấy ạ. Quá là đẹp luôn, không có một điểm gì để chê luôn. Đấy ạ. Chị nào lấy thì comment hộ em đúng cú pháp, còn bây giờ xin phép được qua mã tiếp theo. Nên cho các chị yêu một mã áo này. Các chị có thể mix em áo này cũng xinh. Đây ạ. Chờ em tí xíu nha. Tí áo không dài các chị chờ em tí xíu. Đây xem có áo đây. Có một mã này xuất hàng cũng xinh ạ. Nên các chị mấy cái mẫu áo xuất hàng đang mix cái này thì em mix luôn cho các chị một tí xíu. Mỗi tội là nó không có nhiều. Tại vì những cái dòng này em đã up ảnh rồi mà em cũng like rồi. Nhưng mà bây giờ em mới lên like để em phối đồ cho các chị thôi. Đây. Nên tiếp theo cho em một cái áo này cũng rất là xinh nha. Tiếp theo của em. Xinh ạ. Áo này em có đỏ và đen thôi. Áo này em có đỏ và đen này. Áo này có đỏ và đen. Xem đen là size gì. Áo này em có đỏ và đen. Đen có M, đỏ có ML. Áo này rất là xinh luôn. Áo này thì có giá này. Cái kiểu áo này nhá cũng rất là xinh. Cái kiểu đây này, các chị cứ nhìn những cái kiểu áo mà khi nó mặc đây này. Đấy ạ, nó nạ lên một chút xíu, nó khác biệt đi một chút xíu. Cái áo này thì khi các chị mix với lại quần jean hay là mix với chân váy ạ. Đấy ạ, mix với chân váy. Đấy, nên cho em rất là kiểu. Những cái quần, những cái em này này, các chị mix cho em với chân váy hoặc là đây. Ô, chân váy Umi của chị hết sạch luôn rồi ạ. Hơ hơ. Chờ em đi xíu nhá. Chân váy Umi là hết sạch rồi đúng không em ơi? Không còn cái nào à, chân váy ôm ý. Chờ em đi xíu nhá. Tại vì các chị có thể mặc với quần suông này cho em Nga hoặc lấy mặc với cái chân váy ôm ấy. Chờ em đi xíu đã, em tưởng nó còn, em nhìn xem. Thì lúc đấy các chị sẽ thấy là khi mà cái vạt lệch, những cái vạt lệch như này này, mặc lên nó rất là lạ, rất là trẻ luôn. Em mang mặc áo này là size S này, những chị nào mặc được là các chị mặc được áo này cho em Nga. Size S là dành cho chị nào khoảng tầm như em đang mặc là khoảng tầm 53 cân. Đấy, 53 cân dưới 54 cân để người mặc cho em size S. Chị nào khoảng tầm 54 cân cho đến 58 cân mặc M. Chị nào tầm 62, 63 cân là mặc áo này cho em size L được. Đen thì hiện tại em đang có sẵn SM. Đỏ em có SML. Đấy, áo rất là xinh. Mã này nên đơn hộ em là M9 ạ. Mức giá cho em áo này là 400.000. Cũng là hàng xuất hàng các chị nhá. Áo này của em Nga là hàng xuất hàng. Áo này của em Nga là hàng xuất hàng. Nó có cái điểm nhấn như này này. Và nó tạo điểm nơ các chị nhá. Áo này xinh. Áo này rất là xinh. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì các chị có thể chốt đơn.
siêu đẹp luôn. Kiểu những cái kiểu hàng xuất hàng này các chị sẽ thấy nó rất là độc, rất là lạ, mặc lên rất là xinh, rất là mềm mại, rất là nữ tính và cực kỳ tuyệt vời, mặc nhẹ nhàng cực kỳ xinh luôn. Đấy, nên các chị nào mà thích những cái dòng mà gọi là xinh xinh như thế này á, đấy ạ, khác biệt, ít đụng hàng. Có khi mình các chị mua cho em Nga xong ví dụ mặc năm nay sang năm nữa mọi người vẫn cứ hỏi những cái kiểu cách như thế này, bởi vì những cái kiểu cách này thì không phải là lúc nào cũng mua được, không phải ở đâu cũng hay có. Đấy ạ, nên chị nào lấy chốt đơn. Áo này của em Nga là 400.000. Đã 400.000. Em đang định tìm có cái váy ấy, em mix cho các chị nhưng mà em có cái váy cốt tông đến hết mất rồi, hết hàng mất rồi. Đấy ạ, mà em chưa bù được. Đó là này hết sạch luôn các chị, cháy luôn rồi. Đấy, mình cái váy đấy rồi. Đây là váy siêu cấp để mix với đồ khác. Cái này các chị có thể mix chân váy này cũng xinh. Đó, các chị có thể mix sang chân váy này cho em cũng xinh. Đó, chị nào lấy áo này giúp đơn nhá. Áo này em có màu đen và màu đỏ. Đỏ này của em Nga nó là đỏ đô nhá, 400.000. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn. Bây giờ xin phép được sang mã tiếp theo nhá, mã khác nhá. Em đảo mã nhá, em qua mã áo phông xuất hàng. Đấy ạ, lên cho các chị yêu hai mã áo phông xuất hàng tối nay. Chị nào ưng mẫu nào thì các chị có thể chốt đơn dùm em Nga. Có bộ hoa mùa hè chị em có rồi chị nhá, em có rồi chị yêu ơi, có thể inbox vào trong trang dùm em ạ. Quần của em Nga nó là cái chất, nó dạng như kiểu chất tăm tăm ấy các chị ạ, nhưng mà nó không phải cốt tông, nó cũng không phải thun ạ, nó cũng không phải nỉ. Nói chung là quần chất này rất là đẹp luôn. Đấy ạ, quần chất này rất là đẹp nhá chị nhá. Đấy ạ, nên chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn. Mức giá quần là 460.000. Còn mức giá áo của em Nga có giá là 400.000. Cho mã áo em đang mặc là M9 nhá. Bây giờ em xin phép được qua M9 và qua luôn quần của em Nga. Quần này em không nhớ là quần mã M mấy nữa. Em xin phép được qua cả cây nhá. Rồi ạ, bây giờ lên mã tiếp theo. Các chị muốn em lên mã tiếp theo lên cho các chị yêu một set bộ nhá. Để tí nữa em mix với lại áo phao luôn các chị nhá. Đấy ạ. À hay là lên quần sóc mix với lại áo phông dài cho các chị nào. Các chị thích em lên gì nào? Đang lên áo phông lên nốt kịp đấy. Đấy, mang tiếng lên nhanh mà cuối cùng cũng còn phải hôm nay em cũng lên muộn. Đấy ạ. Có kịp lên áo phông không? Thế em mix luôn quần sóc với áo phông dài đi, xong tí nữa em mix luôn với lại áo em mix với lại áo phao luôn các chị nhá. Đó. Còn nếu mà đồ bộ, các chị thích em lên đồ bộ, em sẽ lên cho các chị một đồ dáng đồ bộ nỡ. Các chị thích em lên gì, các chị chấm cho em cái nào. Đó. Tại vì là em muốn lên một chút xíu áo phao. Em còn có khoảng tầm, em còn khoảng tầm 20 cái áo phao nữa thôi. Là hết sạch luôn rồi. Nên là em muốn lên nốt cho các chị. Đấy ạ. Em còn khoảng bằng đấy cái nữa thôi thì phải ạ. Đấy, em bướm bướm nó như vậy. Nên các chị muốn em lên gì cho em lên nốt để em kép với cái áo mấy ít áo phao hay còn bao nhiêu. Đã. Còn áo len cũng có. Rồi áo len. Kịp lên áo len. Bây giờ mà lên thì mạng mất à. Áo phông đi em. Rồi ạ. Áo phông. Rồi. Áo phông nốt. Áo phông tiếp các chị nhá. Rồi em lên quần sóc áo phông. Em mang sang cái quần sóc để em mix áo phông cho các chị này. Rồi chú ý này. Tranh thủ ạ, tranh thủ lúc này đang rất nhiều hàng đẹp, hàng siêu cấp, hàng đắt. Còn mấy nữa các chị về, các chị muốn mua những cái hàng này là không có đâu. Bây giờ mấy nữa đến lớp vào ấy là các chị muốn mua là không có hàng. Nói thật là lúc đấy các chị muốn mua những cái dòng này là không có nữa. Mà em cũng không về được nữa. Tại vì lúc đấy em sang hàng khác rồi, em không thể nói em không cắt được. Em nên đa dạng dòng ấy để cho các chị sau này các chị muốn các chị ví dụ như các chị chuẩn bị đến mùng 8 tháng 3 các chị chuẩn bị đi chơi này đấy, các chị dinh các chị diện đi chơi cho em nha, rất là xinh đấy. Ví dụ như cái áo này của em đây, cho chị cái đôi giày kia rồi, cho chị cái đôi giày rồi. Đây.
Nên các chị yêu cái áo này, em có màu hồng và màu đen đấy. Hiện đây mặc luôn, xinh xuất sắc luôn. Áo này rất là xinh luôn, là áo kiểu. Một trong những cái áo mà em nghĩ là các chị mix váy, quần short, quần jean, quần âu, mọi thứ cho em đều rất là xinh. Các chị ngắm cho em cái áo này nhá. Áo này các chị có thể sơ vin hoặc không sơ vin tùy. Đã, nhưng cái kiểu của nó này, tay của nó này hơi có lệch vai một tí xíu. Nói chung em nhìn thấy đó, em định lên cái áo khác đấy, nhưng mà em lại nhìn thấy cái áo này xinh quá. Áo này em có size M và L. Em có màu đen. Em có màu đen nhá, em có màu hồng và màu trắng các chị nhá. Em đang mặc áo này là size M. Áo này em có M và L các chị nhá, siêu siêu đẹp luôn. Hàng này thì các chị yên tâm luôn rồi. Rất là xinh này. Này của em Nga nhé, chờ em tí xíu, hàng này em nhìn không trích giá này. Nói chung áo này em phải quá đẹp, quá rẻ. Áo này nên đơn cho em Nga nhé, 350.000 cho áo em đang mặc, size em đang mặc là M. Em đang mặc là size M nhé, size M này cho chị nào khoảng tầm 55, 56 cân đổ về mặc M. Từ 56 cân cho đến 60, 61 cân đổ về mặc L cho em Nga. Em có 3 màu cho các chị lựa chọn. Các chị có thể sơ vin. Quần này em đang mặc nó là quần jean siêu cấp các chị nhá. Quần short siêu cấp em có màu đen và màu xanh. Quần này thì siêu đẹp luôn rồi. Quần này nhà em Nga thì thực sự nó quá đẹp luôn. Đấy ạ, và em cũng giữ lại một đôi em mặc. Quần này của em Nga nó không có giãn đâu ạ. Quần jean này của em Nga siêu cấp nó không có giãn. Quần này của em Nga thì nó không có giãn các chị nhá. Và em có size không biết còn đủ size không, nó có hai màu để em mặc quần short để em tự mix cho các chị thôi. Đây, áo đây ạ, chị nào lấy áo này em có màu đen nhá, màu hồng này rất là xinh. Size em đang mặc là size M, chị nào khoảng tầm 55-56 cân đổ về mặc M, chị nào từ 56 cân cho đến 60-61 cân đổ về mặc áo này size L dùm em Nga. Áo có giá là 350.000. Giá quần short của nhà em Nga thì em có màu đen và màu xanh em đang mặc ạ. Quần short này thì nó quần short siêu cấp, nó không có giãn. Lưu ý hộ em cái quần short này, các chị muốn mua quần short này của nhà em Nga nhá. Vì quần short này nó là dòng siêu cấp 650.000. Quần short này thì các chị lưu ý vòng eo hộ em. Quần short này các chị lưu ý vòng eo hộ em ạ. Đấy ạ. Đấy ạ. Ví dụ như eo các chị nào khoảng tầm 68-69 thì mặc S. Chị nào khoảng tầm eo này khoảng tầm cho 78-79 đổ về là các chị mặc được cho em size L nhá. 60-61 cân mà có vòng eo 78-79 thì các chị mặc được eo L dùm em nha. Đã comment của em đúng cú pháp là em chốt đơn. Đã. Áo là mã M9 ạ. À. Áo là M9 ạ, à. Quần cho em Nga là M10. Áo M9 350.000, quần em đang mặc là M10 nhá. Mức giá cho em Nga là 650.000, em có 2 tông màu quần và 3 tông màu áo. Chị nào thích lấy quần này thì các chị chốt đơn. Những cái quần này thì nó không có giãn nhưng cạp nó rất là thích luôn. Quần này em phải cất cả hai cái đi bởi vì em thích cái đường này. Em thích cái quần này. Đã. Và chất của nó thì nó không có giãn đâu nhưng form của nó rất là đẹp. Nhưng mà vòng eo của em Nga là 75-76 nên thành ra em phải mặc quần này size L. Em không mặc được M, mặc M em bị ôm bởi vì cái quần này này em là eo 75-76 nên em đang mặc quần này là size L đấy các chị nhá. Chị nào thích quần size cấp thì các chị lưu ý giúp em. Cái quần siêu cấp này thì em chỉ về ML thôi. Nên chị nào người đậm đậm một chút xíu thích mặc quần này đẹp nhưng mà không có size. Đấy, nó chỉ có size S và L thôi. Đấy, em lại không đặt được XL. Thật ra em rất là thích đặt được cái quần này XL, nó rất là đẹp. Quần này nó rất là đẹp và nó rất là chất. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Quần là M9 màu đỏ đô, size M là cái gì đây? M9 là áo này à? Cái này không phải là đỏ đô đâu chị ạ. Cái này nó là màu hồng đấy, hồng sen đấy chị ạ. Cái áo này của em Nga nó là hồng sen chị nhá, hồng sen. Có hồng sen đen và trắng ấy. Cái áo này này nó giống với này đây ạ, nó cùng hãng với cái nhà em bán cái áo kẻ ấy. Cái áo kẻ mà tay nỡ đến đây 380.000 cho em Nga này. Thì cái áo này nó cùng hãng với cái áo mà các chị mua áo kẻ của nhà em Nga ấy. Áo kẻ cổ chéo này này. Đấy ạ. Bây giờ nên phao đây, khổ em đang mặc như vậy để em cố gắng để em mix phao đây ạ. Vì quá muộn luôn rồi. Đây em mix đây. Yên tâm các chị nhá. Đấy ạ, em có màu trắng, màu đen và màu hồng sen. Đấy ạ. Và áo này ba màu, màu nào cũng đẹp, đủ size M và L, mã là M9 nhá. Cái này là hồng sen chứ không phải đỏ đâu ạ. Nên chị lấy thì chị ghi hộ em lại là hồng nhá. Em đang mặc là hồng sen. Nó là hồng sen nhưng hồng rất là đẹp luôn ý. Hồng rất là xinh, em ưng cái màu hồng này này. Đấy ạ. Nên là chị Nguyễn Xuyến mà lấy M9 thì ghi lại hộ em là màu hồng nhá, không phải màu đỏ đâu ạ. Đấy ạ, màu trắng và màu đen nữa. Em lên xong rồi. Em lên áo phao đây. Hôm nay lên cho các chị yêu mã áo này. Đây ạ.
Nhưng cái áo này em còn đủ size, đủ size này. Quá là đẹp luôn, hay luôn màu này luôn ạ. Cái này chắc là lốt rồi ạ. Hết rồi nha các chị nha. Rồi đây nó phao đây. Áo này em có size của nó là đây. Cái này đẹp. Đây nè, cọc này là cái cọc mà em cố gắng em ôm lốt. Còn bao nhiêu chiếc em ôm lốt đây các chị ạ. Em tiết sót em ôm lốt đây. Em ôm lốt. Em nói thật sự luôn. Tại vì nó đẹp, nó rẻ. Sang năm sang, mà nó lại còn hiện tại nhá. Em ôm lốt tại vì sao ạ? Nó còn đủ size cho các chị. Chứ còn mấy nữa sang năm nó lại đắt. Đấy ạ. Thì các chị lại còn không dinh được. Kiểu họa tiết này. Phao các chị nhá. Màu em đang cầm tay là màu đỏ đô. Màu đỏ. Đấy ạ. Đấy, chị nào lấy chốt đơn dùm em nga áo này. Em có size của nó đánh này. Chờ em chút xíu em nhìn. Hình như là có MLXL 65 cân đổ về em chốt đơn áo này. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Nên hộ em áo phao là M10 này. Cái này em chỉ còn ít thôi. Áo phao thì còn rất ít nhá các chị nha. Em nên nốt thôi ạ. Cái cọc này là cái cọc mà em tiết sót em ôm lốt. Chứ còn thật ra là nói đúng ra là hết rồi. Còn lại chỉ còn lẻ một chiếc hai chiếc. Kiểu là các chị không vừa size hoặc là các chị đổ size thôi. Chứ còn em về áo phao đến đâu là em hết đến đấy. Em nói thật sự luôn bởi vì giá quá là tốt rồi. Mà em thì những cái hàng nào nó phải VIP, hàng nào nó phải đẹp thì em mới về. Đấy ạ, đây à, em tiếc quá này vì là đây ạ, cái màu này. Các chị nhìn dáng của em này, đẹp không ạ? Đây, em đang mix đây. Em đang mặc đấy ạ, dáng nó rất là vừa phải nhá. Đường vân này, các chị nhìn giùm em ngang. Đấy ạ, dáng áo nó khoảng tầm 60 phân. Form của nó không quá là eo, không quá là suông. Nó rất là vừa phải, dễ mặc đấy ạ. Và em đang mặc chuẩn size M và em mặc cảm giác mặc mặc rất là thoải mái nhá. Nên chị nào khoảng 54 dưới 55 cân đổ về mặc M. Chị nào 59 cân đấy ạ, độ, dưới 60 cân đổ về mặc L. Chị nào khoảng tầm dưới 65 cân mặc XL cho em nha. Em xem áo này có 2XL không nhá. Chờ em tí xíu. Em nhớ là chờ em tí xíu ạ. Bởi vì em ôm nốt nên em không biết là em còn size à, có về được có 2XL không. Nhìn nhìn à, giá của em áo này nhá. Nào, giá lốt cho áo này này. Chị nào lấy này, em có M này, có L. Có ML và có XL thôi các chị ơi. Có ML và XL thôi các chị nhá, không có 2XL. Em đang mặc là size M ạ. 780.000 dùm em. Áo em mà có giá là 780 ạ. 780 chỉ có ML XL ạ. ML XL các chị nhá, 780.000. Chị nào lấy thì nên đơn hộ em ạ. Màu của em Nga đang mặc nó là màu đỏ, siêu đẹp. Nói chung hàng toàn là triệu mấy các chị mua bây giờ là 780.000, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đủ size ML XL, mã hộ em là M11 dùm em Nga. Đấy ạ. Chị nào lấy M11 thì nhanh tay chốt đơn ạ, số lượng có hạn thôi. Đấy ạ. Đủ size ML XL siêu đẹp các chị nhìn cho em Nga. Đẹp từng chi tiết, nói chung là không có một điểm gì chê. Áo này các chị càng mặc càng xinh, trẻ trung và quá tuyệt vời. Form dáng áo 60 phân, chiều dài vừa, dễ mặc. Đấy, chị nào lấy thì chốt đơn nhá, tông màu đỏ. Chị nào thích màu đỏ thì chốt đơn. Nên đơn dùm em à, áo này chỉ có giá là 780.000 em chốt đơn. Đấy, mã hộ em là M11 nhá. Mũ này là mũ tháo rời được cho em Nga. Đấy, comment hộ em đúng cú pháp ạ. Mã M11. Màu em đang mặc là màu đỏ các chị nhá. Đây, em lên tiếp theo này. Đấy, mã này hiện tại mã này là em có đủ size M9 màu đỏ size M, không có màu đỏ size M. Mấy màu? À, áo này của em Nga có duy nhất một màu ạ. Tita Nam 19 màu hồng. Màu hồng với chị Tita Nam, size gì em nhỉ? Tita Nam, size gì thế? 55 cân. 55 cân, mét 50 à? Mét 50 55 cân á. Mét 50 55 cân thôi, lấy cho chị size L cho thoải mái đi. Mét 50 55 cân. Mét 50 55 cân à? Thôi em lấy size L cho chị thoải mái nhá. Tại vì là cái này nó co giãn tốt lắm. Đấy ạ. 1m50 55 cân em lấy chị size L cho thoải mái. Ok ạ. Xinh vô cùng. Đấy ạ. Đẹp xuất sắc. Chị nào lấy thì cứ chốt đơn nhá. Của em đang mặc là hồng sen ạ, size L ok. Áo em đang mặc là màu áo M11 là màu đỏ nhá. Áo này em đang mặc là M10. Đấy ạ. Em có màu đen, màu hồng và màu trắng. Đấy ạ, chị nào lấy chốt đơn M11 size L cho chị Vũ Nhàn ok này. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Em có đủ size. Em có đủ size cho các chị yêu đấy ạ. Size L cho chị này. Size L là phải gọn nhá các chị nhá. Size L là chị phải gọn đấy ạ. Người chị gọn mới mặc được size L đấy ạ. Comment hộ em nhá. 780.000 em có M, có L, có XL 65 cân đổ với em chốt đơn. Áo phao của em Nga đều là hàng xuất sắc nhá. Nên chị nào lấy thì chốt đơn ạ. Ghi hộ em là M11 ạ. Ok chị. Rồi bây giờ xin phép được qua mã tiếp theo.
Đó, lên hộ em cho tiếp theo là M12. M11 chị nào lấy thì nhanh tay nhá. Đó, duy nhất một màu thôi ạ. Duy nhất một màu. Size của nó đánh là MXL. Đó, còn bây giờ nói thật là mẫu đấy là cái mẫu mà cuối cùng em ôm cho các chị nhá. Còn bây giờ đây, cái này là nó còn nẻ đấy ạ. Chị nào lấy này, chị nào lấy thì em bắt đầu em chốt nha. Comment hộ em này. 6. Màu này duy nhất còn một chiếc màu đen size gì đây? Chờ em tí xíu ạ. Đấy ạ. Cái mã đấy là em mua thôi. Chờ em tí xíu nhá. Cái này em còn một chiếc màu đen size M. Một chiếc màu đen size M ạ. Một chiếc duy nhất này thì em chốt giá là 750.000 nha các chị, 750. Còn duy nhất một chiếc size M, chị nào lấy size M chốt đơn. Áo mã M11 là 780.000 đủ size MXL. Cái này thì em còn một chiếc size M, chị nào lấy thì chốt đơn cho em Nga là 750. Chị nào khoảng tầm 54 cân đổ về là mặc đẹp cho em Nga nhé. Duy nhất một chiếc. Bây giờ kiếm được màu đen là khi hiếm luôn. Xót một chiếc, chắc chắn chiếc này là chị nào đổi size đấy. Chị nào lấy thì chốt đơn. Một chiếc duy nhất mã M12 ạ, 750.000. Xót em ở đâu? Em ở Hà Nội chị nhá, em ở Hà Nội ạ. Áo phao còn màu nào nữa không em? Đây chị Tuyết Nguyễn ơi. Bây giờ thì nó còn nẻ thôi ạ. Bây giờ thì em đã bảo là em còn khoảng tầm 20 mấy cái áo phao. Em còn 20 mấy cái áo phao em mặc lốt cho các chị yêu. Chị nào mà ưng được cái nào các chị chốt cho em Nga. Còn lại em không còn đâu, hết sạch rồi. Không còn nữa. Có mỗi cái mã M11 ấy là cái mã tiết sót là em ôm cho các chị yêu cả cọc vừa rồi đấy ạ. Còn lại là của nhà em Nga thì em chỉ còn nẻ thôi. Nên bây giờ em sẽ lên cho các chị yêu đây. Nên em còn màu gì size gì em lên hết nha các chị nha. Ví dụ cái này có một chiếc nên hộ em là M12. Đấy, mã size M em đang mặc. Đấy, chị nào có khoảng tầm 54 cân đấy, dưới 55 cân đó, mặc như em Nga là mặc được size M dùm em Nga nhé. Cứ size em thì các chị chốt đấy, mức giá cho em Nga là 750. Còn một chiếc thôi ạ, nên em chốt 750. Mã của nó là 9207 em nhé. Mã này là 9207, mã M12. 9207, mã M12 nha. 750, em có một chiếc duy nhất ạ. Đấy, nên chị nào lấy chốt đơn đấy, một chiếc duy nhất 9207 ạ. Nên chị nào lấy chốt đơn rồi ạ. Mã này cho em Nga này, cũng một chiếc duy nhất màu xanh than nhưng tận size 3XL. Size than size 3XL. Những cái này còn một chiếc mà những cái gam màu này, đấy em lên hết cho các chị luôn này. Cái này còn một chiếc duy nhất size 3XL cho chị nào khoảng tầm 73-74 cân em chốt đơn này. Đấy ạ. Size 3XL cho chị nào 73-74 cân đổ về em chốt đơn, 750.000 duy nhất một chiếc luôn. Có một chiếc ạ, có một chiếc là 750 các chị nhá. M11 màu đỏ à? M11 ok ạ. M11 em chốt đơn ạ. Màu đỏ này, size M cho chị nào. Ok ạ chị. Soi anh ạ, ok ạ. Ok chị soi anh ạ. M12 màu đen cho chị Tuyết Nguyễn này. Chị Tươi Phạm cho chị M8 màu đen size L. M18 là cái gì nhỉ? 12 đây đúng không? M11 em chốt rồi ạ. Đây M12 có một chiếc này 750 em chốt cho chị. M11 size M này. Chốt cho chị à. Chị chúc size anh M11 size M em chốt rồi. M12. M12 vừa xong chị nhìn thấy chị Tuyết Nguyễn. M12 màu đen cho chị Tuyết Nguyễn size M, có duy nhất một chiếc thôi. Anh chốt cho chị Tuyết Nguyễn này, là em hết luôn M12 này. 750, đấy ạ, có một chiếc. M này là M13 các chị nhá, size này của nó đánh là 3XL. Đấy ạ, duy nhất một chiếc cũng 750.000. Duy nhất một chiếc 750 là M13 hộ em. Chị nào ạ? Chị Tuyết Nguyễn inbox vào trong trang chuyển khoản để em chốt đơn nhá. M8 là cái gì đấy nhỉ? M8 là size L màu đen cho chị Tươi Phạm ấy. Chị Tươi Phạm M8 size L đen, không nhớ mã nữa rồi. Chị quên mã rồi. Em ghi vào đấy chị Tươi Phạm M8 size L màu đen thôi. Chị nào lấy áo này thì nhanh tay chốt đơn, em còn xem 3XL khá to đấy. 3XL này chị nào cứ khoảng tầm, nói chung phải tầm 3XL này liệu 7 mấy cân được không nhỉ? Được. 3XL này chị nào còn chắc là 68 cho đến 73 cân là các chị mặc đẹp cho em Nga đi. 68 đến 73 cân, nói chung áo phao mặc thoải mái hộ em một chút xíu. 3XL các chị cứ chốt cho em 68 đây em mặc này, nó rộng thùng thình đấy. Em là size 3XL. Chị nào có khoảng tầm 68 cho 9 cân cho đến 73 74 cân chốt đơn cho em áo này. Mức giá là 750.000 thôi, còn duy nhất một chiếc ạ. Mã của nó là 9206 em nhé. Cái này là 9206 ạ. 9206 có một chiếc duy nhất thôi ạ. 9206 ạ, duy nhất một chiếc ạ. 9206 em có duy
tiếp theo hộ em này, 9206 em có duy nhất một chiếc, 9206 em có duy nhất một chiếc rồi ạ. Cái này là mã tiếp theo, có duy nhất một chiếc tiếp theo 2XL này. Cái này là màu đỏ 2XL. Đấy ạ. M12 màu đen, size màu đen cho chị Moon Moon kìa. Nếu mà chị Tuyết Nguyễn mà chuyển yêu cầu chuyển khoản thì chị Tuyết Nguyễn là chuyển khoản thì em mới chốt được đơn nhá, còn nếu không em sẽ chốt M12 cho chị Moon Moon kìa. Đấy ạ. Tiếp theo hộ em vừa rồi là M13 nhá. M13 thì em có một chiếc size 3XL. Còn đây là M14 ạ. M14 có duy nhất một chiếc màu đỏ này size 2XL cho chị nào 69 cân là chốt được cho em Nga này. Chị nào từ 60 64 cân thì mặc hơi thoải mái một tí xíu. 64 cân thì chấp nhận mặc hơi thoải mái một tí xíu, còn nếu không các chị cứ chốt cho em từ 65 cho cân cho đến 68 69 cân chốt đơn cho em Nga. Cái áo này là M14 ạ. M14 em còn duy nhất một chiếc này, em cũng xin phép được bán với giá là 750 các chị nhá. Cái áo này thì quá đẹp luôn rồi. Đây ạ. 750.000, siêu đẹp ạ. Size 2XL các chị nhá. 2XL. Size 2XL dùm em, form cực kỳ đẹp luôn ạ. Đã, rất là đẹp luôn. Đã. Em thì chỉ bằng M thôi ạ. Còn đây là 2XL các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn. Đấy ạ. Chị nào ở giữa size các chị cũng mặc được. Nói chung áo này mặc M, ví dụ em mặc M là chuẩn size, mặc L hơi thoải mái tí xíu. Chị nào mà nó quá rẻ các chị nào mà mặc. Đấy ạ. 64 mà 64 cân nhưng mà người chê các chị cũng đậm đậm người một chút xíu ấy. Các chị lấy 2XL này cũng vừa xinh hộ em. Mã này hộ em là M14 ạ. M14 này có duy nhất một chiếc nhá, xe 2XL màu đỏ. Mã của nó là 613108 đây nhá. 613108 là M14. 613108 là M14, có duy nhất một chiếc thôi ạ. Cho chị M14 ngay nhé. Ok chị Nguyễn Lượng M14 này. Ok chị Nguyễn Lượng M14 này, em hết luôn M14 này, 750 này. Ok chị Nguyễn Lượng này. 2XL có một chiếc cho chị Nguyễn Lượng em chốt luôn này. Lái hết luôn M14 này rồi ạ. Em qua M14 này, nên hộ em M15 này. M15 này. M15 ạ. M15 em này em còn một cái size L, một cái size XL này. M15, một cái L, một cái XL nha. Rất là đẹp luôn. Siêu xinh luôn ạ. Đây. M15 ạ. M15 nha. Em còn một L, một XL. Size L là size em đang mặc dành cho chị nào khoảng tầm 55 cân. 54 cân đổ về đi. 54 dưới 55 cân. Size XL cho chị nào khoảng tầm 64 cân mặc cho em nha. Size XL là tầm 59 cân, 59 cân em nhầm ạ. Form này form nhỏ hơn, size L là size em mặc. Duy nhất một chiếc size L, một chiếc size XL. Áo này ạ, 750.000 dùm em nha. Nên em mã này là M10. Mấy nhỉ? Chị Nguyễn Lương là M bao nhiêu rồi nhỉ? Áo này M15 các chị nhá. Đây. 750.000 màu vàng mơ, siêu đẹp luôn. Cái màu vàng mơ 750.000 các chị nhá. Thấy ạ, dáng của nó siêu xinh luôn ạ. 750, em có 1L và 1XL. Size L là size em đang mặc. Chị nào khoảng tầm 54 đến 55 cân em đang mặc là mặc L cho em nha. Chị nào từ 55 cân cho đến 59 cân mặc cho em áo này size XL siêu đẹp. 750.000 nhá. 750.000, em còn 1L, 1XL thôi ạ. Đấy, hôm nay em đọc hẳn cho các chị yêu rồi nhá. Tại vì là nó chỉ còn có mỗi vài cái thôi ạ. Em cố gắng đọc hết ạ. Đấy, mã của nó là 880802 nhé. Mã này là 880802. Đấy là không còn gì nữa các chị ạ. Đấy, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn nha. Rồi ạ, comment thì em đúng cú pháp là em lên đơn. Rồi tiếp theo cho em Nga này. Đấy, mã này em còn một chiếc size 2XL này. Đấy, mã kia thì còn 1L, 1XL nha. Màu vàng mơ. Đây, có mấy cái này màu vàng em lên luôn này. Đấy, mã này này. Duy nhất một chiếc size 2XL, màu cũng màu vàng mơ. Đây, có mấy cái vàng mơ em lên luôn này. Cái này 2XL màu vàng mơ. Em mặc lại cho chị xem áo khoác xanh 3XL. Chị lấy đây ạ, màu xanh than 3XL đây chị nhá. Màu xanh than 3XL đây. Đây ạ. 3XL này hình như là mã của nó là M12 thì phải. M12, M13, M13 thì phải. 3XL đây chị Nguyễn Lượng ơi. Đây ạ. 3XL đây ạ. 3XL
3XL đây. Nói chung là những cái size form to là hơi hiếm. Đây ạ, 3XL đấy ạ. 3XL đây các chị nhá. Đây, 3XL đây. Màu xanh than. 3XL. Nói chung là chị 68 cân thì mặc nó hơi thoải mái một chút xíu á. Nhưng mà những cái áo phao nó rất là xinh. Nói chung áo phao thì mình mặc nó hơi thoải mái cũng được. Tại vì trong áo phao của nhà em Nga, ví dụ như trong tủ quần áo phao của em ấy, thì em có cái này em mặc đúng size, nhưng có cái này em mặc rộng hơn một size. Bởi vì nhiều lúc em đi đâu, ví dụ em mặc đồ ở bên trong ấy, thì em lại phải cần. Ví dụ hôm nào em mặc cái áo len kiểu nó, áo len kiểu xù xù một chút xíu ấy, áo len kiểu mặc kiểu một chút xíu ấy, là em phải khoác áo phao bên ngoài này, em phải khoác áo phao nó phải dày hơn, nó rộng hơn thì mới khoác được chiếc áo phao mà ôm eo thôi. Hôm đấy mà mặc vào thì không bao giờ có thể cài được khóa, ví dụ vậy. Nên là nhiều khi áo phao thì mặc nó có, ví dụ như nó cũng có đấy, có nhiều chị cũng đúng không, nhiều chị có giống em không ạ? Bao giờ áo phao của chị em mình đôi khi sẽ có cái rộng và có cái ôm vừa đúng người mình không ạ? Chị nào hay mặc áo phao giống như vậy rồi rồi thì các chị cho em hả? Ok ạ, à, chị gì nhỉ? Chu Thoa Be đúng không ạ? Ô chị Chu Thoa Be M13 size 3XL cho chị này, nám hết luôn này. Rồi ạ. À, còn đây ạ, em lên cái này nó là mã M16 nhỉ? Áo phao này là M16 đúng không? Cái này là M16 các chị nhá. Cái này M16 có duy nhất một chiếc thôi. Size của nó là 2XL. Size của nó đánh là 2XL các chị ạ. Nhưng mà em thấy form của nó cũng khá là gọn thôi. Cái 2XL này chị nào cứ khoảng tầm mà, chị nào khoảng tầm 59 cân đi, 58, 59 cân cho đến tầm 63 cân là các chị mặc đẹp cho em nha. Vì form nó gọn các chị ạ. Cái này chị nào khoảng tầm 50. Đây này, form của nó, form này là form basic. Form này form basic à, nên chị nào khoảng tầm 63 cân đổ về nhá, 62, 63 cân các chị mặc được cho em áo này. Chị nào mà muốn mặc thoải mái thì các chị chốt cho em khoảng tầm 61, 62 cân đổ về. Còn chị nào mà mặc ví dụ như người gọn trên gọn thì mới chốt lên 63 cân. Còn nếu không các chị cứ chốt cho em 61, 62 cân đổ về. Đã vì áo phao, đã còn nếu mà không thì mới mặc này 63 cân dùm em Nga nhá. Đấy, đổ về dùm em Nga. Vì em đang mặc size 2XL nhưng form nó khá là gọn luôn. Đã nên chị nào cứ khoảng tầm 58 cân, 58, 59, 60, 61 cân đến 62 cân là cùng các chị mặc được cho em áo này 2XL. Mức giá cho em áo này là 750. Mã hộ em là M16 ạ. Mã 750 M16 nhá, duy nhất một chiếc. Màu vàng mơ đẹp lắm, mặc tôn da sáng da. Và mã này là 8808-18 em nhá. 8808-18 ạ. Em có một chiếc duy nhất thôi. Một chiếc duy nhất các chị nhá. Một chiếc duy nhất. Và đây là một chiếc duy nhất nữa, cũng màu vàng mơ size 2XL. Đây. Cái này thì rất là đẹp, cực kỳ hot hit này. Cái này là cái mà mã em này đầu tiên em lên cho các chị yêu về dòng phao, đúng không ạ? Cái này em mặc là màu vàng mơ 2XL này. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá, 750 nên em mã này M17. M17 cũng có duy nhất một chiếc đấy, duy nhất một chiếc các chị nhá là 750. Duy nhất một chiếc 750.000 em chốt đơn ạ. 750.000 duy nhất một chiếc size 2XL. Chị nào khoảng tầm 63, 64 cân đổ về mặc được cho em nha. Chị nào từ 59 cân, 59, 60, 61, 62, 63 cân đó, dưới 64 cân mặc cho em cái áo này size X, màu này quá đẹp. Em nói thật sự chị nào, đây em đang mặc. Em nói thật sự là nếu như mà nó đúng áo phao mà áo vòng màu vòng mơ rất là mê đó. Vì nó mặc, cái nó không bị chóe đâu các chị nhá. Vì hàng này của em Nga nó hàng đắt, nó không bị chóe. Riêng những cái màu của hàng xịn này không bao giờ các chị thấy màu gì bị chóe luôn. Mặc màu của nó lên nó rất là đẹp, màu nào cũng sang, từ màu đỏ đó. Tại vì nhiều khi các chị cứ hay kiểu là quan niệm là màu đen, màu xanh than thôi, chứ còn mặc cho em màu đỏ này, màu vàng mơ của những cái dòng này á, màu của nó rất là đẹp. Đây, nhà các chị nhìn thấy họ đi nào. Chị Thu Nguyễn Thị đúng không? Chị Vui Nguyễn Thị M15 em chốt đơn, ok ạ. À. Còn em đang cầm đây là M16 à? Đúng không nhỉ? M15 là 8802 à? 02, 02 là mã trước à? Đây là chị đang cầm đấy là M17 đúng không? 02 là mã trước. Chị Vui Nguyễn Thị M15. Ok, chị Vui Nguyễn Thị M15. Chị Vui Nguyễn Thị size gì đấy? M15 có hai cái, có một cái L và một XL. 55 cân cao bao nhiêu? 55 cân cao 1m6 á. 55 cân mà cao 1m6. Người chị gọn không chị? Chị Vui Nguyễn Thị ơi, chị đang giữ size mất. Ok, chị Tuyết Nguyễn ạ. Chị Tuyết Nguyễn inbox để bên em sẽ gửi số tài khoản ạ. Chị bảo em mặc thử chị đấy. Chị à, thế là chị Nguyễn Đường. Khổ em không đọc comment. Chị bảo em chị bảo em mặc là em cứ mặc thôi. Còn là em có biết là chị có comment đâu. Em không biết là chị comment. Khổ.
Tại vì là cuối cùng là em mặc, nhưng mà cuối cùng là khách nhà em chốt thì em là em chốt thôi, em không đọc comment. Sorry chị Nguyễn Lượng, sorry chị yêu. Bây giờ em mới cầm máy này lên, tại vì máy chủ của em là hôm nay em bảo là mạng em bị lỗi mà, cho nên là nhiều khi em không đọc được. Em ngay từ đầu em mới bảo em bị lỗi rồi, bây giờ em mới nhìn máy này. Đấy ạ. Bây giờ em mới đọc comment nhá các chị. Sorry chị. Nga ơi, năm nay chưa về áo chống nắng à? À có chị Nam Phương ơi. À, em chưa lên đấy ạ. Chị Trúc Xoay Anh đổi M11 sang M15 màu vàng size L nhé. Ok chị Trúc Xoay Anh. Chị Trúc Xoay Anh đổi sang M15 size L màu vàng đây. Chị Tuyết Nguyễn ơi. À chị Vũ Nguyễn Thị ơi, chị cao 1m60, chị nặng 55 cân. Người trên chị có đậm không ạ? Tại vì là nếu mà chị giữ giữa size như vậy thì em lấy cho chị size XL nhá. Tại vì là mặc size XL ấy thì nó sẽ thoải mái hơn. Đấy ạ. Đây là M15 này. 750 này. Đây ạ. Đây em mặc cái size XL đấy cho chị luôn này. Đây. Mặc chiếc size anh này. Đẹp lắm luôn ạ. Mặc hơi thoải mái tí cho em. Đây là XL này. Tại vì chị đang giữ size, chị đúng cao 1m60 là 55 cân thì phải lấy XL. Nên là mặc sẽ hơi thoải mái hộ em một tí xíu nhá. Đây. Em mặc lên XL để cho chị nhìn, chị yên tâm. Tại vì em tư vấn nhưng mà yên tâm luôn ạ. Đây. Này, em đang mặc XL đây ạ. Đó. Nên là chị mặc cho em nó thoải mái. Nó rất là vừa, nó kiểu như thế này luôn. Đấy ạ. Form nó rất là gọn. Mặc lên cho em nha. Còn khi nào ví dụ như chị em mình mặc đi đâu ấy, ví dụ như là bên trong mà mặc áo len dày hay cái gì lên ấy, nó tự đẩy lên nên nó rất là thích luôn. Mặc lên nó thoải mái nhá. Đấy, em lấy cho chị size XL nhá. Đấy ạ. Cho chị Trúc Soi. Trúc Soi gì nhỉ? À chị Vui Nguyễn Thị. Ok, chị Vui Nguyễn Thị. Ok, chị Vui Nguyễn Thị M15. Chị Vui Nguyễn Thị. Chị Vui Nguyễn Thị M15 sẽ XL nhé. Chị Vui Nguyễn Thị. Ok thì báo lại em nhé. Ok chị Trúc Xoay Anh ạ. Bộ em đang mặc bao nhiêu tiền ạ? Ok chị, rồi ạ. Không sao chị Nguyễn Lượng nhé. Ok chị. Không sao ạ. Rồi ạ. Rồi ạ, đây chị nhá. Đây. Đây ạ. Bộ này của em đang mặc, chị nào lấy áo của em đang mặc thì có giá là 350.000, quần là 650.000 ạ. Áo thì em có 3 màu, trắng, hồng và đen. Size của nó đánh là ML 60-61 cân, còn quần thì có size, có màu đen nhá, đen khói và màu em đang mặc là màu xanh. Size của nó đánh là ML. Ok chị Nguyễn Ngược, đấy ạ. Chị đánh L thôi à, chị Vui Nguyễn Thị. Chị 55 cân thì em sợ là chị có bị ấy không ạ, vì mặc L nó có bị ôm quá không chị Vui Nguyễn Thị ơi. Mặc L nó bị ôm đấy, em hủy cho chị Nguyễn Lượng đi. Ok chị Nguyễn Lượng, size của chị áo 2XL em vẫn còn nhá. Nè, nên là chị lấy thì chị báo em. Đây, tiếp theo của em. Cái á, tại vì là chị 55 cân, chị phải mặc cho em nó giữ size ấy. Thì nếu như mà sale rồi ấy, thì em đi cho chị trước hay em là chị 53 cân à? Tại vì là em muốn đi size làm sao mà... Đấy. Chị Vũ Nguyễn Thị 55 cân, chị Trúc Xoay Anh là chị 52 cân, chị mặc size kia nó chuẩn luôn. Đây ạ, à, em có mã này nhá. Đây ạ. À, mã này em có màu be này. Size của nó là size M này. Mã của nó là 9225 này. Màu be nhá các chị. Áo này chị nào lấy này, 750.000 cùng em nhá. 750 lên hộ em mã này là M. Rồi ạ. À, cái mã DG kia là mã M17 nhá. Đây là M18. M17 là DG, cái mã mà 2XL ấy, tầm 64 cân ấy. Là mã M17 là mã 880816 nhá. 880816. Ok ạ, đây. Chị nào lấy này, màu be này. Chị nào khoảng tầm 750.000 cho em áo này, siêu đẹp luôn ạ. Màu này của nó là màu kiểu bên đâu các chị ạ. Đấy ạ. Lên đơn giùm em nha. Size của nó là size M. Cho chị nào khoảng tầm 53 cân. Đấy ạ, 53-54 cân mặc cho em áo này size M. Mức giá cho em Nga là 750.000. Comment hộ em đúng cú pháp là em chốt đơn nhá. Size M thôi ạ. Áo này em có size M, lên hộ em là M18 ạ. Áo này là M18 nhá. Mũ tháo rời được ạ. M18, siêu đẹp. Đã M18. Size M các chị nhá. Chị nào lấy chốt đơn, xinh xuất sắc. Size M ạ. M18 size M nhá. Size M. Chị nào lấy thì ghi hộ em ạ. Áo Nga đang mặc có màu đỏ không? Áo này không có đỏ. Áo này nó chỉ có màu em đang mặc, màu đen và màu trắng thôi. Áo này nó không về đỏ nhá. Về đỏ nó là màu khác đấy chị ạ. Màu đỏ khác, không phải là màu đỏ đâu. Đấy, cái này của em nó là màu hồng, hồng sen nhưng không đỏ. Cái này của em Nga rất là xịn. Các chị nhìn logo tang này. Hàng này của em Nga nó là hàng cùng với dòng tay nỡ của em ấy. Đấy ạ.
Màu này là màu nâu nhá các chị nhá. Mức giá của em Nga có giá là anh nhớ này, tôi mất rồi. 750.000 mã em là M18 ạ. M18 các chị nhá. M18 em có màu cam size L và màu cam size XL nữa. M18 em còn một cam L và một cam XL. Đấy, M18 em có một chiếc màu nâu size M. Màu cam thì em có một chiếc size L và một chiếc size XL này. Chị nào mà lấy thì comment hộ em này. Xuất sắc luôn này. 750 ạ, màu cam này. Màu cam cho chị nào khoảng tầm từ 50 trên 54 cân cho đến khoảng tầm 58 cân. Đấy, 58 59 cân mặc L giùm em Nga, chị nào từ 59 cân cho đến tầm 63 64 cân mặc XL. Em đang mặc cái này là size L nhá. Đấy, size L. Nói chung áo phao các chị cứ mặc thoải mái hộ em một chút xíu, đừng mặc ôm quá. Tại vì mặc áo phao phải mặc thoải mái á. Đấy á. Mặc thoải mái mình còn vận động. Đấy, rất là thích luôn. Đấy, nên chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Comment hộ em chú Phúc Pháp là chốt đơn. Em đang mặc L này. Vừa xong là mặc màu nâu em mặc M. Còn áo này em đang mặc là L nhá. Chị nào lấy chốt đơn. Màu em đang mặc là màu cam. Siêu xinh á. 750.000. Trời, không phải nghĩ về giá luôn. Đấy, không phải nghĩ về giá luôn. Mã là M bao nhiêu nhỉ? M18 ạ. M18 chị Trần Ngọc size M màu nâu đúng không ạ? Chị Trần Ngọc là màu nâu size M đúng không ạ? Áo Nga đang mặc 62 cân có vừa không? Màu cam thì em có 62 cân đây chị yêu. Chị Hương Cáp ơi, 62 cân thì lấy cho em màu cam thì em còn size XL của chị này. Đấy, hoặc M11 màu đỏ em còn size XL này. Đấy, màu cam này. Nếu mà các chị size nhỡ thì các chị có thể lấy cho em này, màu cam này em có size của chị nhá. 62 cân chị có thể lấy XL màu cam này. Hoặc chị lấy cái mã M11 này này là em có một màu đỏ này, màu đỏ này, mã M11 này, màu cam này. Hoặc 62 cân chị lấy cho em cái màu vàng mơ này cho em nha. Quá là đẹp luôn, không phải nghĩ luôn ạ. Chị lấy cho em cái màu vàng mơ này. Riêng màu vàng mơ mã này nó cũng được này. Hoặc cái đấy, chị lấy cho em cái mã này. Quá đẹp luôn, không phải nghĩ. Đây, ba mẫu này. Đấy, 62 cân chị cứ chọn cho em cam này, hoặc đỏ, hoặc màu vàng mơ. Cái này các chị đều mặc được cho em nha và rất là đẹp luôn. 62 cân chị mặc cho em nha. Siêu đẹp, 750.000. Đấy ạ. Chị Trần Ngọc là màu 18 size M đúng không? Là màu nâu này. À, chị Nên Lan từ 53 cân mặc L được không? Chị Nên Lan lên 53 cân mặc L thì hơi thoải mái. Chị Nên Lan ạ, chị mặc M thôi. Còn nếu mà chị thích mặc thoải mái, chị mặc được em. Quần em nó mặc không có size 64 cân chị Cường Hường ạ. Quần em nó mặc nó là quần siêu cấp cho nên là nó không có ấy ạ. Áo phao lỡ Nga mặc có màu đỏ mận không? Áo phao lỡ em mặc á, hình như là màu đỏ mận. Em có một cái mã màu đỏ mận nhưng nó size còn size nhỏ thôi. Chờ một xíu nhá. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn. Màu nâu chị gì đây nhỉ? Chị gì size M đúng không ạ? À, em chốt cái này size M cho chị gì nhỉ? Khổ, nó bị che mất rồi. Còn không còn chị Nê Lan ạ, hết sạch rồi. Hết sạch rồi, chờ em nhìn xem có cái gì không thôi. Tại vì bây giờ nó còn nảy size, em đăng lên cho các chị đây. Đấy ạ, em đăng lên tất tần tật đây, chờ em tí xíu. Đây ạ, màu nâu chốt cho chị gì nhỉ? Em chị bị qua mất comment rồi. Nó lại cũng bị ẩn luôn à. Chị vừa đọc được xong bây giờ nó lại ẩn mất comment rồi. Chị nào lấy cái màu nâu này comment lại hộ em cái, nó lại bị ẩn mất rồi. Màu vàng mơ còn size L không? Không, size L làm sao chị mặc được chị Vũ Nhàn? Màu vàng mơ làm sao chị mặc được size L? Màu vàng mơ form của nó size nhỏ mà. Màu vàng mơ chị phải mặc size 2XL chứ ạ. Làm sao chị mặc được size L? Màu vàng mơ là size L, là size của em mà. Làm sao chị mặc được ạ? À, nếu chị là gì ạ? Chị Nguyễn Thú là chị đặt một áo M16 cao 1m55 nặng 55 cân. M16 là áo nào nhỉ? M16 áo phao màu vàng size 2XL 62 cân, 55 cân không còn size rồi. 55 cân không còn size. Cao 1m6 mà nặng 55 cân. Cao 1m55 mà nặng 55 cân ý. Thì chị Nguyễn Thú mà đặt M16 thì em không còn size, em chỉ còn size cái mã mà size XL ấy. Nhưng mà chị Vui Nguyễn Thị ấy, chị bảo chị lấy size L thôi. Thì có thể là chị chốt xanh cho em cái mã đấy là M10 mấy nhỉ? M10, chị cổ chị Vui Nguyễn Thị là M bao nhiêu nhỉ? M15 à? Là M15 ấy ạ. Là M15 thì em còn size của chị. M16 thì size 2XL, em sợ chị 55 cân không vừa. Đấy ạ. Còn chị nào mà lấy màu be mà mã M18 em vừa mặc ấy thì chị báo lại em nhá. Thì chị lại báo lại em với ạ. Báo lại em với. Đây. Chờ em một xíu này. Em đây. Mã này này.
này em còn, má này còn size XL này. Má này em còn này. Đây ạ. Tiếp theo của em. Ôi, má này em còn đúng 1M, 1L, 1XL. Ôi sao giỏi thế nhỉ? À không phải. Cái này em còn một chiếc size L, à còn 1L và còn hai chiếc size XL các chị ơi. Áo này quá là xuất sắc luôn. Má này mà còn này. Hôm nay má này chị nào lấy chốt đơn được. Má này còn quá xuất sắc luôn. Em còn L và XL trong má này. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Size L cho chị nào 59 dưới 60 cân, chị nào dưới 64 65 cân chốt đơn cho em má này. Mã vừa xong của em nên cho các chị yêu mà có màu be và màu cam ấy. Mã đấy rất đẹp nhưng nó là M18. M18 em có nâu M, cam em có L và XL. Đấy ạ, cam em có L và XL nha các chị nhá. Cam chỉ còn mỗi L, XL thì hết hàng rồi. Mà có mỗi cái có một chiếc vậy thôi. Chị nào lấy thì lấy, không lấy là nó còn lại lấy thôi các chị nhá. Đấy ạ. Vì bây giờ là không còn nữa, hết rồi. Nhàn mà đổi sang màu vàng mơ thì mã nào hôm nay có. Chị Vũ Nhàn mà đổi sang màu vàng mơ là chị lấy mã nào đấy ạ? Chị lấy mã 2XL, mã M16 hay mã M17? Vàng mơ ạ. Đây ạ, vàng mơ là có hai mã nhá. Màu vàng mơ size 2XL này là có hai mã chị có thể vừa. Một cái mã là mã M16 thì nó là cái mã này. Mã M16 nó là mã này nhá. Đây. Mã M16 nó là mã này. Còn một cái mã M17 thì nó là cái mã này, mã DC này. Đấy ạ, DDG này nhá. Đấy ạ. Thì chị lấy mã nào thì chị báo em nhá. Chị lấy mã nào thì chị báo em. Đã, chị lấy mã nào thì chị báo em nhé. Mã này em có size L và size XL này. 65 cân đổ về ạ, dưới 65 cân nhá, 64-65 cân ạ. 65 cân gửi gọn, nếu không em cứ chốt 64 cân đi. Áo phao mặc thoải mái, đây em mặc L đây các chị này. Em mặc L đấy, có sao L này nó như M ấy nhỉ, có nhầm sai không nhỉ? Em nói thật sự em mặc M mà cứ như L ấy. Hay em mặc L, sai của nó đánh là L mà em cứ thấy nó như M ấy. Cái này khả năng dễ nhầm sai lắm. Tại vì em mặc mà em thấy mặc như M luôn ấy. Nên em chốt sai nha. Cái L này tương đương với M với các chị nha. Có thể là nhầm sai. Tại vì cái này em thấy em mặc nó thoải mái. Em cùng nắm em chốt cho các chị này. Để em cân vào sai ạ. Tại vì mặc cái này không nên mặc rộng quá. À đâu. Cái này em chốt cho chị nào à? Tầm như em đi. Tầm từ 53 cân cho đến tầm 57-58 cân đi các chị nhá. Cái này nó hơi bị giữa sai. Cái này em không hiểu nhưng nó hơi bị giữa sai các chị nhá. Size L này này. Em chốt từ 53 cân cho đến 57-58 cân mặc đẹp cho em nha. Nó hơi bị giữa sai một chút xíu á. Chị nào trong tầm đấy các chị mặc đẹp cho em nha. Ví dụ như mặc chị nào mà 53 cân nhá. 53 cân hoặc như em ý là các chị mặc kiểu thoải mái như em. Thì các chị chốt. Còn nếu không các chị chốt cho em từ 54 cân cho đến tầm 58 cân. Đấy á, là các chị chốt đơn cho em nha. Đấy, chị nào mà còn thích mà thoải mái như em Nga thì các chị lấy cho em cái áo này là size L. Còn nếu không các chị chốt cho em từ 54 cân cho đến 54, 55, 56, 57, 58 cân là mặc được áo này cho em Nga nhá. Size em đang mặc là size L. Mã của em là M19 á, 750.000. 750.000 các chị nhá. M19 size L, còn size XL chị nào cứ khoảng tầm 59 cân đến 64 cân là các chị mặc đẹp cho em Nga. 750 mã M19 á. 750 mã M19 các chị nhá. Đấy ạ. M19 á. M16 chị vừa không? M16 và M17 đều vừa chị nhá. M16, M17 đều vừa chị ạ. M16 hoặc M17 chị đều vừa. Vì size chị 61 cân đều phải mặc size đấy ạ. Chị Nguyễn Phương M19 này. Ok ạ. Chị Nguyễn Phương M19 size L có một chiếc này cốt chị luôn à. Còn size XL M19 chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Đây em mặc size XL M19 xem ạ. Đấy ạ. Cân size luôn. Chị Nguyễn Phương này. Chị Nguyễn Phương size L có một chiếc size L đấy ạ. Có một chiếc size L cho chị Nguyễn Phương này hết luôn nha. Đấy, còn đây là một chiếc size XL này. Áo này thì xuất sắc luôn rồi. Cái M19 này nhà em Nga thì gọi là đỉnh của chót luôn rồi ạ. Đây là một size XL này. 750 nha các chị nhá. Hôm nay những cái này nó còn mẻ 1-2 cái cho em phép 750 lốt này. Đấy ạ. Cái này là size XL đấy ạ. Đúng ạ. Size XL chị nào cứ khoảng tầm, chị nào khoảng tầm 59 cân cho đến tầm 64 cân nhá. 65 cân phải người gọn mà thích mặc ôm cơ. Còn nếu không các chị cứ chốt 64 cân đi. Mặc thoải mái tí, đừng mặc ôm quá. Áo phao đừng mặc ôm quá các chị nhá. Em mặc ôm thì các chị nhìn trên live, các chị nhìn thấy nó đẹp thôi. Nhưng mà thật ra nếu mặc ở bên ngoài đời thường ấy, mình không hề hay thích mặc ôm lắm đâu. Đấy là mặc trên live thì thường mặc ôm các chị nhìn nó đẹp. Tại vì sao nó ôm vào dáng người. Nhưng mà thật ra mặc ngoài đời thì chị em mình thường chị em mình không mấy khi mặc ôm. Thường mặc ôm chị em mình mặc với những cái áo khác, kiểu khác như áo phao thường sẽ hay mặc thoải mái hơn một tí xíu. Đấy ạ.
Áo này hôm em là M19 nhá, size này size XL. Chị nào khoảng tầm cứ 59 cân đến 64 cân là mặc đẹp cho em Nga nhá. Size XL. 59 cân thì mặc đầu được, size nó hơi thoải mái. Còn nếu các chị muốn mặc chuẩn thì các chị cứ lấy cho em từ 60, 61, 62, 63, 64 cân. 65 cân phải người thật gọn thì mới mặc, mà thích mặc ôm mới mặc được nhá. Đấy, comment hộ em đúng cú pháp mình chốt đơn. À, áo màu đỏ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Lưu Thị Xỉu ạ. Chị Phan Huyền M19 size L hết mất rồi. Chị Phan Huyền ơi, em còn XL thôi. Chị xem áo cộc đang mặc đi. Chị xem áo cộc đang mặc đi. À, áo em đang mặc đây chị ơi. Áo em đang mặc đây ạ. Áo này của em Nga là không phải cộc tay đâu. Cái này em có màu đen, màu trắng. Em đổi màu nhá. Để em mặc màu đen cho các chị nhá. Áo này siêu xinh luôn. Áo này 350 ạ. Áo này xinh lắm. Áo này nó cùng dòng với cái dòng mà em về cái tay kẻ ấy, nhưng mà em đang cháy hàng ấy. Nhưng mà nó là cái mã này đây này. Cái áo của cái hãng LI này. Áo của cái hãng LI này. Áo này có size ML đây, mặc màu đen cho các chị. Áo này em có màu em đang mặc là màu hồng, màu đen và màu trắng. Đây ạ. Màu đen và màu trắng nhá các chị. Đây, màu nào cũng đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp luôn ạ. Áo này có 350 thôi. Cái tay kiểu này là có 350 thôi ạ. Em có đen trắng nữa. Đấy ạ. M19 nhá các chị. M19 em có XL thôi. Đấy ạ. Đấy, chị nào mà lấy được M19 rồi. Em chị Nguyễn Thú này, em ơi mã M15 có còn size chị mặc vừa không? M15 là cái mã gì nhỉ? M15, chờ em hình dung cái mã M15 đã. M15 có phải là của cái chị Vui Nguyễn Thị này? Của chị Vui Nguyễn Thị ấy. M15, chị Nguyễn Thú là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Nguyễn Thú ơi, chị cho em chiều cao cân nặng đi chị Nguyễn Thú. Chị cho em chiều cao cân nặng đi ạ. M19 em còn duy nhất size XL nữa nhá, các chị nhá. M19 em còn size XL nữa, chị nào lấy M19 size XL thì báo em. Đây, M20. M20 cái này là các chị mặc cho em cái này này. Quá đỉnh luôn này, M20. M20 ui sao cái này nó còn cái size 2XL này. Ui dồi ôi, đây. Các chị ơi. M20 còn 2 chiếc. Mỗi cái còn 1 chiếc. Đây, M20. Chờ em tí xíu. Đây tổng duyệt. Tổng duyệt. M20 này. Cái này để em nhìn xem nó là cái gì nữa. M20. Ui dáng này siêu đẹp luôn. Dáng dài các chị ạ. Siêu đẹp luôn. Em còn một chiếc màu xanh than và một chiếc màu đỏ. Xanh than em còn size M. Nhưng áo này, dáng này chị nào mà eo basic các chị mặc đẹp cho em nha. Size này là size M các chị nhá. Quá đẹp luôn ạ. Rồi em cũng lên cho các chị yêu áo này M20 cũng 750 thôi. Trời ơi chị nào lấy là vừa size chốt liền này. Quá đẹp luôn ý. Dáng basic nhá. Quá đẹp luôn, người nhỏ gọn, mặc được cho em nha. Size M em đang mặc đây ạ. Size M này em đang mặc là L basic nhá. Cái này chị nào khoảng tầm nói chung là 50 51 cân thôi, 50 cân đi ạ. Cái này dưới 50 mặc M thì cho em nha nhá. Cái này L basic thật ra em đang mặc được ấy, nhưng mà nó bị ôm. Đấy ạ, ví dụ như trên live nhiều khi các chị nhìn thấy em mặc ôm như này, các chị nhìn thấy là nó sẽ đẹp đúng không? Hách eo, hách dáng hách ấy. Nhưng mà nếu mà ngoài mà mặc như thế này á thì chị em mình vận động nó rất là khó chịu. Không mặc được đâu. Đấy ạ, thực sự là mặc áo phao thì còn thoải mái tí xíu. Lên cái này các chị chốt cho em khoảng tầm 50 cân. Đấy ạ. Các chị nào người nhỏ chốt liền cái này. Thế nào chị nào người nhỏ chốt liền cái này. Không phải nghĩ luôn. 50 cân là các chị về mặc đẹp cho em ra luôn. Ủa, đẹp quá lại xòi sót được cái đẹp dáng dài như thế này. Xuất sắc luôn. 750.000. Em có màu xanh than một chiếc nha. Size M. Đấy ạ. Và cái này 50 cân, nói chung là chị nào 51 cân thì phải người cao và gọn thì mới mặc được 51 cân nhá. Cao gọn thì mặc 51 cân cho em được, bởi vì em mặc cái áo này đang size M. Đấy ạ. Và em có một chiếc màu đỏ, size này em nhìn xem nó là size 2XL. 750.000 cho mã M20. Dáng eo basic quá đẹp. 750 ạ, mỗi cái còn một chiếc. Short. Short cái rất đẹp luôn. Đây ạ. 750.000. M15, chị Nguyễn Thú cho em chiều cao cân nặng với nhá. Chị Nguyễn Thú cho em chiều cao cân nặng với ạ. M20 size không còn size L chị Hợp Nguyễn Thị ơi. Em còn muốn M với ạ. Chị Nguyễn Thú cao 1m55 nặng 55 cân. Cao 1m55 nặng 5 cân, 55 cân là chị mặc cho em size XL chuẩn luôn ạ. Chị Nguyễn Thú lấy thì lấy M15 có size XL của chị nhá. Chị Vui Nguyễn Thị chị không lấy thì em chốt cho chị. Đấy ạ, vừa xinh luôn. Chị cao 1m55, chị nặng 55 cân, mặc chuẩn cái áo đấy là size XL chuẩn luôn. Thì em mặc lại M15 cho chị, nếu chị ưng chị bảo em. Đấy ạ, vứt cái M15 đấy ạ, bằng size, chuẩn size của chị luôn. Đấy ạ, cái này là size áo này của nó là 2XL đấy ạ. Nhưng các chị thấy 2XL nó gọn đúng không ạ? Tại vì cái kia size M của nó, ui, sao cái này 2XL mà sao nó gọn này.
size 2XL đó. Size 2XL này em cảm giác hình như size này nó đánh nhầm size hay sao. Chắc là kiểu đánh nhầm size cho nên nó mới còn hàng. Chứ em nói thật cái áo này đẹp không bao giờ em nghĩ là nó còn hàng. Chỉ có bị nhầm size thôi. Tức là ông Trung Quốc ông đánh ông ấy kiểu nhiều khi ông nhầm size á. Đấy á, tại vì thật ra các chị mua nhiều các chị biết, các chị nào bán hàng giống em các chị biết. Đôi khi mình bán hàng mình cũng không nói hay. Đúng không ạ? Nhiều khi không phải là do em làm đâu các chị nhá, mà do cái ông ở bên đầu ông kia kìa. Ông ấy làm, ông ấy gắn nhầm size, dụ như cho thợ chẳng hạn ấy. Thợ mà ngủ gật thì ông nhắm nhầm size nó cũng có thể có đúng không các chị? Đấy á. Thì cái này nó trong trường hợp nó bị nhầm size này. Em đang mặc cái này là size 2XL, nhìn nó là 2XL thật. Nhưng mà em nghĩ nó chỉ tương đương với size này, chỉ tương đương với size L, à size XL thôi. 2XL nó chỉ tương đương với XL thôi. Có nghĩa là em mặc là size L, chị nào trên em một size là mặc được cho em áo này. Đấy á. Em mặc cái áo này thì hơi rộng một tí xíu, có nghĩa là chị nào trên em một size là mặc được cho em nha. Chị nào cứ khoảng tầm 55 cân cho đến tầm 58 59 cân là mặc được áo này cho em nha. 55 cân đến 58 59 cân chứ đúng là áo này 2XL và bảo 65 cân mặc sao được. Cái này chị nào khoảng tầm 55 cân nhá cho đến tầm 58 59 cân là mặc được cho em nha áo này. Vì nó rất là hách eo luôn. Áo này mặc lên eo cực kỳ dáng dài á, màu đỏ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Tương đương với size cho người tầm 59 60 cân đối với em chốt đơn. Mã của em là M20, màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ cái này em phải ghi vào này không dễ nhầm. Màu đỏ cho chị hợp Hương Thị này. Ok ạ, chị hợp. Chị hợp Hương Thị là chuẩn luôn. À chị hợp Hương Thị là chuẩn luôn này. Chị hợp Lương Thị là bao nhiêu cân nhỉ? Chị hợp Lương Thị nhỉ? Chị bao nhiêu cân ạ? Cho em cân nặng với ạ. Đấy ạ. Chị hợp Lương Thị này là màu đỏ này. Màu đỏ đấy size 2XL. Chị ghi hộ em là màu đỏ nhé. Chị hợp Lương Thị nhá. Cho em chiều cao cân nặng và ghi hộ em là màu đỏ. Bởi vì là cái mã đấy em có hai màu. Màu xanh than thì size người nhỏ. Đấy ạ. Màu đỏ thì em có size cho người đậm hơn đi xíu. Em còn mỗi 2 chiếc. Dáng rất là xinh. Đây. Chị gì nhỉ? Chị hợp màu đỏ cho chị hợp Lương Thị ok ạ. Đây. Đẹp quá. Cái này còn sót. Đúng là cái này bị nhầm size cho nên nó bị sót. Thật. Chứ em bảo những cái áo mà nó đẹp thì không bao giờ em mà size, mà đặc biệt những cái áo mà size đẹp nữa. Tức là những cái size mà size đẹp, áo mà dáng đẹp nữa thì thường không bao giờ nó bị còn tồn. Nó không bao giờ bị tồn, chỉ có kiểu nó bị nhầm size đấy. Khi em mặc vào người em mới phát hiện ra là size không đúng. Đấy, thì may ra nó còn. Áo đang mặc có size to không? Chị Nguyễn Sự ơi, size to hình như là... À size to á, em hết cái áo em đang mặc đấy rồi. Thì nó chị size cho em mã khác đi ạ. À, chị đây ạ, chị gì vừa hỏi em cái áo này này. Cao 1m55, nặng 55 cân này. Chị hợp Lương Thị, à chị hợp Lương Thị, ok. Chị hợp Lương Thị này M20. Cao 1m55, nặng 55 cân, ok chị hợp Lương Thị. Đây, vừa xong chị hỏi em áo này chị cũng vừa này. Đấy ạ, áo này là mã M15 này. Chị hợp Lương Thị là vừa hỏi em mã M15. Thì áo này chị cũng vừa. Chị lấy M15 cũng vừa và chị lấy cái mã M20 kia cũng vừa nhá. Chị lấy mã nào thì chị báo em. Đấy ạ, mỗi mã thì nó sẽ đẹp một kiểu. Mã này thì vàng mơ, mã kia thì màu đỏ. Đấy ạ, chị lấy M15 là cái mã này. M15 là chị Nguyễn Thú. À chị gì? À chị Nguyễn Thú à? Đấy lại nhầm lộn linh tinh. Ok ạ, đây ạ, M15 là chị Nguyễn Thú này. Đấy ạ, em lại nhầm lộn linh tinh. Đấy, tại vì em không đọc được comment mà comment nó cứ đọc xong nó bị trôi, nó bị ẩn mất chị ạ. Khổ, hôm nay em không đọc được comment. Hôm nay em không bị đọc được comment. Ok, chị hợp Lương Thị lấy M20. À đây, chị Thú, đây chị ơi, đây ạ. M15 là chị, đây ạ. Em mặc lại M15 cho chị Nguyễn Thú khổ. Cái máy của em nó bị ẩn comment nên em cứ nhớ nhầm hết ạ. Ok ạ, M15 đây chị nhá. Chị Nguyễn Yến M15 CL chế độ dự phòng của em mất rồi. Đấy ạ. Chị Nguyễn Thú mà lấy M15 này thì chị báo em nhá. M15 này chị Nguyễn Thú 55 cân là chị Nguyễn Thú cũng vừa này. Đúng không? Với sau em bảo chị nào chị Nguyễn Thú 55 cân đúng không? Đây, em mặc M15 này chị Nguyễn Thú lấy thì báo em nhá. Tại vì hai chị em nhớ mang máng đều là 55 cân thành ra là em nhớ mang máng nên là bị lẫn. Tại vì comment nó bị ẩn á, em không đọc, em cứ đọc xong nó bị trôi mất. Hôm nay nó bị trôi comment. Hôm nay không đọc được comment mà em không đọc, không lấy lại được comment luôn. Đây. M15 đây ạ. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Mặc áo phao thoải mái hộ em một chút xíu siêu xinh. 750, mã này là M15 ạ. Đấy, M15, size này là size XL nhá. M15 size này là size XL. Size này XL nhưng nó tương đương với L thôi ạ. Đấy, chị lấy thì báo em. Rồi em qua nhá, em qua mã nhá. Đấy ạ. Rồi ạ, còn lại chị nào mà lấy size nhỏ thì chị báo em này. Thì những cái này 3XL là của chị Thu Thoa bé này. Đó, rồi. Em tiếp theo nha. Nga ơi, áo phao màu đỏ mặn không em? Có đây chị. Chị Nguyễn Yến ơi,
Ở đây màu đỏ mặn, nhưng màu đỏ mặn còn size nhỏ chị Non Lê ơi, màu đỏ mặn còn size nhỏ ạ. M15 đấy là size XL đấy chị Nguyễn Yến ơi, không phải size L đâu. M15 đấy là size XL đấy chị Nguyễn Yến ạ. M15 đấy là size XL đấy cho người khoảng tầm tầm 55 cân ấy ạ. Không phải size L, chị Nguyễn Yến là bao nhiêu cân nhỉ? Chị Nguyễn Yến là bao nhiêu cân chị Nguyễn Yến ơi? Màu đỏ mặn có mỗi cái này. Mỗi cái này size này chị ạ. Màu đỏ mặn hết ạ. Đây, màu đỏ mặn nó cũng là hàng dài. Hàng dài này rất là đẹp luôn. Nhưng size của nó là chỉ còn size nhỏ thôi. Chị Nguyễn Yến là bao nhiêu cân nhỉ? Đấy, nếu mà chị Nguyễn Thú mà lấy M15 thì chị Nguyễn Thú báo em nhé. Còn chị Nguyễn Yến mà chị Nguyễn Yến là bao nhiêu cân ạ? Đấy, nếu mà chị Nguyễn Thú không lấy thì để em chốt cho chị Nguyễn Yến. Nếu mà cân chị Nguyễn Yến vừa nhé. Đấy là M, em nên là M20 rồi đúng nhỉ? Chị nên là đến M20 rồi đúng không? Đây là M21 các chị nhá. Đây là M21 này. M21 này. Đây là M21 nhá các chị. M21 em chỉ còn cái này xanh M thôi. M21 là 2XL rồi à. Đây là M22 ạ. Cái này đẹp vô cùng. Nhưng mà chị nào người nhỏ các chị mặc đẹp cho em nha. Cái này size của nó là xanh M. Chị nào cứ 50-51 cân đổ về các chị mặc đẹp cho em nha. Nói chung là như em đang mặc là nó là dáng ôm basic. Nhưng mà cái này thì em nghĩ là nên mặc cho chốt cho các chị 50-51 cân thì đẹp. Thật ra nhìn em mặc là các chị nhìn thấy dáng đúng không ạ? Là ôm basic, nhưng mà cái M này cho chị nào khoảng 50-51 cân thôi. Mặc nó rất là đẹp, nó xinh hơn nhá các chị nhá. Vì mặc thật ra sao mặc hơi thoải mái hộ em. Dáng này dáng dài trùng mông này, xinh vô cùng luôn. Chị nào người nhỏ gọn mặc đẹp lắm. Cái này đẹp lắm, còn size đẹp, còn size. Cái này siêu đẹp, cái này mà còn size to thì chắc không còn. Áo ngâm mặc cũng có size chị Non Lê ạ. Cái này mà còn size to thì cũng còn luôn. Em ơi có mình màu vàng thôi à? Đúng rồi ạ, có mỗi màu vàng chị ạ. Chị Nguyễn Yến 54 cân mặc hơi thoải mái chị Nguyễn Yến nhá. 54 cân thì mặc hơi thoải mái đấy ạ. Có một màu vàng thôi, đúng rồi, cái mã đấy em có duy nhất màu đấy thôi. Mã đấy có duy nhất màu đấy ạ. Mã đấy có duy nhất màu đấy. Đây, cái mã này em có đây ạ, mã này này. Đấy. Còn nếu mà chị thích những cái màu khác thì chị lấy sang cái màu khác. Đây, cái này đẹp quá luôn. Đây này. Cái nếu như em mà mặc cái áo này này thì em chỉ mặc em khoác như thế này thôi, chứ em không thích cài. Vì là nếu cài thì em phải mặc size L. Còn nếu như mà em mặc khoác này này, đấy ạ, ví dụ như áo này mà em mặc khoác thì em mặc như thế này. Em mặc size M của nó. Đây, em mặc khoác thì em mặc M. Nên là thật là khoác thì em vẫn ok, nhưng mà nếu mặc cài vào thì mình cảm giác nó hơi ôm một tí xíu. Đấy, tại vì có thể là đấy là ngực em nhỏ nhá. Em chỉ có bụng to, mông to, đùi to thôi, bắp chân dưới to thôi. Đấy, còn trên này người của em Nga tương đương với người 53 cân rưỡi đúng không? 53 cân rưỡi nên chị nào có khoảng tầm 51 cân. Đấy, cao 1m60 các chị đều về các chị mặc đẹp cho em áo này. Đấy, 750.000 quá đẹp. M22. M22 đẹp lắm luôn, nhưng mà còn size nào? Nói chung cứ chị nào size nhỏ các chị chốt. Đấy, size nhỏ các chị chốt nhá. Cái này M22 chị nào size nhỏ chốt được. Chị gì? Chị Mai Nguyên M22 này, size nhỏ chốt này. Đấy, chị nào cũng size nhỏ là chốt cái M20 màu xanh than này. Đều hai dáng dài đều đẹp. Cái M20 và M21 này này đều là còn size nhỏ màu xanh than này. M20 cũng size M màu nhỏ. Đấy, cũng chị nào 50-51 cân là các chị chốt được cho em nha. Nó đẹp lắm nhưng mỗi tội nó chỉ còn mỗi size bé thôi. Những chị nào người như nhon chốt những cái áo này siêu xinh luôn. Đây, ví dụ em mặc như này em chỉ khoác thôi, chứ em cài vào thì em thấy nó hơi bị ôm. Đây này, khoác thì đẹp lung linh luôn. Đấy ạ, các chị thấy không ạ? Đẹp cực kỳ luôn, nó là size M mà. Đẹp lắm luôn, nhưng mà mỗi tội là em nếu mà em đúng em size em mặc em phải mặc L, chứ mặc M em kéo được cho các chị nhưng mà nó sẽ bị ôm. Đấy ạ, đẹp xuất sắc luôn. Đấy ạ, M20 màu xanh than size M, chị nào người nhỏ cứ chốt cho em cái M20 màu xanh than này. Đấy ạ, chị nào ấy thì M21. Đấy ạ, em chốt cho chị gì đấy. Đó, đẹp xuất sắc. Nói chung 21 đẹp lắm nhưng mỗi tội nó là size nhỏ. Màu đẹp nhá, đều là màu đẹp nhưng mà mỗi tội size nhỏ, không còn cách nào khác. À, size L này, câu chị gì này? Câu chị gì này? Đấy ạ, chị Nguyễn Thú mà lấy thì báo em nhá. Chị Mão Vũ Hồng cho chị xem quần trắng giống quần hồng có đấy, trắng sau lưng đấy. Đây chị Vũ Mão ơi. Cái quần này em mặc rồi đấy chị. Màu trắng đâu nhỉ? Màu trắng kem á, em vừa mặc trên live rồi đấy chị. Đây. Màu trắng kem ạ, đây. Đây. Màu trắng kem này, đây. Đây là màu trắng kem nhá chị. Đây.
quần này mà mặc với áo hồng của em hoặc mặc với màu trắng, mặc với màu đen của em áo này thì thôi gọi là quên sầu luôn. Cái mã quần này ạ, xong mặc với áo này xong sơ vin lên cho em Nga. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đây ạ, các chị nhìn không? Hồng sen mà đi với kem thì thôi gọi là lên tông chuẩn sắc luôn. Đó, các chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Rồi em lên mặc áo phao tiếp này. Đây, mặc áo phao này lên này. Đấy, hôm nay đi gọi là hết bộ áo phao luôn. Tiếp theo cho em một mã áo phao dáng ngắn, basic cực kỳ đẹp nhưng nó chỉ còn size nhỏ. Cái này em phải gọi là khách nhà em Nga, có những chị mua 4 lon cái luôn. Rồi, một mình chị chơi đủ màu, em phải nói là áo này nó là một trong những cái áo mà em nghĩ là nó đẹp xuất sắc. Đấy ạ. Bây giờ em chỉ còn như thế này nha. Đây, cái này là em còn như thế này không này. Em nhìn xem nào. Màu vàng này, em có màu vàng đây những chị nào này. Ui giời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Áo giá basic. Siêu đẹp. Màu vàng em có L, XL. Cái này em đang mặc là XL. Em có XL và 2XL cho màu vàng này. Cái này basic cực kỳ đẹp các chị nhá. Siêu đẹp luôn. Cái này đẹp ạ. Ok ạ, ok chị Nguyễn Thú này. Chị Nguyễn Thú ơi, lấy cho em xin số điện thoại đi chị Nguyễn Thú ơi. Cho em xin số điện thoại chị Nguyễn Thú nhá. Cho em xin số điện thoại nhá. Toàn những cái áo này của em Nga toàn là hàng triệu mấy đấy các chị nhá. Những cái áo phao này này toàn là hàng triệu mấy đấy. Chị nào mua nhà em Nga nhiều các chị biết rồi. Những cái hàng này em đây này, những hàng này là những hàng em bán hơn nữa mà. Cho nên là các chị biết nhá, toàn là triệu mấy thôi. Chị Nguyễn Thú lấy thì cho em xin, cho em xin số điện thoại nhá. Đây là M15 size XL này. Đấy ạ. Cho em xin số điện thoại nhá. Đây các chị nha. Cái này đẹp xuất sắc. Chị nào lấy lên đơn cho em áo này. Size của nó này, nên của em cái mã này là M22. M22. Cái này form của nó siêu đẹp. 750.000 nên của em là M22. Hả? M23 các chị ơi, em nhầm mã nhá, M23. Chị nào lấy nên cho em M23 này, em lên màu vàng trước. Cái này em có màu xanh than, nhưng màu xanh than chỉ còn M cho chị nào khoảng 49-50 cân. 49 cân là các chị mặc đẹp cho em Nga. Màu vàng mơ này thì em còn size XL và size 2XL. Màu đỏ, em còn màu đỏ nữa nhưng em chưa nhìn thấy size. Cái này thì em nói thật sự khách nhà em 4-5 chiếc luôn. Em nói thật sự 3-4 chiếc là cũng có. Đây. Nó phải gọi là đẹp xuất sắc các chị ạ. Bởi vì nó rất rất là đẹp, mua cho mình, mua cho người thân. Nó rất là xinh luôn. Cái dáng áo này, đây. Các chị nhá. Giá này siêu đẹp luôn. Cái này em thật sự là cái này của người ta có bao nhiêu em cũng ôm hết này. Siêu đẹp bởi vì nó quá đẹp luôn. Đấy. Cho nên là nó mới còn này các chị này. Xinh cực kỳ luôn. Túi sâu nha các chị nhá. Kéo này, túi nào, túi kéo khóa này. Mặc lên này, basic này. Em đang mặc XL. Bình thường em mặc áo này là size L thôi nha các chị nhá. Còn đây em mặc XL. Em mặc XL hơi thoải mái. Chị nào nói chung, chị nào khoảng 55 cân cho đến 55, 56, 57, 58 cân là các chị mặc đẹp cho em nha. 59 cân thì mặc hơi ôm một tí xíu các chị nhá. Đấy ạ. Các chị có thể lựa chọn là chị nào từ 55, vì em là 55 cân. Nhưng mà em là cao 1m54 nặng 55 cân, nhưng người trên em thì các chị tính cho em là 53, 53 cân rưỡi thôi nha. Đấy ạ. Cho nên em mặc các chị nhìn thấy vẫn có hơi sự thoải mái đúng không? Cho nên chị nào cứ chốt cho em là 55 cân này, 55, 56, 57, 58 cân là các chị mặc đẹp cho em nha. Chị nào 59 cân người gọn mặc ôm thì các chị có thể chốt. Đấy ạ. Nên độ em áo này size đấy là size XL, còn chị nào từ 59 cân, 60, 61, 62, 63 cân mặc cho em áo này size 2XL. Đấy ạ, nên đơn của em là 750, mã là M23. Màu em đang mặc là màu vàng mơ nha. Màu xanh than thì em còn size cho người dưới 50 cân, tức là size cho người 49 cân đi. Đấy ạ, nên mặc em cứ trừ hao đi 1 cân. Để vì các chị mặc như thế nó mới đẹp. Em trừ hao đi 1 cân để sau này các chị mặc ấy. Bởi vì một mùa hè các chị về có khi các chị đang mặc với cái áo ba lỗ cho em. Còn khi mà mặc bình thường các chị mặc bên trong cho em với cái áo không, áo phao hoặc là áo len chẳng hạn ấy, thì mấy nữa các chị là mặc nó bị kích đó, nên em cứ trừ hao cho các chị 1 cân đi để các chị về các chị còn mặc được và mặc đẹp. Đấy á, vì mặc áo phao hay mặc ôm, nếu mà mặc ôm quá chị em mình chỉ, nếu mà mặc áo phao và mặc ôm này, em nói thật sự thì chị em mình sẽ không mấy khi thích cài khóa đâu, mà chị em mình chỉ có thích khoác như thế này thôi. Nếu mà mặc ôm đúng không, thì chỉ có khoác như thế này thôi, còn lại là không cài khóa mà được, vì cài khóa nó ôm nó cứng đó. Nên các chị lấy cho em Nga nhé. Màu em đang mặc là màu vàng mơ, dáng siêu đẹp. Em mặc màu xanh than cho các chị nhé. Màu xanh than em mặc lên là em mặc là M vẫn mặc được, nhưng nó ôm. Nhưng mà khi các chị mặc ôm đấy thì các chị sẽ nhìn được dáng. Cái dáng này á, hách eo cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Màu vàng mơ em có size L, size XL, 750.000, mã M23. Chị nào lấy thì nhanh tay này, em có 1-2 chiếc thôi. Đấy á, màu xanh than này. Chị nào cứ người nhỏ chốt cho em.
toàn dáng đẹp, toàn mẫu đẹp nhưng mà còn toàn size nhỏ. Đấy, màu thì màu rất đẹp, đúng không? Cái mã M 20, 21 gì đấy, cái dáng dài dài đến đây cũng toàn mẫu đẹp nhưng còn toàn size nhỏ. Đấy, chị này size nào nhỏ nên là một lợi thế. Đây. Đẹp chưa các chị? Em mặc M đấy các chị nhé. Các chị nhìn em mặc M đấy, em kéo thôi cho các chị thôi chứ còn nó ôm khự đến người em đấy. Nó đang ôm khự đến người em này. Đây. Đẹp chưa các chị? Chị nào khoảng tầm 49 cân dưới 50 cân, đấy 50 cân người gọn thì mới mặc được M hộ em. Áo này 750.000 màu xanh than. Hách eo. Siêu hách eo luôn các chị. Đây ạ. Người rất là gọn. Đấy ạ, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Mã này hộ em là M23. M23 750.000. Mẫu này em phải gọi là xuất sắc đỉnh luôn. Phao này siêu đẹp, chị nào lấy chốt đơn. Phao này giặt thoải mái luôn cho em nha. M23 50 cân. 50 cân cao bao nhiêu chị Nguyễn Xuyên nhỉ? Ok chị Nguyễn Thú ạ, chị lấy luôn M23 đi. Chị Nguyễn Thú lấy M23 màu gì chị Nguyễn Thú ơi? Em có màu đỏ và màu vàng cho chị đấy. Màu đỏ này em có size, em có màu vàng và màu đỏ cho chị đấy. Màu đỏ này em có size, à màu đỏ không còn. Thế thì chị lấy màu vàng cho chị Nguyễn Thú thì size XL này. Màu vàng là chị Nguyễn Thú là 55 cân mà. Ok chị Nguyễn Thú lấy thêm màu vàng nữa này. Nguyễn Thú lấy màu vàng size XL của mã M23. Ok màu vàng. Màu đỏ thì em có size L và size 2XL nhá. Màu xanh than em có size M. Màu xanh than có duy nhất một cái size M. Đây là màu gì đây? Ôi trời ơi, là màu xanh than rồi đây. M15XL vàng. Chị nào? Đâu, chị Nguyễn Yến là lúc đấy chị 54 cân mà. Chị Nguyễn Yến là chị bảo chị lấy size L mà. Chị cao, chị cho em mã M15, chị mua em mã khác là cái gì nhỉ? Chị Nguyễn Yến đang thảo luận với chị ấy à. Chị Nguyễn Yến là chị cho em mã M15, chị em mua mã khác là cái gì nhỉ? Chị Nguyễn Yến đang, tức là chị Nguyễn Yến đang thảo luận với chị Nguyễn Thú đúng không? Là chị Nguyễn Thú là để lại M15 cho chị Nguyễn Yến đúng không? Còn lại chị Nguyễn Thú là lấy cái mã M23 đúng không ạ? Chị Nguyễn Thú mà lấy M23 là chị lấy hai màu giống nhau cả. Tức là chị Nguyễn Yến là chốt M15 cho chị Nguyễn Yến trước cái gì? Ok. Thế thì chị Nguyễn Thú ơi, em mới chốt em cái M15 của chị ấy, mãi chị mới cho điện thoại cho nên là các bạn ấy bảo là các bạn đã chốt cho chị Nguyễn Yến cái mã M15 ở phía trước rồi vì chị Nguyễn Yến ở trên có comment. Đấy, có em bị ẩn comment nên em không đọc được. Em bị ẩn comment nên em không đọc được nên là thành ra là em đọc nó cứ bị gián đoạn, nó cũng em không hiểu. Tức là các bạn ấy bảo là cái mã M15 cái nãy chị báo ấy thì là mãi chị mới cho số điện thoại. Chị mới vừa xong chị mới cho số điện thoại, thành ra là các bạn ấy đã chốt cái M15 cho chị Nguyễn Yến rồi. Cho nên là vừa rồi em chốt cho chị M23 nhá chị Nguyễn Thú nhá. Nên em chốt cho chị được một cái M23 chị Nguyễn Thú nhá. Đấy á. Chị Nguyễn Xuyên cao 1m55 nặng 50 cân, màu vàng mơ có vừa không? Cao 1m55 mà nặng 50 cân. Người trên, ngực trên với vai của chị có đậm không ạ? Ngực trên với vai chị có đậm không ạ? À nhưng mà hết mất size chị mất rồi. M23 hết size chị rồi. Chị Nguyễn Xuyên lấy màu đỏ này cho em là vừa xinh luôn này. Nếu chị cao 1m55 chị nặng 50 cân lấy màu đỏ cho em nha luôn này. Thế ạ, là chị không phải nghĩ gì luôn. Đây, em đang mặc size L, chính là size của chị đây. Không cần phải nghĩ gì luôn. Còn nếu mà chị lấy cái size màu vàng kia thì vừa rồi nó là XL, chị vẫn rộng. Màu này chị đang mặc là chốt đơn này. Chị Tạ Thị Yến M22 và M23 nặng 52kg mặc vừa không? 52kg mặc cho em màu đỏ này vừa xinh luôn này. M22 là cái gì nhỉ? Chị quên mất rồi. M22 thì em hết rồi chị Tạ Thị Yến ạ. Nếu mà chị lấy thì chị lấy cho em M23 màu đỏ, em có size của chị luôn này. Chị Nguyễn Xuyên là cũng mặc vừa cho em màu đỏ M22 này. Và chị Tạ Thị Yến cũng mặc vừa cho em màu đỏ M22. Vì M22 em màu đỏ em còn size L. Size L là cho các chị từ 50 cân cho đến khoảng tầm 54 cân là mặc đẹp cho em nha. Em đang mặc áo này là size L. Size L chính là size của em này. Đấy ạ. Vì em là nặng vai trên của em tương đương với người 53 cân rưỡi thôi. Mà các chị 52 cân với 50 cân là các chị mặc chuẩn size này cho em nha. Đấy. Chị nào lấy thì chốt đơn cho em nha. Còn màu vàng thì em không có size. Màu vàng, màu xanh than thì em chỉ còn size cho người dưới 50 cân. Đấy ạ. Màu đỏ thì em còn một chiếc size L em đang mặc.
cho chị nào từ 50 cân cho đến tầm 54 cân là mặc đẹp cho em Nga. Chị nào 2XL dành cho chị nào khoảng tầm từ 59 cân cho đến khoảng tầm 63-64 cân là mặc cho em size 2XL màu đỏ nhá. Thì chốt đơn cho em M23. Áo này siêu đẹp luôn. Vàng mơ bây giờ em chỉ còn size 2XL. Đấy á. Chị Nguyễn Thú ơi, vừa rồi em chốt được một cái nhá, M23 cho chị. Chị thông cảm hộ em nhá. Tại vì cho comment sau ạ. Đấy á. Chị Vũ Hồng Mã chốt cho chị một quần màu trắng. Chốt cho chị một quần màu trắng là cái quần gì nhỉ? À quần suông đúng không? Suông trắng đúng không? Ok ạ. Ok ạ. M16 là cái mã gì rồi nhỉ? M16 à. Hai cái vàng mơ đúng không chị? Đây em mặc luôn cả hai cái vàng mơ cho chị này. Đấy nhá, M23 em có màu xanh than thì em còn size M. Màu vàng mơ bây giờ em chỉ còn size 2XL. Ôi giời ơi, chị Vũ Nhàn à. M23 chị vừa 3 mã. Nếu mà chị đã thích vàng mơ nhá, em mặc luôn cho chị 3 mã này. Cái nào chị cũng được, chị chốt cái nào cũng đẹp. Không có cái nào không đẹp. Tức là người chị cái nào cũng vừa. Bởi vì chị đều phải mặc mã này là size 2XL thì chị mới mặc được. Mã này thì chị không mặc được size L, không mặc được XL mà bắt buộc chị phải mặc 2XL. Đấy á. Ví dụ như mã này này. Đây, nếu mà chị muốn mặc cái này mà ôm, đây là mã M16, nếu chị muốn mặc ôm. Vì chị cao 1m60, mặc nặng 61 cân nhưng người chị rất là gọn. Mà chị muốn mặc ôm thì chị mặc cho em cái này. Cái này là cái gọn nhất. Xong 2XL thì cái này là gọn nhất này. Đấy á, em lên mặc luôn cho chị 3 mã nhá, cho chị lựa chọn. Đấy á, tùy chị chốt này. Đấy á, cái này là cái mà chị mặc mà muốn mặc ôm là gọn nhất, nhưng thường em nghĩ áo phao đừng mặc ôm, nên mặc thoải mái cho em một tí xíu. Đấy á. Vì thật ra nhiều khi các chị muốn nhìn thấy em đúng không? Khi em mặc ôm các chị nhìn thấy rõ dáng rõ eo. Nhưng mà bao giờ em cũng nói với các chị là các chị nên mặc thoải mái áo phao, đừng mặc ôm. Khi các chị cần, đến lúc các chị cần muốn kéo áo ra không được. Đúng không ạ? Muốn nới áo ra cũng không được. Đấy á. Nhưng mà áo phao mình mặc hơi thoải mái một tí xíu thì lại được. Chứ còn nếu mà lúc mình mặc ôm quá rồi mà kéo ra chị chỉ khoác thôi. Đấy ạ. Tức là khi mà mặc kích rồi thì chỉ khoác thôi nha. Đây. Cái này là M22 này. Thì cái này chị mặc là gọn này, là nó là cái form là nhỏ nhất này. Đấy ạ. Sau đó thì cái form này là M17 này. Đây, cái này cũng là 2XL, cũng là size của chị. Đấy ạ, size 2XL vì 61 cân là bắt buộc phải mặc 2XL đối với những cái dòng này. Và đây ạ. Và chị mặc cái này thì chị mặc cái áo này cho em Nga 2XL. Chị sẽ mặc thoải mái một chút xíu ạ, nhưng mà mặc thoải mái là chính là áo phao. Đấy ạ, em mặc 2XL này mà chị nhìn thấy nó còn nó thoải mái nhưng không hề của kiểu bị gọi là bị thô nhá. Không hề bị thô mà không hề bị cạch luôn. Đấy ạ. 2XL cái M17 của em nhưng nó không bị thô, bị cạch luôn. Nó rất là gọn dáng và cực kỳ gọn. Đấy. Đây các chị nhá, mũ toàn bộ tháo rời được. Đây là M17. Đấy ạ, và một cái nữa là M23. M23 cũng vàng mơ. Nếu mà chị đã kết vàng mơ thì đấy em mặc cho chị ba cái vàng mơ. Đều là size của chị muốn chọn cái nào cũng được. Đấy ạ. Đấy là may mắn là đều có size của chị. Ở đây XL, cái này là chị vừa. Ờ đây XL đây, đây cái này. Cái này là em mặc XL nhưng nó có một chiếc size 2XL của chị. Đấy. Đây này. Cái này chị mặc 2XL cho em Nga, vừa xinh luôn. Đấy. Đây là em mang mặc XL. Đấy, em mang mặc XL là hơi thoải mái một tí xíu. Đấy ạ, chị mặc 2XL nó cũng sẽ như em mặc XL. Đấy ạ. Vì em đang mặc cái này là XL thì chị mặc 2XL nó cũng giống như em mặc XL như thế này. Nó sẽ hơi thoải mái một chút xíu nhưng mà mình mặc áo phao thì phải hơi thoải mái. Đến khi mà mình cần dùng bên trong mình mặc muốn áo gì đây. Cũng bên trong em mặc mỗi cái áo phông mỏng như thế này. Đúng không ạ? Còn lúc mà em mặc với cái áo len, ví dụ như hôm nào mà đi chơi Noel chẳng hạn, ví dụ mùa Noel, mùa gì đấy các chị đúng không ạ? Có những cái áo mùa Noel mà nó dày ấy các chị nhớ không ạ? Xong mà muốn khoác cái áo phao này ra bên ngoài nó khoác làm sao nổi đúng các chị nếu mà mình mặc ôm. Đấy ạ. Chị nào lấy chốt đơn nhá. Ba cái màu vàng mơ này không chê được chỗ em cái nào. Đây là M23 các chị nha. Rồi em sẽ lên cho các chị một mã M24 nữa này. M23. Hình như M24 game có một chiếc tờ tí xíu. Đây là M24 này. M24 em lên cho các chị mã này. M24 thì cái này rất đẹp. Chị nào lấy M24 các chị nhanh tay này. Cái này nó còn size. Nó còn size ấy thôi. Đây. M24. Em chỉ còn chủ yếu size M. Ba cái size M. Mỗi cái màu cam, một cái là size size gì nhỉ? Size XL. Hôm nay em cũng dành áo này cho các chị yêu là 750.000 hết. Đấy. 750. Em bán mỗi một cái mã cuối cùng em ôm cho các chị yêu này, em cố gắng em ôm lốt này, em lên 780 là mã M11 thôi. Còn tất cả những cái hàng này bây giờ em chỉ còn 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Đấy á, em tặng lốt hết cho các chị yêu là 750.000. Đấy á, các chị nhá, đây là những cái mà em còn lại. Em nói rồi, em chỉ còn lại đấy, tất tần tật tần tuột tuốt hết rồi đấy. Đấy á, có khoảng tầm 20 mấy cái phao gì đấy.
Đấy, là của những cái dòng gọi là em đã từng gọi là những cái hàng này là hàng VIP đỉnh, mà những cái hàng này là các chị lên mua mặc 10 năm cho em, 15 năm, nói chung là khách chị về các chị vần vò, các chị dã. Em nói thật sự lúc mà em lên cái này có những chị khách chị mua nhiều lắm. Có những vị khách các chị mỗi lần em like xong chị 4-5 chiếc chị chốt, xong mấy ngày sau mà chị lại chốt một loạt luôn. Em nói thật sự vì nó rẻ quá. Em nói thật sự cách em không biết là chị mua cho mình chị là bao nhiêu chiếc hoặc là chị mua cho người thân nữa. Đấy, nhưng mà chị mua rất là nhiều. Nói chung là các chị ấy, hoặc các nhiều khi các chị ví dụ như các chị mua có những người mà kiểu sống ở bên nước ngoài ấy, là rét nhiều hơn, đúng không ạ? Suốt ngày rét mà. Nên là ví dụ như là mấy nữa hè rồi muốn mua những áo phao không có, nên có khi các chị lại mua xong các chị lại gửi sang nước ngoài. Đấy, thành ra là các chị mua các chị gửi đi. Đấy, cho nên là các chị vẫn lấy, mà các chị lấy là các chị lấy nhiều thì tiện công một lần gửi. Bởi vì sao? Những cái áo phao này mặc lên nó rất là ấm. Đấy, nó lại siêu nhẹ, nó rất là ấm vì phao của em là trần bông. Đấy, mà hàng này là hàng đắt chứ không phải là hàng xịn chứ không phải là hàng rẻ. Đấy, cho nên là các chị ý là lấy đây, mặc thích lắm luôn. Đấy, mặc bên kia thì ấm vô cùng rồi. Cái này em có màu xanh than, size M nhá. Chị nào cứ khoảng tầm 54 cân là các chị mặc đẹp cho em nha. Đấy, nói chung là size của em. Đấy, size M này là chuẩn size của em này. Chị nào khoảng 53, 54 cân đổ về mặc M dùm em nha. Giá của nó là 7,50. Mã hộ em là M24. Đấy, mã M24 nhá. Mã M24. Mã M24 ạ. Đấy, chị cho chị M23, chị thích túi có khóa nhé. Ok, chị Vũ Nhàn, M23. M23 có đúng một chiếc size 2XL cho chị Vũ Nhàn. M23 là hết M23 luôn này. Ok, chị Vũ Nhàn, M23 size 2XL ạ. Chị ơi, có quần bò dài không? Có đấy, chị Ngọc Đản ạ, có ạ. Nhưng mà lúc này em đang cố gắng lên cái này. Quần short em đang mặc là 650.000 ạ. Chị Tạ Thị Yến M23 màu đỏ, ok ạ. Chị Tạ Thị Yến màu đỏ này, ok này. Đẹp lắm luôn, chị Tạ Thị Yến màu đỏ này. Xuất sắc luôn cho chị Tạ Thị Yến này. Cái M23 này đẹp xuất sắc. Em nói thật sự, cái gì các chị cứ nhận hàng đi ạ. Xong về nhận hàng xem có đúng hay không nha. Sờ cái chất M23 các chị cũng thấy nó khác nha. M23 các chị cứ về sờ xem ạ. Các chị về các chị cảm nhận hộ em nhá. Em không nói sai gì nào luôn. Vì cái M23 này là em bán cực kỳ nhiều. Khách nhà em Nga, em bảo cái một cái mã M23 có những khách người ta mua, người ta chỉ mặc không đủ các màu. Để các chị biết là mặc một chiếc mà sau đó thì chất đẹp quá là lấy luôn các màu còn lại. Đây ạ, chị Tạ Thị Yến size L này, ok này. Rồi ạ, chị Tạ Thị Yến size L rồi. M24 nhá, em có màu xanh than 750.000. Áo phao xuất Hàn màu đỏ đô có giá 400 làm M bao nhiêu? Không có cái nào 400 chị ơi. Áo đấy là áo phông. À áo phông xuất Hàn. Áo phông xuất Hàn 400 á. Mã M bao nhiêu nhỉ? Cái chỗ mà có vặt lệch có hoa này này. Có cái lơ này này. Em không nhớ nó là mã M bao nhiêu nữa. M chờ em tí xíu ạ. Cái hoa M mấy nhỉ? M8 chị ạ. M8 chị ạ. Cái đấy là cái xuất Hàn ấy. Vặt lệch đấy là M8 chị nhá. Cái màu đỏ đúng không? Cái màu đỏ mà vặt lệch em mặc là size S màu đỏ đô đúng không chị? Là M8 chị nhá. M8 ạ. Cái đấy là M8 chị ơi. M8 vặt lệch mà nó có chéo chéo ở đây màu đỏ đô này là M8 ạ. M8 ạ. Đấy ạ, M24 nha. Các chị có thể chọn M24 cho em nha. M24 em phải nói là M24 siêu đẹp. M24 là cái màu mã M24 là cái mã mà siêu đẹp. Đấy ạ. Siêu đẹp. Em còn xanh than size M một chiếc. Màu này là màu vàng size M một chiếc. Màu cam còn một chiếc size M, một chiếc size XL. Giá hôm nay là 750.000. Chị nào lấy chốt đơn cho em là M24. Cái áo này M24 thì không cần phải suy nghĩ luôn rồi. Đấy, chị nào mà cứ vừa xài các chị chốt thôi. Em nói thật sự luôn, cái M24 này các chị không cần phải nghĩ luôn ạ. Bởi vì nó quá đẹp. Đấy ạ, quá đẹp luôn các chị nhá. Rồi, đấy ạ, đấy là M24. Và hình như em nhớ em còn một mã nữa, đó là thắng dài, là M25. Nhưng mà thôi, cái thắng dài đấy thì thôi để buổi sau em lên cho nó đỡ muộn quá. Đây, lên nốt cái mã này. Đấy ạ, là M24. Cái này nó quá đẹp luôn rồi. Cái này đẹp xuất sắc luôn. Xinh cực kỳ các chị ạ. Chị nào cứ 50 trong vòng, ví dụ chị nào khoảng tầm 48 cân thì mặc hơi thoải mái. Chị nào 49 cân, 48 cân chấp nhận mặc thì mặc hơi thoải mái cho em. Cái áo này cũng rất là xinh. Tại vì nó rẻ mà nó đẹp. Có 750.000 các chị nhìn dáng này. Màu vàng này. Siêu đẹp luôn. Cái áo này 3 màu, màu nào cũng đẹp ạ. Xanh than đẹp, màu nào cũng đẹp. Đấy ạ.
Ví dụ như cái áo này nhá, chị nào mà lúc nào mà thích mặc áo ôm này đấy ạ, ví dụ chị nào 53-54 cân như em Nga đấy ạ, nhiều khi các chị ví dụ như chọn cái áo này các chị mặc ôm cho em đây là vừa đẹp này đấy. Còn ví dụ như mà lúc nào mà các chị mà cần đi đâu ấy thì phải mặc cho em cái áo nào dáng hơi thoải mái một chút xíu nhá, để bên trong chị em mình còn mặc cái áo khác. Trừ khi chị nào mà 50-51 cân thì đương nhiên chị các chị có thể mặc bên trong những cái áo kia thoải mái rồi đấy ạ. Còn chị nào mà như em Nga đây là mặc vừa luôn đấy ạ, mặc vừa luôn đấy ạ. Vừa luôn nhá, cái này là vừa luôn, đấy là đúng size của em luôn, đẹp lắm luôn, màu vàng size mờ xuất sắc. Cái này đẹp, cái này quá đẹp luôn, cái này siêu đẹp ạ. Đây ạ, màu cam này em có mờ và có một chiếc size XL đấy ạ, là mã M24 nhá, em lên M24 là màu cuối cùng, 750.000 đấy ạ, hôm nay lên nốt đấy, tất tần tật hình như còn một mã nữa em chưa lên cho các chị thôi đấy ạ. Một mã nó là dáng dài nhé, còn lẻ lẻ gì đấy là em chia lên cho các chị yêu. Đối với những cái dòng áo phao mà em đấy ạ, là em cố gắng đấy, là em còn có mỗi cái chỉ còn một chiếc, cái nào hai chiếc đấy ạ, cái nào mà giỏi giỏi cái màu còn ba chiếc hay là gì đấy thôi em lên hết đấy, tổng tần tật tật. Chị nào ưng mẫu gì các chị chốt đơn. Có quần có bò suông không em? Bò suông á, bò suông thì mấy nữa, bò suông chắc chị thích hàng đắt đúng không? Thật ra bò suông hàng đắt ấy thì nó không có giãn ấy, thì thật ra thì với tầm chị em mình ấy, vì sao mà bò suông em lại không lấy, tại vì bò suông ấy là nó không có giãn. Bò suông mà hàng siêu cấp nhá thì nó thường nó cũng không có giãn lắm, nó không có giãn lắm. Mà nếu như mà người chị em mình ấy, dụ như người mẫu mà người chuẩn, dụ như eo đẹp bụng không có thì mặc nó rất là đẹp đấy ạ. Nhưng mà nếu như mà với kiểu tầm chị em mình ấy, mặc nó rất là kén, chính vì thế cho nên là em mới không lên và em không like. Còn nếu mà các chị thích em có thể up mẫu cho các chị cũng được, các chị có thể chọn và các chị có thể đặt hàng. Vì thật ra là những cái gì mà nó phải, thật ra là ví dụ như các chị biết rồi, người em là người mẫu vườn, người em người mẫu không chuẩn đấy ạ. Em không mẫu người eo thì người thì lùn đúng không ạ, cao 1m54, nặng 55 cân hơn đấy ạ. Đấy ạ, mông thì to, bụng thì to, eo cũng to, đùi to, bắp chân to đúng không ạ. Cho nên là thường là em phải chọn những cái đồ mà làm sao mà khi mà em mặc lên ấy, người em tất cả nó khuyết điểm như thế, cho nên em phải mặc những cái đồ nào mà nó che được khuyết điểm. Mà khi mà em người em đã xấu mà em che được khuyết điểm thì đến lúc các chị mặc lên ấy thì những chị nào mà có kiểu tương tự khuyết điểm giống em là các chị sẽ thấy được là mình sẽ che được những khuyết điểm đấy. Còn những chị nào mà người đẹp rồi thì không nói làm gì, các chị chỉ có mặc đẹp hơn thôi đấy ạ. Đấy là vì sao mà thường những cái đồ em mai cho các chị yêu là những cái đồ mà làm sao mà chị em mình có thể mặc để che khuyết điểm được, chứ em lại không bán chỉ riêng cho những người mà nói chung là eo đẹp. Em không bán cho người mẫu. Người mẫu là các chị nào người mẫu thì các chị gọi là yêu quý em, các chị ủng hộ em, bởi vì các chị mặc đồ gì cũng đẹp. Nếu mà đã mẫu rồi thì kể cả các chị mặc đồ rất rẻ các chị cũng đẹp đấy ạ. Nhưng mà người như bọn em ấy mà là những cái người mà thực sự rất là khó mặc đồ. Bây giờ em mà mặc những cái đồ gì ấy mà gọi như ngày xưa, ví dụ ngày xưa mà chưa kiểu còn thời sinh viên các chị đúng không ạ, đấy, hồi mình còn chưa lấy chồng chưa sinh con ấy, mình có 40 mấy cân thôi, eo còn nhỏ đúng không ạ, eo còn nhỏ, bụng còn chưa gì đấy đúng không ạ. Các chị cứ nghĩ đến thời ngày xưa của chị em mình đi đấy ạ, tối cuối like rồi buồn tí á đấy ạ. Các chị cứ nghĩ đến thời ngày xưa của chị em mình đúng không, cái hồi đấy đúng là thật sự chị em mình mặc cái đồ gọi là rất rẻ tiền đúng không, có khi nó chỉ 100 mấy 200 mấy thôi đấy ạ. Thời sinh viên mặc những cái đồ đấy chị em mình vẫn thấy đẹp đúng không, tại vì hồi đấy dáng chị em mình làm gì đã bị như thế này đúng không ạ. Đấy ạ, bây giờ sau khi chị em mình đấy ạ, chồng con hết rồi, còn những chị nào ví dụ như còn trẻ trung còn tin, hoặc là các chị vẫn giữ dáng body đẹp bởi vì các chị tập thể dục thể thao, người các chị vẫn chuẩn đấy. Còn như người em là thôi, em không chuẩn được, em không hãm được các chị ạ, khổ em không hãm được đấy ạ. Cái nghề nghiệp của mình thì ngồi nhiều đấy ạ, bụng mình thì cũng đã to thì chớ ngồi nhiều nó lại càng to đấy ạ. Vận động thì ít đấy ạ. Thật ra là em đứng trên live các chị là chính là lúc em được vận động nhiều nhất đấy nhá, yeah. Vận động nhiều nhất đó, cho nên là nói chung là bây giờ mà mặc những cái đồ ngày xưa là không mặc được nữa các chị ạ. Đấy, những cái đồ rẻ. Còn những chị nào mà người đẹp, người gọi là người mẫu chuẩn các vòng rồi thì thực sự cái đồ gọi là rẻ cực kỳ các chị cũng mặc được đấy, yeah. Nhìn các chị mặc nhiều khi em nói thật sự đấy, nên các chị đấy thì rất là dễ chọn. Nhưng mà thì nếu mà em thì em lại bán cho những chị nào đấy giống em lại bán ví dụ cho những chị nào
giống em. Còn chị nghĩ chị nào mà kiểu người đẹp rồi nhưng mà thích hàng cao cấp, nhưng mà lại chuyên mặc hàng cao cấp đấy ạ, và thích những cái dòng của em hoặc yêu quý em thì các chị có thể đến với em. Chứ còn những chị đấy thì mua ở nhiều nơi lắm đấy ạ, mua được ở nhiều nơi bởi vì rất nhiều người mẫu có thể like để mặc những đồ đẹp để cho các chị mua đấy ạ. Nhưng ví dụ các chị yêu quý em thì nhìn em mà chị rõ ràng chị xinh hơn mày đúng không? Chị xinh hơn em đúng không? Đấy ạ, và đấy, nên là chị vẫn yêu quý em thì chị đến với em thôi. Đấy ạ, nói đùa nói vui vậy đấy các chị nhá. Tôi cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hôm nay em dừng ở mã M áo phao M24 các chị nhá. Chị nào yêu thích cái mẫu nào em còn lẻ size như thế thì các chị có thể chụp ảnh màn hình gửi qua inbox giúp em nha. Đấy ạ, còn bây giờ thì em xin phép dừng live tại đây. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Hẹn gặp lại các chị yêu trong livestream tiếp theo vào ngày mai ạ. Tạm biệt các chị. Ừ, xem comment nó có cái gì không ạ? Khổ, không đọc được comment. À, nên nốt phao dáng dài luôn đi em. Mặc nốt luôn phao dáng dài à? Nên bộ đồ đi. Bây giờ không kịp nên đồ bộ nữa rồi chị yêu ạ. Chị Tạ Thị Yến đồ. Nên nốt dáng dài à? Rồi em nên nốt đến năm A hồi Ai Long nhá. Thôi lên nốt hôm nay thứ 7, mai em được nghỉ. Rồi em lên nốt này. Đấy em đọc comment em lên nốt. Còn đúng cái sai của em thôi. Em chỉ còn sai. Ừ, nhưng hình như sai chị cũng mặc được đấy. Chị Tạ Thị Yến là 55 cân có khi mặc được. Em chỉ còn màu xanh than với màu nâu thôi. Cái áo này em chỉ còn mỗi xanh than và nâu dáng dài thôi. Cái này dáng dài. Nghe dáng dài này là 850. Nhưng em chỉ còn mỗi size thôi. Mỗi cái chỉ còn một chiếc hoặc hai chiếc thôi. Đây là hết. Nhưng em chỉ còn mỗi một size thôi, hết size mất rồi. Cái này còn mỗi 1-2 chiếc thôi. Đây là M25 nhá. Đấy ạ, nên nốt M25 cho nó chọn vẹn này. Cái này là dáng dài. Size nó là size L. Size L là chỉ là em chỉ còn size của em thôi. Size L chị nào có 55 cân là mặc được. 54 cân, 55 cân là các chị mặc được hộ em. Đây ạ. Cái này dáng dài, em có màu nâu và màu nâu và màu xanh than thì phải. Màu nâu và màu xanh than thôi ạ. Đấy ạ, màu nâu và màu xanh than. Đây là em mặc size L này. Em mặc đây là size L đấy, màu nâu và màu xanh than đấy chị nhé. Đây dáng dài như thế này, màu nâu và màu xanh than. Chị nào khoảng tầm 54-55 cân đổ về là mặc được cho em. Đó, đây là màu nâu, đây là M25. Cái dáng dài này là 850. Dáng dài này là 850 chị nhé. Dáng dài này là 850. Đấy, em chỉ mỗi màu nâu và xanh than thôi. Em mặc nốt màu xanh than. Đây ạ, mặc nốt này. Đấy ạ. Là hôm nay các chị nào mà ngắm được phao nào nữa mà còn rất tập đấy, em vét rất tập. Tại vì thật ra áo phao của nhà em Nga là em về đến đâu là em bán hết đến đấy sạch sẽ xanh. Toàn bộ những cái mẫu này em lên cho các chị yêu toàn là cái mẫu mà về sau là kiểu là em tiếc rẻ ấy, là em ôm cho các chị yêu thôi. Mà lúc đấy là em ôm như em có bao nhiêu là em ôm nát đấy, là em ôm cọc cạch sai luôn, nhưng mà nó rất là đẹp, rẻ đẹp cho nên là em ôm nát cho các chị đấy. Nhưng mà em chọn mẫu em ôm đấy chứ không phải mẫu nào em cũng ôm đâu. Những cái mẫu mà nhìn nó xấu hoặc là những cái màu sắc hoặc gì đấy em không ôm. Em chỉ có lấy những cái màu mà gọi là chị em mình mặc nó đẹp thôi. Tại vì em vậy nhưng mà em cũng kén lắm chứ không phải là cứ gì mà cũng ấy đâu. Đây ạ. Tại vì mặc lên bỏ ra đồng tiền nó cũng phải xứng đáng luôn. Đây là màu xanh than các chị nhá. Rồi, đây là mã M25 của em, 850. Chị nào mà yêu thích cái M25 cuối cùng các chị chốt đơn cho em nha. Đây là dáng dài. Đã, em chỉ còn mỗi màu nâu và màu xanh than thôi ạ. Đã, chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Rồi bây giờ thì em dừng like ở đây nhá. Cảm ơn các chị yêu rất là nhiều. Đã, chị yêu nào mà ưng thì các chị báo hộ em vậy. Đã, cảm ơn các chị. Rồi tạm biệt các chị yêu.